mỗi người đều có địa hồn, cho nên nếu có, nguyệt thần phát sáng, khai mở, đều có thể sinh ra thức thần, kỳ thật thức thần cũng là đem địa hồn ngưng tụ thành linh thể. Nhưng, người bình thường thức thần, vẫn cũng chỉ là địa hồn, có thể tu luyện, nhưng hiệu quả sẽ không quá tốt. Nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, thức thần không có dung hợp, kiếp vòng, tương đương với không có căn cơ. Kiếp vòng chính là thức thần lực lượng chứa đựng, tu luyện, dung hội chi địa. Kiếp vòng trong trường hợp thức thần, tương đương với thánh cung chi tại chúng ta, có thể hiểu. Huy Dạ Thi nói lên những thứ này, khắp khuôn mặt là kiêu căng chi sắc. Nàng lại tại trong lúc bất chi bất giác, thanh tú thân phận nàng cao quý cảm giác ưu việt. Kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, ý vị thâm trường nhìn lấy Huy Dạ Thi. Đúng, kiếp vòng, muốn nhìn một chút sao? Huy Dạ Thi đáng yêu cười một tiếng, sau đó đem chính mình tay phải ống tay áo, trực tiếp kéo đi lên. Đập vào mi mắt là, trên cánh tay của nàng, có 5 tháng sáng ấn ký. Loại này ánh trăng ấn ký, Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc. Đó là tháng 5 giữa trời. Lý Khinh Ngữ trên thân, có cùng Huy Dạ Thi, giống nhau như đúc 5 cái kiếp vòng. Tiểu mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh khiếp sợ nhìn lấy Huy Dạ Thi. Nguyệt thần tộc, lại là tiểu mệnh kiếp tộc. A, người vậy mà biết chúng ta trật tự thiên tộc, tiểu mệnh kiếp. Bất quá, ta nắm giữ 5 cái, nguyệt chi kiếp vòng, đã là đại mệnh kiếp. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Nguyệt chi thần cảnh phía trên nguyệt thần tộc, lại là tiểu mệnh kiếp nhất tộc. Cho nên chúng ta Lý Thị Thánh tộc, bắt nguồn từ nguyệt thần tộc. Không đúng, nguyệt thần tộc không có cộng sinh thú, nhưng là Lý Thị Thánh tộc có, Lý Thị Thánh tộc không có khả năng bắt nguồn từ nguyệt thần tộc. Hắn tâm lý lóe lên ý nghĩ này. Ngươi làm gì, ngây ngốc, Huy Dạ Thi ngượng ngùng cười một tiếng. Đây chính là nguyệt chi kiếp vòng. 5 cái. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người hiện tại đã biết rõ đi. Đất của ta hồn, có thể chia ra thành 5 cái, bởi vì ta có 5 cái kiếp vòng, làm thức thần tu luyện căn cơ. Ta Nguyệt Ma Linh, bình thường thì ẩn thân tai kiếp vòng bên trong. Nhìn thấy không? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, nàng Nguyệt chi kiếp vòng phía trên, mơ hồ có 5 cái, Nguyệt Quang Nữ Thần, mặt, đây là nàng và Lý Khinh Ngữ chỗ khác biệt. Thấy được, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cho nên... Người phải nghĩ thoáng thích thức thần, biện pháp ngược lại là có, thế nhưng là cường độ đâu? Sẽ kém rất nhiều, trưởng thành không gian sẽ không quá lớn, bất quá đừng nản chí, ta Huy Dạ Thi trong nhà có là tư nguyên, coi như ngươi thức thần thiên phú quá kém, ta đều có thể cho ngươi dưỡng lên. Huy Dạ Thi đánh cược nói. Ngươi đây là lừa phỉnh ta a, ta kiếp vòng đều không có, làm sao dưỡng lên? Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, ngươi quá cơ trí, nói thật cho ngươi biết. Thức thần việc này, người xác thực không cửa. Nhưng là, chúng ta nguyệt thần tộc không dùng được cộng sinh thú thần nguyên, cho nên trong nhà có không ít không ai dùng tồn kho, người không tâm động sao? Huy Dạ Thi nói. Người đây là ý gì, chiêu ở rể. Người đoán đúng, ta Huy Nguyệt gia tộc, nam họ Huy Nguyệt, nữ họ Huy Dạ, chúng ta không gả ra ngoài. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh cũng không tâm động trong nhà nàng bảo tàng. Hắn chỉ là đang nghĩ, ta có 10 cái kiếp vòng A. Nếu như ta có thể có kia cái gì nguyệt thần phát sáng khai mở, chẳng phải là có thể có 10 cái thức thần. Thức thần uy lực, hắn kiến thức qua, chủ yếu là Huy Dạ Thi không tính quá mạnh. Cái kia trật tự thiên tộc, có thể dựa vào thức thần xưng bá trật tự chi địa, cũng chính là trên trời mặt trời, hiển nhiên sẽ không kém. Không có cộng sinh hệ thống tu luyện, bọn họ về mặt tu luyện, có thể sẽ càng mau một chút. Thức thần tồn tại, tương đương với bọn họ hệ thống tu luyện. Có thể điệp ra lực lượng nguyên. Thức thần chủng loại nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiều a, vạn vật đều có thể thức thần, cụ thể có thể mở mang ra cái gì thức thần, nhìn huyết mạch của ngươi thiên phú đi, có người lại là binh khí, có người lại là dã thú hoa cỏ, cũng có thể lại là các loại đồ vật, nhưng cao đoan nhất, khẳng định vẫn là chúng ta loại này, thiên chi thức thần, tỷ như ta Nguyệt Ma Linh, còn có ca ca ta, Huyền Minh Thần. Huy Dạ Thi kiêu ngạo nói. So sánh phía dưới. Chúng ta bản nguyên thú tộc, chỉ có thú loại. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, đây chính là các ngươi quá yếu nguyên nhân, các ngươi tu luyện quá chậm. Thú loại lĩnh ngộ thiên phú vĩnh viễn có hạn, cái nào sợ các ngươi cùng cảnh giới mạnh hơn, có tác dụng quái gì? Người ta tùy tiện siêu việt ngươi mấy cảnh giới. Huy Dạ Thi khinh bỉ nói. Điểm này đối Lý Thiên Mệnh không thích hợp, bởi vì huỳnh hỏa bọn họ thiên ý, nhanh hơn hắn. Nhưng tổng thể phía trên... Huy Dạ Thi nói đến cần phải có nhất định đạo lý. So sánh tới nói, quỷ thần nhất tộc ưu thế,
Ở chỗ thăng bằng, bọn họ tu luyện không bằng trật tự thiên tộc nhanh, nhưng lại so bản nguyên thú tộc mạnh, mà lại thần thông chiến quyết song tu, nhục thân cường hãn đến đáng sợ. Như vậy, Lý Thiên Mệnh liền muốn hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Các ngươi Nguyệt thần tộc thiên phú, là lấy kiếp vòng số lượng định sao? Kiếp vòng số lượng là căn bản, nhưng kiếp vòng loại, cũng có yếu tố mấu chốt, mặt khác, thức thần chủng loại cũng là yếu tố mấu chốt. Đỉnh cấp kiếp vòng cùng thức thần, chỉ muốn số lượng đông đảo, liền có thể thành tựu siêu cấp thiên tài. Huy Dạ Thi nói, ngươi có tính hay không Nguyệt chi thần cảnh siêu cấp thiên tài? Lý Thiên Mệnh hỏi, siêu cấp không tính là, nhóm đầu tiên lần không có vấn đề. Huy Dạ Thi tự hào nói, nhóm đầu tiên lần, thì ngươi loại trình độ này, còn không biết xấu hổ danh xưng tu luyện tốc độ nhanh. Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói, im miệng, hỗn đản, muốn nhìn tổng thể mức độ được không à nha? Ngươi một cái quái vật, có thể đại biểu toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục sao? Huy Dạ Thi nói, đó là bởi vì các ngươi có Nguyệt Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi đây là đỏ mắt, có bản lĩnh ngươi cùng ta bỏ trốn, Nguyệt Tinh Nguyên liền là của ngươi. Huy Dạ Thi nói, thôi đừng chém gió, sau cùng hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói, nâng nâng sách, ngươi làm sao cùng một người hiếu kỳ bảo bảo giống như. Ta đã hiểu, vẫn là không kiến thức. Huy Dạ Thi đắc ý cười nói, các ngươi Nguyệt thần tộc, kiếp vòng số lượng tối cao, có mấy cái? Lý Thiên Mệnh trịnh trọng hỏi. Nói ra hù chết ngươi. Huy Dạ Thi nói. Mấy cái? Nghe cho kỹ, 7 cái. Huy Dạ Thi lớn tiếng nói. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, sau đó cười ra tiếng âm. Trong lòng của hắn thư thản, tâm lý thầm mắng một tiếng, đồ bỏ đi, liền nghĩa phụ ta cũng không bằng. Uy, ngươi thái độ gì a? Ngươi biết 7 cái kiếp vòng là khái niệm gì sao? Quả nhiên, người đây chính là người không biết không sợ. Đồ nhà quê, hừ, Huy Dạ Thi cả giận nói. Nguyệt thần tộc, lịch sử tối cao, mấy cái? Lý Thiên Mệnh hỏi. 8 cái, chúng ta trong lịch sử huy hoàng nhất vài cái nhân vật, đều có bát đại thức thần, người căn bản không biết bọn họ có bao nhiêu lợi hại, nhất quyền thì có thể đánh chết các ngươi 1 triệu người, hiểu không? Huy Dạ Thi nói. Hiện tại Nguyệt thần tộc có 8 cái kiếp vòng sao? Không có, ngươi làm là rau xanh a? Huy Dạ Thi im lặng nói. Không biết trời cao đất rộng. Trật tự thiên tộc đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là mặt trời, là hắn tránh thức khát vọng địa phương. Bọn họ hiện tại thì có 8 cái kiếp vòng đế vương. Là trật tự chi địa người thống trị. Mạnh đến nổ tung, chúng ta Nguyệt chi thần cảnh, chỉ là hắn chạm gác. Các ngươi cái này thiên nhất giới diện phía trên vô số đại lục, tất cả thuộc về thuộc hắn quản hạt. Huy Dạ Thi nói. Châu. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. 8 cái kiếp vòng, bát đại thức thần. Có thể tới loại trình độ này, cẩn thận suy nghĩ một chút, khác nói mình, liền bát kiếp luân hồi chi thể lý vô địch, phải có cơ hội thích hợp, đều có thể lên trời a. Vượt qua 25 tuổi, còn có thể mở mang thức thần sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, cơ hội bỏ lỡ, không có cách, Huy Dạ Thi nói. Hắn cũng không phải là cảm thấy trật tự thiên tộc, Nguyệt thần tộc không lợi hại, mà chính là, hắn cùng Lý Vô Địch, hẳn là trong ngoại lệ ngoại lệ. Bằng không, chính mình làm sao lại gọi là vạn cổ đệ nhất mệnh kiếp đâu? Thập phương, vũ trụ, vĩnh hằng. Đúng rồi, các ngươi trong lịch sử, có vượt qua 8 cái kiếp vòng sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không có, 8 cái cũng là viên mãn, hồi trước cái kia tử bát bà đại quái vật, nàng có phải thật vậy hay không cửu kiếp còn có đợi nghiệm chứng, dù sao ta cho rằng tuyệt đối có sai. Huy Dạ Thi chắc chắn nói. Tử bát bà đại quái vật. Đừng hỏi nữa, liên quan ngươi không có việc gì, đời này ngoại trừ ta, những nữ nhân khác đều không có quan hệ gì với ngươi, đừng đánh nghe. Huy Dạ Thi trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ nhắc lên người nào đó, để cho nàng tâm tình vô cùng không tốt. Cái kia tử bát bà, còn có cái kia tạo thành đại hòa tử ma đầu, đều là kết nối tại các ngươi Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, hỗn độn thiên lao, bên trong đi ra ngoài. Ai biết chỗ đó đâu, còn có cái gì biến thái. Huy Dạ Thi cắn răng, tâm tình có chút kích động. Cái quỷ gì, Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu. Hừ, Huy Dạ Thi không muốn nói thêm, trừng mắt liếc hắn một cái, chạy trước mặt. Đừng đi, ta còn có một vấn đề, Lý Thiên Mệnh hỏi. Huy Dạ Thi bó tay rồi. Nói. Các ngươi trật tự thiên tộc, có văn tự hình dáng kiếp vòng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Trở lại Thái Cực Phong Hồ thời điểm, đêm đã khuya. Lý Thiên Mệnh vội vàng về Trạm Tinh Cổ Lộ,
chuẩn bị tiếp xuống tu hành. Huy Dạ thì rất chậm trễ thời gian, nhưng không có cách, tối thiểu nhất bọn họ cho mình tranh thủ thời gian. Vừa mới tiến Trạm Tinh Cổ Lộ, chỉ thấy phía trước khá hơn chút người tập hợp một chỗ. Bọn họ ngay tại cho một cái, thương binh, làm trị liệu. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh tiếp cận đến liền nhìn đến, người bị thương là Lý Thải Vi. Nhìn tình huống này, chân đều khiến người ta đánh gãy. Thiên Mệnh, ta khiến người ta khi dễ. Lý Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt ẩm ướt nhìn lấy hắn. Người nào? Huy Nguyệt giận. Không ngoài dự liệu. Lý Thiên Mệnh ánh mắt âm trầm xuống, hắn chạy người cái kia đi rồi. Đoán chừng là đi ngang qua đi, hắn nghe nói sự tích của ngươi, tìm ta chứng thực. Người này thực sự thật là buồn nôn, tự cho là đúng, cố làm ra vẻ, hung hăng càn quấy, thối đổ bỏ đi. Lý Thải Vi tức giận bất bình. Nàng tới về sau, đã mắng đã nửa ngày. Nhưng là, tất cả mọi người không có cách nào. Trước chậm một chút, Lý Thiên Mệnh đứng ở trước mắt mọi người, hắn suy nghĩ một lát. Thiên Mệnh, người này nhất định muốn phòng bị. Hắn quá miệt thị chúng ta, không hầu hạ tốt, coi là thật rất nguy hiểm. Dù nói thế nào, hắn đều là thượng thần, muốn là hắn thật phát cáu, chúng ta không ai cản nổi. Hiện tại hết lần này tới lần khác vừa hy vọng, hắn trợ giúp chúng ta trấn áp quỷ thần, khó làm. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Biện pháp duy nhất, cũng là khác trêu chọc hắn, nỗ lực hầu hạ tốt ha. Lại chống đỡ khẽ chống. Tam Tài Tiên Tông San Hô Tiên Tử nói. Người đừng nghe Lý Thải Vi, khác cùng người kia náo, vạn nhất đắc tội, mặc kệ hắn là động thủ, vẫn là rời đi, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Cái kia nhẫn thời điểm, vẫn là nhịn một chút. Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên nói. Ân, ta tới nơi này, cũng là nhắc nhở ngươi phòng bị hắn, hắn hiện tại đối ngươi rất tốt kỳ, không phải lúc, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Lý Thải Vi phát tiết một chút, trở về lý trí, cùng Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm. Hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, cùng hắn náo, đúng là muốn chết. Ta không phải làm càn làm bậy. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Mọi người liền sợ hắn khí huyết tràn đầy, chịu không nổi ủy khuất. Nghe nói như thế, mới yên tâm một số. Thiên Mệnh cũng khó làm a, còn phải đối phó một cái tiểu nhân. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Huy Dạ Thi không có gì, ta hôm nay đã đánh nàng một trận, hiện tại đàng hoàng không ít. Chủ yếu là cái này Huy Nguyệt giận, Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Đánh, không nháo lật trời a, náo không được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cho Lý Thiên Mệnh dựng lên một cái ngón tay cái. Châu, dù sao, thuận lấy bọn hắn, lại chống đỡ khẽ chống. Trước mắt mọi người đều biết, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đều có biến mạnh hy vọng. Coi như không đối phó được quỷ thần nhất tộc nhiều như vậy đạp thiên chi cảnh. Tại Huy Nguyệt giận tìm phiền toái thời điểm, có thể bảo hộ một chút chính mình người, liền đã có thể. Tối thiểu nhất, để Huy Nguyệt giận không thể làm loạn. Hôm nay hắn tùy tiện thì đánh gãy Lý Thải Vi chân, ngày mai hắn liền có khả năng đem Hiên Viên Đạo đầu, cho vặn xuống tới, ngày kia liền có khả năng muốn giết Lý Thiên Mệnh. Dạng này người, ngược lại thành bọn họ khó đối phó nhất địch nhân. Nguyệt Chi Thần Cảnh, là địch hay bạn, nói không rõ ràng. Bọn họ còn đang đàm luận. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, đi tới Khương Phi Linh bên người. Ca ca, tại tức giận chứ? Khương Phi Linh lôi kéo tay của hắn, đặt ở nàng ôn nhuận trong lòng bàn tay, hướng về phía hắn mỉm cười. Trạm Tinh Cổ Lộ dưới ánh sao, mặt mũi của nàng tựa như ảo mộng. Mặc kệ là ngũ quan vẫn là tư thái, đều có thanh tịnh mà kỳ ảo cảm giác, không giống Huy Dạ Thi khói lửa quá nặng. Lý Thiên Mệnh đúng là thói quen tại mỹ mạo của nàng. Cho nên mới đối Huy Dạ Thi. Một chút hứng thú đều không có. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Huy Nguyệt giận xác thực không là thuần túy địch nhân, chúng ta cần hắn, nhưng là lại muốn phòng bị hắn, xác thực rất khó đối phó. Khương Phi Linh nói. Cần hắn, Linh Nhi, ngươi nói ta phát ra Nguyệt Chi Ngọc Thạch, bọn họ tại sao muốn xuống tới? Bởi vì bảo trì Viêm Hoàng Đại Lục trật tự, là chức trách của bọn hắn. Ta cảm thấy, không có gì có thể cảm kích, hắn cũng không có cho chúng ta suy nghĩ. Hắn lưu tại nơi này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, bọn họ cảm thấy nơi này chơi vui, thú vị. Ta theo ngươi nói thật, bằng vào ta phán đoán, hắn thì là thuần túy địch nhân, chúng ta không nợ hắn mảy may. Lý Thiên Mệnh nói. Minh Bạch, ca ca, áp lực rất lớn sao? Nàng tựa ở Lý Thiên Mệnh trên thân, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn nói.
không có chuyện, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhanh, ca ca. Khương Phi Linh chớp mắt nói. Nhanh, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Khương Phi Linh híp mắt cười một tiếng, nói, người ở bên ngoài bồi con gái người ta sống phóng túng, ta cũng ở nhà bên trong cố gắng phấn đấu, hừ hừ. Không có, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Trên người ngươi nữ nhân vị rất nặng, biết không? Khương Phi Linh chớp mắt nói. Nhìn Lý Thiên Mệnh một mặt quẫn bách, nàng cười khúc khích, nói. Đùa với ngươi, ca ca, ta nghe được tâm của ngươi, biết tâm ý của ngươi, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Hiểu chuyện. Lý Thiên Mệnh lúc này mới trầm tĩnh lại, song tay đè chặt khuôn mặt của nàng, nói, đến, hôn một cái. Ngô ngô. Cái này một gương mặt to tiếp cận đến, hoàn toàn ngăn không được. Trước mắt bao người, thân tôn thần. Mọi người liền vội vàng xoay người, giả bộ như không nhìn thấy. Dịch Tinh Ẩn cùng Âu Dương Kiếm Vương liếc nhau một cái. Tình cảnh này, người không ngâm một câu thơ. Dịch Tinh Ẩn cười hỏi. Nghiêu bức, Âu Dương Kiếm Vương nói. Thơ hay, tuy nhiên chỉ có ngắn gọn hai chữ, nhưng là lời văn tinh tế tỉ mỉ, khiến người tỉnh ngộ, đối tràng cảnh miêu tả cùng phủ lên, đã đến nét chữ cứng cáp cấp độ. Đây là người Âu Dương thi sĩ tốt nhất tác phẩm, làm luận thơ giới chi kinh điển, nhất định vạn cổ truyền sướng, kéo dài không dứt. Âu Dương Kiếm Vương ngốc trệ. Tốt, phi thường tốt, cái này 6 cái điểm, hợp thành một cái im lặng tuyệt đối, dùng đến càng tốt hơn. Ánh trăng chính nồng. Huy Dạ Thi, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Dưới ánh trăng, một cái trắng như tuyết bóng người ở trong trời đêm lấp lóe, cấp tốc xuất hiện ở Huy Dạ Thi trước mắt. Huy Dạ Thi vốn muốn đi tìm Lý Thiên Mệnh đi ra ngắm trăng, kết quả đụng phải hắn. Ca, ta đi bộ không cẩn thận, té. Huy Dạ Thi che mặt nói. Huy Nguyệt Dẫn lôi kéo cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến trước mắt, híp mắt xem xét, nói, kiếm thương, ha ha. Liên quan ngươi không có việc gì, chớ để ý. Huy Dạ Thi nói. Nghe nói bọn họ một đoạn thời gian trước, vẫn còn đang đánh nội chiến, tầng 12 tử kiếp cơ bản chết sạch, bây giờ có thể thương tổn ngươi người, cũng chỉ có một Lý Thiên Mệnh. Hắn to gan lớn mật, dĩ hạ phạm thượng, dám đụng đến chúng ta Nguyệt Thần tộc người, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào, chó cũng dám cắn người. Huy Nguyệt Dẫn hết sức tức giận, ánh mắt của hắn đều dựng lên, trên đầu tóc dài đều cơ hồ từng chiếc dựng đứng. Miệng tuét ra thời điểm, nguyên hàm răng trắng bên trong răng nanh hết sức rõ ràng. Đi, đi với ta, trực tiếp làm thịt bọn này không biết sống chết đồ chơi. Huy Nguyệt Dận nói. Chờ một chút, ca, ngươi hiểu lầm. Huy Dạ Thi liền vội vàng kéo hắn, nói. Là như vậy, ta hiếu kỳ bọn họ cộng sinh thú, sở dĩ chủ động muốn Lý Thiên Mệnh cùng ta luận bàn, chỉ là đánh kịch liệt, không cẩn thận làm bị thương ta mà thôi. Cũng không phải là hắn dĩ hạ phạm thượng. Không cẩn thận làm bị thương, đánh mặt, Huy Nguyệt Dận cười, Huy Dạ Thi, lay động một chút đầu của ngươi, nghe một chút có hay không tiếng nước. Ngươi thân phận gì, những thứ này chó bối thân phận gì? Ngươi khác hàng chúng ta Nguyệt Thần tộc cấp bậc được không? Cái gì đó, Huy Dạ Thi không cao hứng, nàng nói, đi Huy Nguyệt Dận, ta nói thật với ngươi đi, tên kia mới 23 tuổi ngươi biết à? Ta nhìn chúng hắn, muốn đem hắn mang về Nguyệt Chi Thần cảnh đi. Người đây là tìm chó vẫn là tìm nam nhân, Huy Nguyệt Dận cười nhạo nói. Im miệng, hắn có mị lực a, hơn nữa còn thiên phú xuất chúng, ta đem hắn mang về nhà, để gia tộc bồi dưỡng hắn, tương lai thành tựu tối thiểu tại ngươi phía trên. Ngươi sẽ không phải sợ ta có dạng này phu quân, về sau so với ngươi còn mạnh hơn, có thể tranh đoạt càng nhiều tài sản a. Huy Dạ Thi cười lạnh nói. Ua, thật sự là kỳ quái, ngươi đến cái chỗ chết tiệt này. Tìm một con chó đi lên làm nam nhân, ngươi không sợ bị toàn bộ Nguyệt Chi Thần cảnh cười đến rụng răng à? Huy Dạ Thi, ngươi không thể cùng xúc sinh phối đôi cầu thả, biết không? Vì cái gì trật tự thiên tộc cùng bản nguyên thú tộc sinh không được hài tử, bởi vì bọn hắn liền không thể tính toán nhân tộc, biết hay không? Trước kia có người nghĩ, nếu như một người tu luyện người, có cộng sinh thú, lại có thức thần, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Cho nên rất nhiều trật tự thiên tộc cùng bản nguyên thú tộc kết hợp. Muốn sinh ra có hai tộc thiên phú đời sau, kết quả trợn tròn mắt, lông đều không sinh ra đến. Huy Nguyệt Dận cười khẩy nói. Ai nói là xúc sinh rồi? Tại trật tự tinh không, bản nguyên thú tộc cũng rất mạnh tốt ha. Huy Nguyệt Dận, không muốn dối gạt mình tự người. Trật tự chi địa thì có bản nguyên thú tộc, có thể so sánh trật tự thiên tộc kém bao nhiêu?
hai tộc kết hợp, vốn là có không ít, không sinh thì không sinh, có cái gì cái gọi là? Huy Dạ Thi liên tục hỏi lại ba câu. Ngươi liền đời sau đều không có, tranh giành cái gì tài sản? Thì cái này đổ bỏ đi địa phương người, còn không bằng ngươi trước kia coi trọng những nam nhân kia đây. Huy Nguyệt giận cười đến phát run. Đánh giám, ngươi chỉ là không quan tâm hắn thôi, hắn so mấy cái kia mạnh hơn nhiều. Mà lại, ai nói ta Huy Dạ Thi đời này chỉ có thể có một người nam nhân rồi. Ngươi đều có thể cưới vợ nạp thiếp, ta tái giá mấy cái Nguyệt thần tộc không phải rồi. Trên thế giới đẹp mắt nam nhân còn nhiều, rất nhiều, ngươi còn muốn ta tại trên một thân cây treo cổ a? Huy Dạ Thi im lặng nói. Cho nên, ngươi muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ mất mặt. Ngươi biết e lệ sao? Ngươi đem người mang lên đi, người khác sẽ chỉ chế giễu chúng ta Huy Nguyệt gia tộc, liên đới chúng ta cả nhà, cùng một chỗ bị người chỉ trích, hiểu không? Thiểu năng trí tuệ. Huy Nguyệt giận thu hồi nụ cười, ngược lại càng tức giận hơn. Cái này cũng không phải ngươi nói tính toán, ta mang về, tự nhiên sẽ cho cha mẹ nhìn, để bọn hắn định đoạt, muốn là bọn họ không nguyện ý, ta lại ném xuống tới không phải rồi. Huy Dạ Thi thản nhiên nói. Dù sao, ta cảm thấy buồn nôn, Huy Nguyệt giận nói. Ca, ta nói thật, không có quan hệ gì với ngươi. Huy Dạ Thi nói. A, nhưng là con người của ta, không cho phép tâm lý có buồn nôn sự tình. Cho nên, hắn quay người nhìn về phía Hiên Viên Hồ phương hướng. Ngươi muốn làm gì? Huy Dạ Thi cuống cuồng nói. Một đao đều có thể chém chết sự tình, ta và ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong, hắn nhảy lên mà đi, đột nhiên biến mất dưới ánh trăng bên trong. Thuận tiện, giải phẫu một chút, nhìn con chó nhỏ này trên thân, có cái gì chỗ kỳ diệu, nói không chừng sẽ có thu hoạch đâu. Hắn cười. Đến mức Viêm Hoàng nhân tộc sinh tử tồn vong, hắn nghĩ là. Liên quan ta cái giám a. Hắn cũng là phía dưới đến xem phong cảnh đó a. Người quản sự, là Nguyệt Sư. Hắn sớm trở về. Thiên Mệnh, Huy Nguyệt giận ở bên ngoài. Lý Thiên Mệnh vừa đem Hiên Viên Thiên Hồn dẫn xuống tới. Quan sát Hiên Viên Đại Đế tu luyện kiếp sống thời điểm, Hiên Viên Đạo thì thanh âm trầm trọng đi tới. Được. Lý Thiên Mệnh thả lại Hiên Viên Thiên Hồn, để tứ đại cộng sinh thú đều trở lại cộng sinh không gian. Cẩn thận một chút. Tâm tình mọi người đều có chút khẩn trương. Không có chuyện. Lý Thiên Mệnh không phải sợ sự tình người, Huy Nguyệt giận vào lúc này tìm đến mình, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Hắn hiện tại đã biết rõ một cái rõ ràng khác nhau. Tại Đông Hoàng cảnh cùng thần đều, hắn có Lý Vô Địch cùng Thập Phương Đạo Cung che chở. Tại Thần Tông, hắn có Tôn Thần che chở. Cho nên, hắn một đoạn thời gian rất dài, kỳ thật cũng sẽ không có chân chính nguy hiểm. Lại càng không có người, ghen ghét thiên tư của hắn. Mà bây giờ, tại cái kia cao cao tại Thượng Nguyệt Thần Tộc trước mặt, Lý Thiên Mệnh sau lưng, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mềm yếu một chút. Lăn lộn đi qua lại nói, Lý Thải Vi thương thế không có khôi phục, nàng cau mày nói, muốn không ta cho ngươi truyền thụ một chút, ta ban ngày bị đòn kinh nghiệm. Không có thời gian, Lý Thiên Mệnh cười cười, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, đi ra Trạm Tinh Cổ Lộ. Hiên Viên Đạo bọn họ đều đi theo ra ngoài. Bao quát Khương Phi Linh, cũng trong đám người. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy đều là vẻ lo lắng, còn có một chút phẫn nộ. Hắn không có việc gì, Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu đứng tại nàng bên cạnh, an ủi một chút Khương Phi Linh. Sẽ có hay không có sự tình, quyết định bởi tại Huy Nguyệt giận hung ác không hung ác. Khương Phi Linh nói. Lâm Tiêu Tiêu ngây ngốc một chút. Nàng phát hiện, Khương Phi Linh nhìn như nhu nhược ý chí, lúc này thời điểm lại có chút hừng hực. Cái kia một đôi ngậm lấy thu thủy đôi mắt, bây giờ hơi híp. Rõ ràng là ánh mắt trong suốt, lại có vẻ hơi nguy hiểm. Khí chất như vậy, để Lâm Tiêu Tiêu nhớ tới, nàng dùng ma thành trấn áp thái cổ tà ma thời điểm. Chớ hoài nghi, nàng cũng là nhân vật khủng bố nhất, so Lý Thiên Mệnh khủng bố 100 triệu lần. Cộng sinh không gian bên trong, thái cổ tà ma trợn mắt một cái nói. Ta khuyên ngươi không nên đắc tội nữ nhân này, càng không muốn đoạt nàng nam nhân, sẽ chết người đấy, Tiêu Tiêu. Thái cổ tà ma cường điệu một lần. Nói bậy bạ gì đó a ngươi, Lâm Tiêu Tiêu im lặng. Ta mới không muốn phá hư người khác hạnh phúc, lại nói, hai người bọn họ phòng thủ kiên cố, đừng nói là người, một cây châm đều không chen vào lọt. Ta hoài nghi ngươi tại mở hoàng nói, thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lúc nói chuyện,
tất cả mọi người thấy được, cái kia lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống huy nguyệt giận. Sau lưng của hắn cũng là trăng tròn, tại ánh trăng phụ trợ dưới, hắn thì như mọi người thầm nghĩ giống như chân thực thần linh, độc nhất vô nhị. Lý Thiên Mệnh đi ra trạm tinh cổ lộ, tách mọi người đi ra, đi tới huy nguyệt giận trước mắt. Hắn không thấy cái này huy nguyệt giận, tại hiên viên đạo bọn họ mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn dùng rất thanh âm khách khí, nói, xin hỏi đại nhân, có gì phân phó? Muốn mạng của ngươi, hiến đi lên. Huy nguyệt giận nhếch miệng cười một tiếng. Mọi người trì trệ. Lý Thiên Mệnh căn bản cũng không có nhận sợ cơ hội. Đối phương vừa lên đến, quản ngươi thái độ gì, muốn mạng của ngươi. Đến mức lý do. Huy nguyệt giận nhưng không dùng được cái đồ chơi này. Nói xong một câu nói kia, trong mắt của hắn thì hiện ra bàng bạc quang mang, đó là đạp thiên chi cảnh cùng nguyệt tinh nguyên lực lượng. Oanh! Thức thần, buông xuống. Lý Thiên Mệnh không biết cái này huy nguyệt giận, đến cùng có mấy cái thức thần. Nếu như hắn thiên phú và huy nguyệt thơ không sai biệt lắm, cái kia hẳn là 5 cái. Mà lúc này, bên trong một cái thức thần, theo hắn kiếp vòng phía trên sinh ra. Ong ong ong! Sáng chói sáng lóng lánh phía dưới, một cái lóng lánh hừng hực quang mang linh thể, xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn, trong nháy mắt lan tràn 100 mét. Cái này thức thần, xem ra so, nguyệt ma linh, muốn hung sát rất nhiều. Nó cầm giữ có hình người thân thể, nhưng lại dài ra 6 cánh tay, mỗi một cánh tay phía trên, đều có một thanh khổng lồ yêu đao. Cái kia yêu đao giống như răng nanh một dạng. Càng dọa người chính là, dạng này hình người trên thân thể, lại dài ra một cái loại chó cự thú đầu, nắm giữ một trương miệng to như chậu máu, hai con mắt như là trăng sáng, quang mang bắn ra 4 phía. Dạng này thức thần, xen vào hư thực ở giữa, bởi vì không có thực thể, chỗ lấy thân thể biến ảo trình độ rất lớn. Hắn nửa người dưới càng là như là sương khói, quấn quanh ở huy nguyệt giận trên thân. Ngoại trừ quang mang, còn có thể nhìn đến rất nhiều, dấu phẩy, hình dáng điểm đen, tại cái này thức thần bên trên du tẩu, hội tụ thành cùng loại phong ấn đường vân. Đây chính là thức thần, khuyển minh thần. Huy nguyệt giận tại khuyển minh thần phía dưới, quang huy bên trong, nhếch miệng lên âm tà nụ cười. Đám thổ dân, mở mang kiến thức một chút, đây chính là chúng ta nguyệt thần tộc thức thần. Hắn chỉ là nhẹ khẽ vẫy một cái tay, trên đỉnh đầu khuyển minh thần, vậy mà phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, đáp xuống. Nó lấy trăm thước cao thân thể, tay cầm 6 thanh yêu đao, hướng về Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến. Trong lúc nhất thời, người người biến sắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huy Nguyệt dẫn xuất thủ, hoàn toàn không nể tình, Lý Thiên Mệnh mới vừa lên đến, hắn thì triệu hồi ra khuyển minh thần. Cái này 6 thanh yêu đao đánh tới, Lý Thiên Mệnh cơ bản không có bao nhiêu, có thể thời gian phản ứng. Đây là Lý Thiên Mệnh, lần thứ nhất đối mặt đạp thiên chi cảnh lực lượng. Có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia thức thần khuyển minh thần bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng sinh tử kiếp lực có bản chất khác nhau. Không chỉ là càng hùng hậu, cao chất, còn có thật nhiều tạm thời không nhìn ra hàm ý, nói thí dụ như, loại này lực lượng cùng thiên địa, vũ trụ, thế giới ở giữa liên lụy. Lấy một thí dụ, nếu như nói sinh tử kiếp lực, tương đương với nước, mà đạp thiên chi cảnh lực lượng, khả năng tương đương với sắt. Coi như chất lượng giống nhau, cả hai uy lực cùng độ cứng, rất khó đối kháng chính diện. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn là phản ứng rất nhanh. Chí mệnh thời khắc, chỉ có thể dùng công thay thủ. Hắn hai đại bảo vật Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp đồng thời xuất hiện, Thái Nhất Tháp đang khuếch đại quá trình bên trong, chỉ có thể cản một chút khuyển minh thần một thanh yêu đao. Nhưng đối phương còn có 5 thanh yêu đao, đều thi triển chiến quyết, tại ánh trăng biến hóa bên trong nháy mắt lướt qua Thái Nhất Tháp, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Thức thần cường đại ở chỗ, nó tùy thời đều có thể thực thể cùng hư vô ở giữa biến hóa, cho nên nó giống như đụng phải Thái Nhất Tháp, lại trực tiếp lướt qua đến, để Thái Nhất Tháp theo trong bụng của nó xuyên qua. Chấn hồn chi đồng. Ông, thức thần bản chất là địa hồn là huy nguyệt giận tam hồn một bộ phận, so với thiên hồn. Địa hồn cùng nhân thể liên hệ cần phải chặt chẽ rất nhiều, thậm chí có thể trở lại thức hải. Chấn hồn chi đồng, đối với mệnh hồn hữu hiệu, đối với thức thần, khẳng định có đồng dạng hiệu quả. Cái này thần hồn thiên thư thi triển thời điểm, thiên địa một mảnh tối tăm, cái kia thức thần tạm thời đã mất đi Lý Thiên Mệnh vị trí, nhưng liền xem như nó lung tung vung vẩy yêu đao giết hại, thân thể khổng lồ kia có thể tùy ý vặn vẹo, ánh trăng bao phủ phía dưới, vẫn chí mạng. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm,
thi triển Atula ma thần kiếm trận, điệp ra đế vực kiếm hoàng kết giới kiếm trận phóng lên tận trời, rảo sát tại cái này khuyển minh thần trên thân. Linh thể cũng không phải là hư vô linh hồn, nó tuy nhiên có thể biến hóa, nhưng vẫn sẽ bị công kích, xé rách. Phốc phốc phốc, kiếm khí tung hoành ở giữa, đối phương ngưng kết ra 6 thanh yêu đao, vung chảm ở giữa, đem Lý Thiên Mệnh kiếm trận áp chế xuống tới. Đương đương đương, kiếm phong giao thoa, âm thanh chói tai xuyên đâm ra ngoài. Phốc phốc phốc, tại cái này hỗn loạn ở giữa, lực lượng của đối phương hiện lên ưu thế áp đảo, đánh tan Lý Thiên Mệnh, khuyển minh thần hoàn toàn chấn đè lên. Ầm ầm, cái kia dài mấy chục thước yêu đao, chém vào Đông Hoàng kiếm phía trên, đem Lý Thiên Mệnh chấn bay ra ngoài, trực tiếp đập vào trong đám người. Thức thần công kích, toàn bộ bổ sung một bộ phận linh hồn công kích, có thể đối Lý Thiên Mệnh mệnh hồn tạo thành thương tổn, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh trên người có thần hồn tháp, tối thiểu nhất, khuyển minh thần không đánh tan được cái này thần hồn tháp, dẫn đến bộ phận này thương tổn bị triệt tiêu, chỉ còn lại có một phần khác, tại Huy Nguyệt giận cũng không có thi triển toàn lực tình huống dưới, cũng không có chém giết Lý Thiên Mệnh. Ngay cả như vậy, vừa mới một lần chém giết, cũng đầy đủ hung hiểm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lại lần nữa vọt lên. Hắn trong ánh mắt, hiện ra hào quang rừng rực, nhìn chòng chọc vào Huy Nguyệt giận. Đối phương chỉ là một cái thức thần xuất thủ, thiếu chút nữa giết mình. Thật là hung ác, một lời không hợp, thì thật muốn mạng của ta. Trong lòng của hắn lửa giận cháy hừng hực. Nói đến, trước mắt cái này Nguyệt Chi thần cảnh người tới, đã để hắn cảm thấy phẫn nộ, thậm chí, trong lồng ngực sát cơ đã đang thiêu đốt. Nhưng, ai cũng biết Huy Nguyệt giận thân phận. Hắn đại biểu Nguyệt Chi thần cảnh, coi như mạnh hơn hắn, muốn là Huy Nguyệt giận chết tại nhân tộc trong tay, đến đón lấy rất có thể là Nguyệt Chi thần cảnh người, trợ giúp quỷ thần, triệt để diệt đám người này. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh phẫn nộ, tại chỗ Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi bọn họ, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Đại nhân, vì sao muốn giết hắn? Nguyệt Chi thần cảnh, không phải trước đến trợ giúp chúng ta sao? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lý Thiên Mệnh vừa đứng lên, thì có một đám người ngăn tại trước mặt mình. Bọn họ biết rõ Huy Nguyệt giận tiện tay đều có thể diệt bọn hắn, nhưng vẫn dám ngăn trở. Tại đối diện bọn họ, Huy Nguyệt giận sửng sốt một chút, nói, tiểu cầu quả nhiên có bản lĩnh a. Còn có thể tiếp ta một lần chảm giết không chết, có chút ý tứ. Hắn hoàn toàn không có nghe Hiên Viên Đạo bọn họ nói chuyện. Trong mắt hắn, những người này thì cho không tồn tại giống như. Hắn hoàn toàn không quan tâm cái gì dư luận. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không có đem chúng ta làm người nhìn. Lý Thiên Mệnh trong lồng ngực giận lửa đốt cháy, mắt thấy Huy Nguyệt giận muốn tiếp tục xuất thủ, rõ ràng là muốn ai chống đối giết ai, hắn vội vàng để Hiên Viên Đạo bọn họ tránh ra. Cao cao tại thượng, thật đem mình làm thần. Lý Thiên Mệnh nghĩ không sai, Huy Nguyệt giận tâm lý, hắn hiện tại chính là cái này thế giới thần linh. Không nghĩ tới, phía dưới tới chỗ như thế chơi đùa. Nhìn xem những người này vô năng phẫn nộ ánh mắt, lại không thể không kính sợ ta, còn rất thú vị. Muốn không phải trật tự chi địa có hạn lệnh, không thể tùy tiện xuống tới, những thứ này thiên nhất giới diện phía trên rách dưới thế giới, sớm liền trở thành chúng ta khu vực săn bắn. Đây chính là Huy Nguyệt dẫn lưu tại nơi này mục đích. Nếu như không thể chúa tể ngàn vạn sinh tử, cảm thụ một chút tại Nguyệt Chi thần cảnh, căn bản không cảm giác được, chúng sinh kính sợ, hưởng thụ loại kia dưới cơn nóng giận. Thầy nằm 1 triệu thống khoái, ai nguyện ý xuống tới cái này a? Hắn cảm thấy, rất thoải mái. Nhất là, ngay trước những thứ này xúc vật trước mặt, nghiền ép trong lòng bọn họ thần thoại, một toàn bộ thế giới truyền kỳ, loại tư vị này, thì càng sướng rồi. Huy Nguyệt giận nhìn không được cười ra tiếng âm. Trong nhà quản được quá nghiêm, không nghĩ tới phóng túng tư vị, như vậy mỹ diệu a. Tiếp đó, chậm rãi hưởng thụ. Hắn híp mắt, lấy ánh mắt hài hước. Nhìn lấy mọi người chen chúc hạ Lý Thiên Mệnh, nhìn lấy những người kia thấy chết không sờn ánh mắt, cảm nhận được bọn họ khẩn trương, hắn cảm thấy thoải mái hơn. Nghe cho kỹ, con chó nhỏ này mạo phạm ta, các ngươi ai dám ngăn trở ta, người nào liền phải chết, tranh thủ thời gian tránh ra, cho các ngươi lưu một cái loại đi, khác chết sạch, quái đến trên đầu ta. Huy Nguyệt giận nói xong câu đó thời điểm, trên người hắn, nguyên một đám khuyển minh thần xông ra. Hết thảy 5 cái, mỗi một cái. Đều cao đến 100 mét, vô cùng to lớn. Bọn họ đều có đầu chó thân người, chỉ là chi tiết hơi có chút khác biệt, có rất dài cái đuôi, có nắm giữ cánh tay của người. Gia hỏa này lúc nào cũng mắng chửi người là chó nhỏ, nhưng lại không biết, hắn cái này khuyển minh thần dáng vẻ, bao quát chính hắn răng nanh, xem ra mới thật giống chó.
Bất kể nói thế nào, hắn hoàn toàn chơi điên rồi. Ngũ đại thức thần, đối với mấy cái này viêm hoàng nhân tộc các cường giả, tạo thành phô thiên cái địa chấn áp. Đây chính là, thượng thần, lực lượng. Trước đây những người kia kiêng kỵ Khương Phi Linh, cũng là kiêng kỵ cái này một loại, có thể phá hủy hết thảy, xưng bá đại lục lực lượng. Đi trước. Chuyện cho tới bây giờ, không có đường lui. Lý Thiên Mệnh để bọn hắn rút lui trước, chính mình ngăn tại phía trước. Mắt thấy một trận liều chết tranh phong, sắp triển khai, đúng vào lúc này, một cái tuyết ánh trăng sáng thân ảnh, xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cái kia năm cái cao mấy chục mét thức thần, Nguyệt Ma Linh, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh bao vây lại, giống như quấn ở cùng nhau. Huy Nguyệt giận, ngươi dừng tay cho ta. Huy Dạ Thi xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người, cắn răng nghiến lợi nói. Tránh ra, nếu không liền ngươi cùng một chỗ đánh. Huy Nguyệt giận hơi hơi nhếch miệng, lạnh giọng cười nói. Hắn đã bắt đầu hưởng thụ lấy, làm sao có thể đình chỉ. Ngươi đừng làm rộn, ngươi ở chỗ này làm loạn, ta liền phải đem hành vi của ngươi, nói cho cha mẹ. Ngươi giết hắn, dẫn đến cái này viêm hoàng nhân tộc sự suy thoái, bị quỷ thần đồ diệt, tạo thành ước vạn thương vong, gia tộc tuyệt đối trị ngươi trọng tội. Huy Dạ Thi nói, ngươi hù dọa ta đây, ước vạn thương vong, cái này đơn giản, ta sẽ đi qua đem bên kia 10 cái quỷ thần, toàn bộ làm thịt, bọn họ thì thăng bằng. Dù sao, bọn họ đều cùng yếu gà giống như, Huy Nguyệt giận cười nói. Huy Dạ Thi trì trệ. Tránh ra, Huy Nguyệt giận trầm giọng nói. Được rồi, ta đem ta nửa năm này, Tam Nguyệt Nguyên Linh, cho ngươi, ngươi tha cho hắn nhất mệnh, tổng thôi đi. Huy Dạ Thi xẹp miệng nói. Lấy ra, Huy Nguyệt giận cười. Cút nhanh lên, Huy Dạ Thi 10 phần thịt đau, lấy ra một cái hộp ngọc, ném cho Huy Nguyệt giận. Thì điểm ấy. Để ngươi đổi một đầu, có thiên phú tiểu cẩu, Huy Dạ Thi, ngươi kiếm lời. Tranh thủ thời gian thừa cơ cảm hóa hắn, để hắn đối ngươi khăng khăng một mực đi, ha ha. Huy Nguyệt giận yên lặng cười một tiếng, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, bật cười một tiếng, nói, viêm hoàng đại lục truyền kỳ, muốn một nữ nhân bảo hộ. Xin nhờ, đừng làm rộn được không? Mở mắt ra nhìn xem cái thế giới này, khác trong thôn làm một người, đầu thôn, liền cho rằng là thiên địa chúa tể. Trên tay hắn cầm đồ vật, tâm tình sướng nhanh hơn rất nhiều, quay người ngâm nga bài hát nhi, tại trước mắt bao người, tiêu sái nghênh ngang rời đi. Tràng diện 10 phần tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rất lãnh đạm, thẳng đến Huy Nguyệt giận biến mất về sau, hắn mới nháy một cái ánh mắt. Nói hung ác, một tháng ước hẹn. Loại này tuổi nhỏ thời điểm hành động, hắn sớm liền từ bỏ. Nhân sinh không có khả năng thuận buồm xuôi gió, luôn có người có thể khi nhục chính mình. Nếu như có thể đạt được một đường sinh cơ, cách làm chính xác nhất, vĩnh viễn là trước làm cho đối phương, cho là mình người vô hại và vật vô hại. Chứng minh chính mình. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hắn không cần. Chờ xem. Hắn đã có thể làm được đem tâm tình khống chế tự nhiên, tâm lý nói ba chữ, não tử liền thanh tỉnh. Kỳ thật cũng là trưởng thành. Trên thân vai chịu trách nhiệm càng nhiều, liền sẽ không trên nhảy dưới tránh, bị người nhục nhã một trận, lập tức liền mất lý trí. Các vị, không sao, tản. Lý Thiên Mệnh quay đầu, mặt mỉm cười cùng mọi người nói. Ánh mắt mọi người có chút run rẩy, sau cùng đều hít thở sâu một chút. Bây giờ, Nguyệt Chi Thần Cảnh ở trên, quỷ thần nhất tộc uy hiếp tại hạ, chính là lớn nhất không thể đắc tội Nguyệt Chi Thần Cảnh thời điểm. Cho nên, tất cả mọi người minh bạch. Mặc kệ Huy Nguyệt giận như thế tàn bạo, vô tình, làm nhục như vậy, ngoại trừ bảo mệnh, cũng không thể phản kháng. Đến mức cảm kích. Mặc kệ là Huy Nguyệt giận vẫn là Huy Dạ Thi, bọn họ đều cảm tạ không đứng dậy. Ai nói không sao, có việc. Đúng vào lúc này, Huy Dạ Thi bĩu môi, nói một câu. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu, cùng mọi người cùng một chỗ nhìn lấy hắn. Uy, người này tại sao như vậy a? Ta vì cứu ngươi, trắng trắng đã mất đi Tam Nguyệt Nguyên Linh, đây chính là ta tu luyện thức thần bảo vật, muốn không phải đầy đủ quý giá, ta ca sẽ đi sao? Ngươi tối thiểu đến nói một câu cảm tạ a. Huy Dạ Thi nói. Há, vậy ta có thể được cảm ơn ngươi, Kaguya đại nhân. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không thành khẩn, ta không tin. Huy Dạ Thi nói. Vậy ngươi muốn như thế nào đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nàng không phải loại kia, cứu người không cầu hồi báo người. Nhưng nói thật, bởi vì Huy Nguyệt giận cùng Nguyệt Sư. Lý Thiên Mệnh đối toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh người, ấn tượng đều vô cùng kém. Huy Dạ Thi dí dỏm động lòng người, dám yêu dám hận.
nhưng là, trong nội tâm nàng những cái kia kiêu căng, còn có một số tính cách phía trên âm ngoan, Lý Thiên Mệnh nhìn ra được. Cho nên, hắn không có bởi vì đối phương dăm ba câu, liền cho rằng nàng thật sẽ đối với mình tốt bao nhiêu. Có ít người phẩm hạnh, liền phải từ từ xem. Huy Dạ thì rất bất mãn Lý Thiên Mệnh tại trước mặt mọi người, đối nàng loại thái độ này. Nàng nhếch miệng, nói. Ta muốn như thế nào ngươi không hiểu sao? Làm sao một đại nam nhân lầm bà lầm bầm, hôm nay, ngươi còn không thấy rõ ràng hiện thực sao? Cái kia mời ngươi chỉ giáo, cái gì gọi là hiện thực? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện thực chính là, người tại Viêm Hoàng Đại Lục cao nữa là, tại chúng ta những thứ này cao các loại chủng tộc trong mắt, đều là súc vật. Nơi này sẽ áp chế của ngươi phát triển, cuối cùng để ngươi tầm thường vô vi. Ngươi nhất định phải mở ra tầm mắt của ngươi, đi với ta thượng đẳng thế giới, chỉ có tại Nguyệt Chi Thần Cảnh đặt chân, người khác mới sẽ để mắt ngươi, ta ca cũng không dám như hôm nay dạng này khi nhục ngươi, hiểu không? Cách ngồi đáy giếng, sẽ để cho ngươi biến thành một tên phế nhân. Ta là thật thương hại ngươi, mới nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, một cái rách dưới thế giới, có cái gì tốt lưu luyến. Nàng cũng là sinh khí, không nghĩ ra, mới có thể càng nói càng là quá phận, hoàn toàn không thèm để ý, chung quanh nhiều người như vậy cảm thụ. Nghe xong những thứ này, Lý Thiên Mệnh đều cười. Đại nhân, ta lựa chọn đi đường gì, đều sẽ không oán không hối đi đến cuối cùng, ta không dùng ngươi đáng thương, mời trở về đi. Hắn loại thái độ này, còn có lúc nói chuyện nụ cười, để Huy Dạ Thi nổi trận lôi đình. Dù sao, đây là có rất nhiều người vây xem tình huống dưới. Lý Thiên Mệnh, ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta, ngươi để ta động lòng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi thật không biết mình, là thân phận gì sao? Huy Dạ Thi cắn răng nói. Lý Thiên Mệnh chỉ đang mỉm cười. Ta biết ngươi vì cái gì không theo ta đi, để nữ nhân của ngươi, cút ra đây cho ta. Huy Dạ Thi trong đám người đảo qua đi, liếc mắt liền thấy được Khương Phi Linh. Ngươi, đi ra. Nàng chỉ Khương Phi Linh nói. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mọi người đem ánh mắt, rơi vào Khương Phi Linh trên thân. Tôn thần. Mọi người nhìn đến, Khương Phi Linh thì cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, ánh mắt rất lãnh đạm. Thế nhưng là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, so bình thường nhiều hơn rất nhiều sát khí. Muốn nói cái gì, Khương Phi Linh nói. Ngươi thật ưa thích hắn, Huy Dạ Thi hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi, Khương Phi Linh nói. Há, ha ha, đã nhìn ra, ngươi chính là cái tự tư thối bình hoa. Ngươi ngoại trừ chậm trễ hắn tiền đồ, ngươi còn có cái gì cái dám dùng. Ngươi muốn thật yêu hắn, ngươi nên từ bỏ, tiễn hắn cùng ta đi, ngươi không xứng với hắn biết không. Khác mặt dày mày dạn, tự nhận là có chút tư sắc, ngươi liền có thể để hắn hết hy vọng sập. Túi ra có làm được cái gì a? Chỉ cần vừa chết đều là bạch cốt, chỉ có quyền thế, địa vị, mới có thể cho người tôn nghiêm, hiểu chưa? Huy Dạ Thi lên cơn giận dữ, liền mắng ba câu. Ta không hiểu lời của ngươi nói, nhưng là ta biết, như ngươi như vậy không có chút nào khí độ cùng giáo dưỡng, không tôn trọng người khác, chỉ biết là bát phụ chửi bóng chửi gió người, mới thật sự là không xứng với hắn. Ngươi quá tự cho là ngươi có chút điểm bối cảnh, chúng ta liền cần đối ngươi khúm núm thật sao? Không có ý tứ, ngươi không có tư cách, chen chân tình cảm của chúng ta, đối với ta cùng Thiên Mệnh mà nói, ngươi đừng nói bên thứ ba, ngươi liền thứ bảy người, thứ tám người cũng không bằng. Các ngươi Nguyệt Chi Thần Cảnh gia tộc, chỉ dạy dỗ các ngươi tranh đấu bản sự, không có dạy các ngươi làm người phải có tố chất sao. Khương Phi Linh khí định thần nhàn nói xong một đoạn này lời nói, so sánh Huy Dạ Thi tức hổn hển, á khẩu không trả lời được, hai người tựa hồ cao thấp biết liền. Ngươi, to gan lớn mật, ngươi muốn chết. Huy Dạ Thi hốc mắt đỏ bừng, tức giận nước mắt lạch cạch rơi xuống. Ngươi là cái thá gì? Ngoại trừ rơi nước mắt ngươi còn biết cái gì? Khương Phi Linh nói. Đi chết đi, tiện tì. Huy Dạ Thi kêu lên một tiếng giận dữ, cái kia ngũ đại thức thần liền muốn thẳng hướng Khương Phi Linh. Kết quả không cần nhìn, Lý Thiên Mệnh khẳng định ngăn tại trước mắt của nàng, bước lui nàng. Hắn không cần lên tiếng, một thanh đông hoàng kiếm, chỉ hướng Huy Dạ Thi, cũng là Lý Thiên Mệnh cho ra đáp án. Tràng diện lại lần nữa tĩnh mịch. Rất tốt, tuyệt diệu, uổng công ta, tam nguyệt nguyên linh. Ha ha. Huy Dạ Thi cười thảm một tiếng. Trong lồng ngực kìm nén không có tận cùng phẫn nộ. Nàng nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, nói, thứ ta muốn, cho tới bây giờ đều không có được. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, liền xem như đem ngươi trở thành chó một dạng nắm, ta đều muốn mang đi ngươi.
Sau khi nói xong, nàng âm trầm nhìn lấy Khương Phi Linh liếc một chút, trong mắt uy hiếp rõ ràng như thế. Đoán chừng cái này vừa đi, không biết muốn tính toán gì. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Lý Thiên Mệnh xác thực không muốn đắc tội nàng. Nhưng việc này liên lụy đến Khương Phi Linh trên thân, Lý Thiên Mệnh không muốn để cho nàng bị mảy may ủy khuất. Huy Dạ Thi sau khi đi, chúng người đau đầu nhìn lấy, Nhân Hoàng cùng Tôn Thần. Sự tình phát triển đến cổ quái như vậy cấp độ, quả thực người xem tê cả da đầu. Nhưng mọi người không thể không cho rằng, Tôn Thần vừa mới một phen, nghe thật thoải mái. Ai, đều là anh Tuấn gây ra họa, ngươi làm sao không xấu xí một chút đâu. Lý Thải Vi muốn lấy hài hước, hóa giải một chút bầu không khí. Ha ha, tất cả mọi người cười. Chỉ có Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh không có cười. Bầu không khí lại lúng túng. Cái kia, muốn không ta ngâm một câu thơ. Âu Dương Kiếm Vương rụt cổ lại nói. Vừa nói xong cái này, Khương Phi Linh đã quay người đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng một đường đi theo nàng cùng một chỗ trở về vừa tu kiến tốt nhiên Linh Cung. Linh Nhi, không tức giận, Lý Thiên Mệnh theo sau nói. Ta không có sinh khí, nàng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là sắc mặt vẫn là như băng xương một dạng. Cái kia, Khương Phi Linh đẩy ra tẩm cung cửa lớn, Lý Thiên Mệnh đang muốn đi theo vào, nàng trước đóng cửa lại. Ca ca, ta không muốn để cho người xem thường, người đừng quấy rầy ta. Rất hiển nhiên, nàng đây là muốn bão nổi. Huy Nguyệt Dận cùng Huy Dạ Thi hai người kia, chỉ cần không rời đi, bọn họ sớm muộn lại đến phiền phức. Lần tiếp theo, rất có thể cũng là hai người cùng đi. Lý Thiên Mệnh đứng ở ngoài cửa. Cộng sinh không gian bên trong, huỳnh hỏa bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngọa tào, Linh Nhi tốt vừa a. Huỳnh hỏa đến bây giờ còn đang lừa vòng bên trong. Yêu yêu, Thiên Mệnh ta đệ, phía trên, cùng nàng cứng đối cứng, đánh ngã nàng. Huỳnh hỏa hét lớn. Lý Thiên Mệnh tại cửa ra vào trên bậc thang, ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời ngôi sao. Nếu như có thể mà nói. Ánh mắt của hắn, đột nhiên âm hàn xuống dưới. Cho chúng ta một chút thời gian, tới một lần hung ác. Thiên Viên Hồ Cơ Sở, Lục Đạo Kiếm Cung. Đã từng một trận đại chiến, đem Lục Đạo Kiếm Cung đều cho phá tan. Bây giờ Thần Tông bách phế đãi hưng, Lục Đạo Kiếm Cung đồng dạng xây dựng lên. Lục Đạo Kiếm Cung bên trong, Ngộ Kiếm Thạch bên cạnh, chỉ có Lý Thiên Mệnh tại. Trước mắt của hắn, Lục Đạo Kiếm Thần ngồi trên mặt đất. Hắn mặt mỉm cười, râu dài phấn khởi. Lý Thiên Mệnh ở trước mặt hắn, diễn luyện một lần Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận cùng A Tu La Ma Thần Kiếm Trận. Kiếm thần tiền bối, ta biểu hiện như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trẻ con là dễ dạy. Cái kia chính là còn không được rồi. Trẻ con là dễ dạy. Vậy ngươi ngược lại là đứng lên dậy a? Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia Lục Đạo Kiếm Thần mặt mỉm cười, vậy mà thật đứng lên. Ngươi cái này hai đại kiếm trận, luyện được cũng không tệ lắm, đến đón lấy có thể đi bước kế tiếp. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Bước kế tiếp là cái gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, rốt cuộc đã đợi được Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết thứ 5 kiếm. Bước kế tiếp là, để ta xem một chút, ngươi không có quần áo bộ dáng. Lục Đạo Kiếm Thần hắc hắc nói. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh ứa ra. Kiếm thần tiền bối, ta là nam a. Nam nữ cũng không đáng kể, nhanh thoát. Lục Đạo Kiếm Thần cười hì hì nói. Lý Thiên Mệnh quỳ. Cảm tình Phong Thanh Ngục cùng kiếm vô ý sống chết có nhau, là đến từ lão nhân gia người chân truyền a. Không, Lý Thiên Mệnh kiên quyết cự tuyệt. Cái này Lục Đạo Kiếm Thần, cũng là nhất trọng kiếm chướng, cũng chính là một loại kết giới. Chỉ là tại mặc niệm Lục Đạo Kiếm Thần lưu lại mà thôi. Qua, dài đến thật thanh tú, ta thích ngươi loại này kích thước. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lục Đạo Kiếm Thần sợ hãi than nói. Lý Thiên Mệnh một mặt hắc, hắn hoàn toàn không có thoát ra. Lục Đạo Kiếm Thần trực tiếp tiếp tục đọc lời kịch, nói, xem ở ngươi để cho ta nhìn một lần cho thỏa phân thượng, ta hôm nay thì dạy ngươi địa ngục đạo, vãng sinh kiếm ý. Rốt cục bắt đầu. Lý Thiên Mệnh bị lão gia hỏa này, dọa đến hãi hùng khiếp vía. Chết đi nhiều năm, còn kiên trì đã từng yêu thích, thật làm cho người kính nể. Một kiếm này, chính là chân chính thần cấp kiếm ý, đỉnh phong chi kiếm. Tương truyền, người chết mệnh hồn vào luân hồi, sẽ tới đạt thập bát trọng địa ngục, phân biệt là A Tị địa ngục, Hàn Băng địa ngục, Hỏa Sơn địa ngục, Lôi Uyên địa ngục chờ chút. Quỷ thần nhất tộc 9 tầng địa ngục, chỉ là một cái ngôi sao tên.
nhân gian nghe đồn chân chính địa ngục, đến cùng ở phương nào, tự nhiên không người biết được, có lẽ chỉ là không có căn cứ truyền thuyết. Nhưng, lục đạo kiếm thần lại căn cứ lục đạo khái niệm, lấy, địa ngục đạo, sáng chế một kiếm. Lục đạo luân hồi bên trong, thiên đạo chính là phía trên tam giới chí tôn, mà địa ngục đạo, chính là phía dưới tam giới chí tôn, tại súc sinh, quỷ đói phía trên. Kiếm này, thu nạp kiếm trận, dung hội một kiếm, thập bát trọng địa ngục hội tụ, có thể trợ giúp ngươi, cảm ngộ thiên địa vũ trụ lực lượng, từ đó lại càng dễ, lý giải đạp thiên chi cảnh tinh túy. Lĩnh ngộ thương thiên, mới có thể dẫm lên trời. Thập bát trọng kiếm ý một thể, một kiếm phía dưới, sinh linh vãng sinh, cho nên kiếm này tên là địa ngục luân hồi kiếm. Học thành kiếm này, lại học cuối cùng một kiếm, thiên đạo luân hồi kiếm, lưỡng kiếm có thể cộng đồng sử dụng, nhất thiên nhất địa, một âm một dương, thái cực luân hồi, phá âm dương, cắt tối tăm hiểu, đại mộng thiên thu vậy. Lục đạo kiếm thần sống rất lâu, thành thần về sau, hắn đem một thân tạo hóa, đều dung hội tại song kiếm này bên trong. Cô độc a! Hắn bỗng nhiên gào một tiếng. Song kiếm hợp bích, có một không hai, thế mà cái này đằng đẵng nhân gian, vậy mà không một đối kiếm người. Cái này kêu to một tiếng, lộ ra rất bất đắc dĩ, rất thê lương. Địa ngục, thập bát trọng luân hồi, người lại nhìn. Hắn lấy ngón giữa làm kiếm, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh, bắt đầu thi triển. Ong ong ong. Một khắc này, như thiên địa sơ khai, một kiếm giết ra, bao hàm một cái âm trầm thế giới, 18 cái luân hồi hiện lên, như là gào thét phong bạo, theo Lý Thiên Mệnh trên thân cuốn đi. Cường. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Bây giờ Viêm Hoàng Đại Lục, thì tại địa ngục bên trong, tộc nhân của ta, sinh tử một đường. Ngộ thành kiếm này, nhất định phải đem người khác, kéo nhập địa ngục. Hắn ban ngày tại lục đạo kiếm cung luyện kiếm, buổi tối thì tại trạm tinh cổ lộ tu luyện cảnh giới. Những ngày qua, Khương Phi Linh vẫn luôn chưa hề đi ra. Huy Dạ Thi không biết đi đâu rồi, cũng không có lại phiền nhiễu hắn. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đồng thời có tin tức tốt. Hắn dựa vào đoạn thời gian này nỗ lực, tại Hiên Viên Đại Đế cùng Thượng Thiên Quỷ Thần Thiên Hồn chỉ dẫn dưới, rốt cục bước vào 10 tầng sinh kiếp cảnh giới. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp dung nhập sinh chi kiếp hoàn, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác, cái này sinh chi kiếp hoàn bành trướng, càng ngày càng mạnh. Cái này dẫn đến hắn lực lượng bây giờ, phát sinh một chút biến lời nói. So cùng các loại cảnh giới, hùng hậu thực sự nhiều lắm. Theo tử kiếp đến sinh kiếp, để Lý Thiên Mệnh thực lực, có một cái rất lớn thuế biến. Đến mức Lâm Tiêu Tiêu, nàng và Thái Cổ Tà Ma cùng một chỗ, đến tầng 12 tử kiếp, thành thần chỉ thiếu chút nữa. Ngay cả như vậy, nàng bây giờ, đụng tới 10 tầng sinh kiếp Lý Thiên Mệnh, vẫn là không có chút nào lực phản kháng. Lần này đột phá, đến mức như thế kịp thời. Bất quá, đây cũng là Lý Thiên Mệnh tại trọng áp phía dưới, giận dữ khổ tu kết quả. Lần này, hắn chống được. Đoạn thời gian này, hắn cơ hồ nhìn lần Hiên Viên Đại Đế một đời, một mực ngộ đến hắn thành tựu đạp thiên chi cảnh. Về sau, cái này Hiên Viên Thiên Hồn cùng Quỷ Thần Thiên Hồn, đối Lý Thiên Mệnh tác dụng, liền sẽ nhỏ rất nhiều. 10 tầng sinh kiếp, có thể thay đổi gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, nhớ tới vài ngày trước, bọn họ gặp nhục nhã. Huy Nguyệt giận một số thời khắc, không có đi ra làm yêu, là bởi vì đang hấp thu muội muội của hắn cho Tam Nguyệt Nguyên Linh a. Đúng vào lúc này, Thiên Mệnh, Tôn Thần bên kia giống như có động tĩnh, người có muốn hay không đi một chút? Hiên Viên Đạo vội vàng đến hỏi. Ừm. Lý Thiên Mệnh vội vàng hướng Nhiên Linh cung phương hướng mà đi. Đêm khuya, băng tuyết hoang nguyên. Uy, có thể tính tìm tới ngươi. Huy Dạ Thi ngự không mà đến, rơi vào băng tuyết hoang nguyên phía trên. Tại cánh đồng hoang vu này bên trong, có một người nam tử xếp bằng ở trên mặt băng, hắn trên người có năm tôn, khuyển minh thần, vây quanh ở bên người, trên đó khói bụi lăn lộn, hơi nước bốc lên. Chính là Huy Nguyệt Dận. Nghe được thanh âm, Huy Nguyệt Dận mở mắt. Trên thân năm tôn thức thần, lúc này mới chậm chạp tán đi. Hắn nhìn thấy người tới là Huy Dạ Thi, liền hơi hơi nhếch miệng, nở nụ cười, nói, người tới chậm, Tam Nguyệt Nguyên Linh, ta đã để khuyển minh thần ăn, đã dung hội. Không có ngươi sự tình. Ngươi thật đúng là gấp, Huy Dạ Thi khinh bỉ nói. Đó là bởi vì ngươi vô lại quen thuộc, nếu là không tranh thủ thời gian ăn hết, ai biết ngươi có thể hay không lại cáo trạng, vu hãm ta trắng trợn cướp đoạt bảo bối của ngươi. Huy Nguyệt giận trợn mắt một cái nói. Ta liền muốn vu hãm ngươi, ai để ngươi khi dễ ta.
Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Huy Nguyệt giận nhìn lấy chính mình cái này muội muội, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đúng rồi, ngươi tìm ta làm gì? Bỏ ra một cái Tam Nguyệt Nguyên Linh, ôm Mỹ Nam Tâm A. Ngươi không cùng hắn tình chàng ý thiếp, tới nơi này làm gì? Muốn là ngươi chơi chán rồi cứ việc nói thẳng, ta có thể nhìn phía trên trong tay hắn thanh kiếm kia. Ai nói ta chơi chán rồi rồi? Không có, hắn đồ vật, ngươi cũng không thể đụng. Huy Dạ Thi nói. Ta đoán, ngươi cũng không có đạt được hắn. Huy Nguyệt giận cười khẩy nói. Ngươi chớ nói nhảm, Huy Dạ Thi phồng lên miệng, tức giận nói, càng khó có được đồ vật, thì càng có ý tứ không phải sao? Có đạo lý, Huy Nguyệt giận vỗ tay, nói, vậy là ngươi muốn ta, trợ giúp ngươi đem hắn cưỡng ép mang về Nguyệt Chi Thần Cảnh. Không dùng, nhưng ngươi đã cầm ta Tam Nguyệt Nguyên Linh, muốn ta không báo cáo hình, ngươi còn phải giúp ta một chuyện. Huy Dạ Thi nói. Hoắc Nha, nói đi. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói, ca, ngươi giúp ta giết một nữ, à không, ngươi ở ngay trước mặt hắn, đem nữ nhân của hắn chơi. Cái kia nữ, ngươi gặp qua chưa, tướng mạo còn có thể. Có chút ấn tượng, Huy Nguyệt giận trên dưới dò xét Huy Dạ Thi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu bá vương, vẫn rất có thể nghĩ đến kích thích sự tình a. Cái kia có đáp ứng hay không? Huy Dạ Thi ôm hận nói. Mặc dù quá khứ rất nhiều ngày, thế nhưng là nàng càng nghĩ càng là phẫn nộ. Mấy ngày nay cái bụng đều sắp tức giận nổ, liền lúc tu luyện, bên tai còn đang vang lên Khương Phi Linh nói những lời kia. Ta đương nhiên không đáp ứng, ta và ngươi khác biệt, ta kén ăn, ta cũng không muốn đụng xúc vật. Huy Nguyệt giận nói. Ngươi, có điều, ta có thể bức người khác tới, nhiều bắt mấy cái xấu, ngươi cảm thấy thế nào? Huy Nguyệt giận cười nói. Huy Nguyệt thơ ngơ ngác nhìn hắn. Quả nhiên, còn là hắn đủ hung ác. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ càng ghét bỏ cái kia nữ a. Cứ làm như vậy đi, nhưng là, người không thể gây tổn thương cho hắn. Huy Dạ Thi nói, người có thể thật có ý tứ, đem trái tim con người đều đâm nát, còn không thể thương tổn thân thể của hắn. Huy Nguyệt giận cười, ta đó là trợ giúp hắn chỉ cần thoát ly cái này đầm lầy, sớm muộn sẽ cảm tạ ta, một cái bình hoa, có cái gì tốt chân quý. Huy Dạ Thi nói, kích thích, việc này ta làm. Huy Nguyệt giận nói, hắn thanh kiếm kia quy ta, hiểu không? Tốt a, nhưng là ngươi không thể nói cho hắn biết, việc này là ta chỉ điểm, hiểu không? Huy Dạ Thi nói, đương nhiên hiểu, phía sau ngươi đi ra làm người tốt an ủi hắn nha, thói quen cũ. Bất quá, dạng này ta nhưng chính là sinh tử của hắn thù nữa nha. Huy Nguyệt giận nói, ngươi sợ sao? Sợ, ha ha, có ý tứ. Huy Nguyệt giận cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay 5 cái kiếp vòng. Hắn lại cường một chút, tiếp cận đột phá. Thi Thi, tới, bồi ca trước ngắm trăng. Thương lượng xong về sau, huynh muội bọn họ nằm ở băng tuyết hoang nguyên phía trên. Ngắm trăng. Huy Dạ Thi nhìn lên trên trời, cái kia một vòng màu bạc trăng tròn. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, cho tới bây giờ không nghĩ tới, chúng ta chỗ ở, mới là đẹp nhất cảnh sắc, đúng không? Huy Nguyệt giận nói. Huy Nguyệt thơ gật đầu, nói, thật đẹp a, Nguyệt Chi Thần Cảnh. Thế nhưng là, đó là một cái quy tắc xâm nghiêm, tràn ngập quản thúc địa phương, các trưởng bối thậm chí khống chế tư tưởng của chúng ta, để cho chúng ta nhất định phải trở thành giống như bọn họ người. Chỗ đó không có tự do, không có làm càn, hết thảy làm từng bước. Tốt không có ý nghĩa, Huy Nguyệt giận nói. Cho nên, chúng ta đến sau này, giống như đều làm càn. Ta cảm giác tâm lý. Tựa như là tiến vào một cái ma quỷ, nhìn đến bọn họ đều sợ hãi ta, loại kia cảm giác, thật sự là rất thoải mái đây. Huy Dạ Thi nói, cái này chính là cường giả cảm giác, biết không? Nhân sinh, hiếm thấy xuống tới một chuyến, đây là chúng ta huynh muội khu vực săn bắn, bị đè nén thời gian dài như vậy, không thư giãn một tí, người là sẽ phát điên. Cho nên người đừng cứ mãi cáo trạng, rất không có ý nghĩa, có thể chơi thời điểm, thì phải thật tốt chơi. Tại những thứ này con mồi trên thân, thỏa thích phát tiết chính mình. Trong lòng người đều có ma quỷ, người không tìm cơ hội, đem nó phóng xuất, nó liền sẽ bức điên ngươi. Huy Nguyệt giận nói. A, Huy Dạ Thi gật gật đầu, cái hiểu cái không. Người có thể thỏa thích giết người, phóng hỏa, đánh vỡ tín ngưỡng của người khác, nhìn lấy bọn hắn hoảng sợ, ánh mắt kính sợ, loại kia cảm giác, thật vô cùng thoải mái. Cái kia Lý Thiên Mệnh, trên người hắn gánh chịu hy vọng của quá nhiều người. Ngược hắn vui sướng nhất, hiểu không? A, Huy Dạ Thi gật đầu. Cho nên,
người hôm nay cho ta sách ý tưởng, rất kích thích, ta rất có hứng thú. Như vậy, ta hiện tại liền đi, ngươi liền đợi đến làm người tốt đi, ha ha. Huy Nguyệt giận đứng lên, hướng về Thái Cực Phong Hồ phương hướng nghênh ngang rời đi. Chơi xong về sau, về tới Nguyệt Chi thần cảnh, chúng ta lắc mình biến hóa, vẫn là hảo hài tử. Trầm Uyên chiến trường, 9 tầng địa ngục, Hắc Ám Hoàng cung. Bồ Đề sau khi đi, Từ Lục Mục quỷ thần Dực Quân, cùng mấy cái khác quỷ thần hoàng tộc, chủ trì đại cục. Một ngày này, bọn họ như thường lệ tại dạo bước. Tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm a? Dực Quân hỏi. Tối thiểu nhất, ta đạp thiên cấp thứ hai, có cấp thứ nhất chiến đấu lực. Ta tối thiểu có thể đối mặt lần trước cái kia Nguyệt thần tộc, không rơi vào thế hạ phong. Gần nhất một trận bù lại, tuy nhiên vẫn là thất không xứng với cảnh giới, nhưng tối thiểu nhất, có cái 7-8 phần. Dực Quân, người thì sao? Mọi người hỏi. Ta cần phải một chiêu liền có thể cầm xuống Huy Nguyệt giận. Dực Quân tự tin nói. Nói như vậy, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, công phá Viêm Hoàng 9 đại thần vực, cầm xuống 9 cái tông môn làm căn cơ, dễ như trở bàn tay. Chúng nhân nói. Đúng, trưởng khống Viêm Hoàng đại lục, chúng ta nhất tộc còn có thể tiếp tục cường thịnh, đến mức trả thù Nguyệt Chi thần cảnh sự tình, chỉ có thể nhìn Ngô Hoàng. Đây là lâu dài đại kế. Dực Quân nói. Hiện tại liền chờ cái kia hai cái tiểu hài tử, về bọn họ Nguyệt Chi thần cảnh. Cần phải không sai biệt lắm, hơn một tháng, bọn họ chơi chán. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không muốn trợ giúp Viêm Hoàng nhân tộc. Nói thật, ta đều có thể giết chết hai cái này. Đừng đừng, đây là Ngô Hoàng lời nhắn nhủ, tuyệt đối đừng phức tạp, hai người này dễ đối phó, thì sợ bọn họ dẫn tới những người khác, chúng ta cầm xuống Viêm Hoàng là được rồi, cho Ngô Hoàng an tâm khôi phục thực lực thời gian. Dực Quân dặn dò. Vâng. Hiện tại toàn tộc đã chuẩn bị kỹ càng, các loại hai người kia vừa đi, lập tức tiến công Viêm Hoàng đại lục, trong vòng một ngày, cầm xuống. Dực Quân đứng tại cửa ra vào, nhìn phía dưới Trầm Uyên chiến trường, trong lòng của hắn như lửa thiêu đốt. 200.000 năm lửa giận, sớm đã kìm nén không được. Một ngày nào đó, mối thù của chúng ta hận, sẽ theo Viêm Hoàng, đốt tới Nguyệt Chi thần cảnh. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, chim sáo nam phi. Chỉ có nguyệt ánh sáng chiếu rọi, thiên địa vẫn tối tăm. Hàn phong tiêu điều, xuân ý giá lạnh. Tại dạng này tĩnh mịch thiên địa bên trong, lại có một cái áo đen người tóc bạc ảnh, lơ lửng tại Hiên Viên Hồ trên không. Hắn đã ở chỗ này, chờ đợi 3 ngày. Không có người biết, Lý Thiên Mệnh đợi ở chỗ này làm cái gì, có lẽ là ở trên trời luyện kiếm, cho nên không nhiều người hỏi. Mấy ngày nay quỷ thần nhất tộc hoạt động, ngày càng nhiều lần, toàn bộ Viêm Hoàng đại lục nhân tộc, đều sinh tồn ở nơm nớp lo sợ bên trong, nhìn lấy những cái kia hình thù cổ quái dị tộc, tại thần thành xung quanh nghênh ngang đi qua, thậm chí tràn vào thôn xóm, tùy ý đổ sát, chế tạo rất nhiều nhân gian thảm kịch. Phân tán ra tới quỷ thần nhất tộc, đã thành trần thế ác mộng. Tất cả mọi người núp ở thần thành, thành trong trấn, không dám ra được, toàn bộ thế giới lâm vào phong bế. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ có một người, không thể thân hóa 10 triệu, đi đồ sát quỷ thần nhất tộc. Thiên Viên Đạo bọn họ những thứ này quản sự người, tâm tình càng thêm sầu lo, chớ nói Nguyệt Chi thần cảnh người vừa đi, thì là nhân tộc tai nạn thời khắc, thì coi như bọn họ không đi, lấy dưới tình huống trước mắt, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, đều cực kỳ nguy hiểm. Sinh tử lưỡng nan a. Đêm khuya, rất nhiều người đều tại thở dài. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh, còn tại Hiên Viên Hồ trên không, tựa như là một ngọn đèn sáng, còn đang luyện kiếm, làm hắn còn đứng lặng ở chỗ này thời điểm, thiên hạ tộc người trong lòng, còn có hy vọng. Đêm đã khuya, hắn trong tay kiếm ảnh, lắc lư mà phiêu hốt, một kiếm một đạo quỹ tích, được kiếm ở giữa, không khí khẽ chấn động. Bỗng nhiên nơi xa một trận gió lạnh đánh tới. Không hề nghi ngờ, hắn các loại người, đến. Hắn ngừng kiếm hồi đầu, nhìn về phía đường chân trời cuối cùng, một cái ánh trăng huy diệu bóng người. Không chút kiêng kỵ hướng về Hiên Viên Hồ chạy như bay tới, bởi vì vì thiên địa tối tăm, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh trên không trung, cho nên hắn liếc mắt liền thấy được. Chính là Huy Nguyệt Giận. Lý Thiên Mệnh giơ lên Đông Hoàng kiếm, chỉ hướng trước đó tới Huy Nguyệt Giận. Động tác này, để Huy Nguyệt Giận sửng sốt một chút. Theo góc độ của hắn nhìn, đối mặt nhân vật như hắn, Lý Thiên Mệnh cần phải quỳ xuống đất run rẩy. Từ đâu tới chó hoang, lại tới Dương Oai. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Ngươi đang nói chuyện với ta. Huy Nguyệt Giận ở trước mặt hắn ngừng lại,
cả kinh nói. Khó có thể tin a. Há, chính ngươi thừa nhận, Lý Thiên Mệnh biểu lộ quái dị, nở nụ cười. Ừm, Huy Nguyệt giận thực sự không nghĩ ra, hắn dũng khí từ đâu tới. Kết quả sau một khắc, Lý Thiên Mệnh vậy mà xoay người chạy. Ha ha, Huy Nguyệt giận bị chọc phát cười. Nguyên lai là biết rõ chính mình ý đồ đến không tốt, cho nên cưỡng ép trang bức a. Hắn trực tiếp đuổi theo, vui vẻ nói, ngươi đừng đi, buổi tối hôm nay quá nhàm chán, ta không giết ngươi, cũng là tới tìm ngươi chơi cái trò chơi. Trò chơi gì? Lý Thiên Mệnh xông ra Hiên Viên Hồ, hướng Thái Cực Phong Hồ bên ngoài mà đi, hắn bây giờ 10 tầng sinh kiếp tốc độ, đó là tương đương khả quan. Một cái tên là, mười mấy đỉnh nón xanh, trò chơi, hiện trường trực tiếp đeo lên cho ngươi, kích thích sao? Huy Nguyệt giận nghĩ đến hình ảnh kia, thì không nhịn được cười, hắn cảm thấy mình quá thiên tài, loại này biến thái cách chơi, đều có thể nghĩ ra được. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, hắn chỗ nào có thể dạng này a? Rất ác độc a ngươi, Lý Thiên Mệnh nghe ra hắn muốn làm gì. Cho đến ngày nay, phẫn nộ đã không cách nào hình dung tâm tình. Có ít người âm ngoan cùng vô tình, xác thực sẽ cho người chết lặng. Càng như vậy, Lý Thiên Mệnh thì càng hạ quyết tâm, đi làm một lần điên cuồng hành động vĩ đại. Bình thường giống như, ngươi đừng đi a, ngươi có thể là nhân vật chính, không có ngươi tận mắt chứng kiến, việc này cũng không tốt chơi. Huy Nguyệt giận cười nói. Cút! Lý Thiên Mệnh, nộ hống, một tiếng, bỏ mạng chạy, tại băng tuyết hoang nguyên bên trong thì được. Ngươi sợ, ha ha, một cái kỳ tích truyền kỳ, liền chút chuyện nhỏ này, cũng không dám đối mặt không? Không có chuyện gì, ai cũng có thể làm chồng, kinh nghiệm 10 phần, chẳng phải là càng có tư vị. Huy Nguyệt giận cảm giác mình giống như là một đầu sư tử, tại đùa bỡn hắn con mồi. Con mồi tại bỏ mạng chạy trốn. Nhưng là, ngươi thoát khỏi đạp thiên chi cảnh. Trở lại cho ta thưởng thức. Hắn có chút khó chịu, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Nhưng là hắn nhíu mày phát hiện, hắn tăng tốc về sau, Lý Thiên Mệnh đồng dạng nhanh. Kể từ đó, hắn tránh thức đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, còn hao phí rất lớn công phu. Chờ hắn tránh thức đuổi kịp thời điểm, bọn họ đã rời xa Thái Cực Phong Hồ. Đây là một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Huy Nguyệt giận sẽ không biết, lúc trước Hiên Viên Vũ Hành, thì chết tại nơi này. Hắn thậm chí cũng không có đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, mà chính là Lý Thiên Mệnh đến nơi này về sau, vậy mà ngừng lại. Sau một khắc, hắn bốn đầu cộng sinh thú toàn bộ xuất hiện, thủ hộ ở tại bên người. Băng tuyết ngập trời bên trong. Một gốc đại thụ che trời, sợi rễ đâm vào trong đống tuyết, thư triển thân thể, cành lá, dây leo toàn bộ giải tán, ba đóa to lớn bông hoa, ở trong trời đêm lập lòe. Một đầu gánh vác chín tòa núi to hai đầu thần long, tại đập lấy mặt đất. Nhìn chằm chằm Huy Nguyệt giận gào rú, trên đó thiên trọng tinh hoàn xoay tròn, như là vô số loan đao, tại đêm tuyết bên trong lóe ra băng lãnh túc sát quang mang. Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, còn có một cái màu đỏ thắm liệt diễm phượng hoàng, ngay tại nghênh phong sửa sang lấy chính mình kiểu tóc. Đến mức trong lòng của hắn, còn có một cái màu đen mèo con, chính thoải mái oa lấy, tại tiến hành sau cùng ngủ bù. Huy Nguyệt giận mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Vừa muốn cười, lại là đau đầu. Người đây là tại chơi trò xiếc gì? Lấy trứng chọi đá, người cái kia sẽ không nói cho ta, vừa rồi người cố ý khiêu khích ta, là muốn đem ta dẫn đến nơi đây à? Làm gì, người nơi này có bẫy dập sao? Huy Nguyệt giận nhìn không được cười lên. Hắn thật bị chọc phát cười. Vì cái gì những người này, lại không thể có điểm IQ? Không có bẫy dập. Lý Thiên Mệnh tại trong gió tuyết, hắn mái tóc dài màu trắng bay múa. Một đôi tròng mắt âm lãnh, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Đinh! Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Kim sắc lập lòe, màu đen lạnh lẽo. Một trận hàn phong cuốn qua, Lý Thiên Mệnh trường bào màu đen bay phất phới. Ta nôn, người vẫn rất sẽ cưỡng ép trang bức a. Huy Nguyệt giận ôm bụng, đều nhanh cười khom lưng. Lấy thân phận của hai người khác nhau, lấy thế cục bây giờ đến xem, Lý Thiên Mệnh chỉ xứng quỳ trước mặt hắn, khẩn cầu hắn giúp đỡ. Cái này chơi là cái gì vừa ra đâu? Huy Nguyệt giận cười đến nhanh đau sốc hông. Nhưng, hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Hắn đột nhiên quay đầu. Tại dưới bóng đêm, bên kia trong đống tuyết, đứng đấy một cái lam váy thiếu nữ. Ánh trăng bao phủ ở tại trên thân, nàng lơ lửng giữa không trung, hai mắt trắng loá, mặt như băng xương, trên người có một cỗ sâu vô cùng lạnh lùng ý chí, quả thực như là trích tiên lâm trần. U, đây không phải tối nay nữ chính sao?
Đừng nói cho ta, ngươi là mai phục tại nơi này. Huy Nguyệt giận triệt để cười nghiêng ngửa. Nhưng là, tại cười to thời điểm, hắn nhìn kỹ Khương Phi Linh liếc một chút, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đạp thiên chi cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất biến sắc. Không phải là bởi vì hắn sợ hãi đạp thiên chi cảnh, mà chính là hắn nhớ rõ ràng, lần trước nhìn qua nàng liếc một chút, sinh tử của nàng kiếp lực mức độ, nhiều lắm là bát kiếp. Không ai có thể trong nháy mắt vượt qua, trừ phi nàng bản thân mạnh như vậy. Đúng rồi a, ta còn nghe nói qua, các ngươi cái này còn có một cái 100.000 năm trọng sinh tôn thần, ta còn tưởng rằng là ngu dân bị lừa gạt nữa nha, ngươi chính là cái kia tôn thần. Lợi hại a ngươi, bất quá là tụt cấp trọng tu, 100.000 năm ngươi đều dám thổi ra. Cho nên nói, cái này Viêm Hoàng đại lục, ngươi mới là chủ nhân. Huy Nguyệt giận cuối cùng đem vấn đề này, suy nghĩ minh bạch. Trách không được các ngươi hai cái, tối nay cùng thiểu năng trí tuệ giống như, đem ta dẫn tới nơi này. Các ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết, các ngươi đây là muốn giết ta. Huy Nguyệt giận trừng to mắt, một hồi nhìn xem Lý Thiên Mệnh, một hồi nhìn xem Khương Phi Linh. Hắn phù một tiếng, lại cười ra tiếng âm. Ở đâu ra gan chó a? Không nói trước, ta tiện tay đều có thể nắm chết các ngươi, chỉ bằng các ngươi nhân tộc này tư bản, coi như đụng đến ta một cọng tóc gáy, toàn tộc các ngươi đều chết không yên lành. Không biết tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, chính là không cách nào tha thứ tội, hai thằng ngu, muốn được rõ ràng sao các ngươi. Hắn thề, hắn cả một đời đều không có, bị đùa thành dạng này. Cười đến hắn, miệng đều nhanh đã nứt ra. Không được, các ngươi quá kỳ hoa, vượt ra khỏi trí tưởng tượng của ta, ta phải hoãn một chút, mẹ nó. Việc này muốn là ta đám kia các huynh đệ, chúng ta đều có thể vui một năm trước. Một mình hắn líu lo không ngừng nói hồi lâu. Kết quả là lại phát hiện, cái này ánh mắt của hai người, vẫn là ngay từ đầu như vậy lạnh lùng. Ngay tại Huy Nguyệt giận nói xong câu nói sau cùng thời điểm. Hắn là thật không nghĩ tới, bọn họ cùng một chỗ, vậy mà thật, đối tự mình động thủ. Ta đi. Huy Nguyệt giận cho mình một bàn tay. Hắn thật, không phải đang nằm mơ. Hai cái không biết sống chết đồ chơi, thật là hạ tiện, bất quá càng có ý tứ, thành đạp thiên chi cảnh thật sao. Cái kia còn có chút tư bản. Buổi tối hôm nay, ta ủy khuất một chút chính mình thật, chính ta chơi nàng. Xem ta như thế nào chơi đến các ngươi hai cái sống không bằng chết. Cười đủ rồi, tâm lý lãnh huyết thì đi lên. Huy Nguyệt giận trực tiếp từ bên hông, quất ra binh khí của hắn. Một thanh khổng lồ loan đao, Trảm Nguyệt yêu đao. Ong ong, ngũ đại khuyển minh thần, đột nhiên sinh ra. Tại đạp thiên chi cảnh lực lượng trèo trống phía dưới, tại cái này trốn không người, rút lớn lên trăm thước trở lên. Khuyển minh thần ở trên cao nhìn xuống, trên tay tràn đầy đao nhận. Cái kia miệng to như chậu máu mở ra, có hung tàn khát máu ý chí. Bọn họ đều có thể tự chủ chiến đấu, tại một loại nào đó phương diện phía trên, lại cùng loại một loại sẽ thi triển chiến quyết cộng sinh thú. Chỉ là bọn họ không cần lĩnh ngộ, Huy Nguyệt giận sẽ thi triển chiến quyết, bọn họ đều sẽ thi triển. Ao ao ao, băng tuyết nổ tung. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, một trước một sau, trùng sát mà đến. Tại Lý Thiên Mệnh bên người, tiên tiên thánh quang đằng mạn, phệ huyết kiếm vũ, còn có dưới mặt tuyết màu đen sợi rễ, đã sớm trải rộng toàn bộ chiến trường. Thân là linh thể khuyển minh thần, có thể miễn dịch số lượng nhất định thực thể thương tổn. Nhưng là, làm số lượng quá nhiều thời điểm, bọn họ trừ phi hoàn toàn vỡ vụn, nếu không đều sẽ phải gánh chịu đến công kích. Mà lại thức thần nhất định phải tại Huy Nguyệt giận thân thể phụ cận. Cái này dẫn đến từ vừa mới bắt đầu, hắn thì đã định trước sẽ bị vây công. Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện, Lý Thiên Mệnh để chúng nó, để mắt tới đối phương ngũ đại thức thần, áp chế bọn chúng tiến công. Làm Lam Hoang thi triển hồng mông ma bàn, tại hoang dã cánh đồng tuyết phía trên lăn đi thời điểm, đầy trời băng tuyết nổ tung. Nó đâm vào hai đại thức thần phía trên. Lam Hoang hình thể so khuyển minh thần lớn hơn nhiều, khuyển minh thần thân thể, ở một mức độ nào đó có thể vặn vẹo, nhưng làm Lam Hoang cái kia to lớn đầu rồng, cắn lấy nó trên thân thời điểm, vẫn có thể xé rách xuống một miếng tới. Cái này cũng là một loại để thức thần suy yếu biện pháp. Nói tóm lại, linh thể nửa hư thực. Nếu như chỉ là thuần hư vô chi thể, như vậy thì chỉ có linh hồn phương diện tiến công, tác dụng sẽ không quá cường. Có một bộ phận thực thể, cường độ gia tăng, vậy cũng sẽ bị thực thể tiến công. Ngoại trừ thực thể, còn có thần thông. Xì xì xì. Miu miu tốc độ kia cuồng ma, lấy nhỏ bé thân thể, vây quanh Huy Nguyệt giận chuyển động.
9 tầng hỗn độn kết giới hộ thể, trên trời lôi đình buôn tẩu. Ở tại dẫn động phía dưới, từng đạo màu đen lôi đình bổ xuống, đánh vào khuyển minh thần trên thân. Cái kia ngũ đại khuyển minh thần, đều bị màu đen lôi đình oanh tạc. Cho dù là đạp thiên chi cảnh bọn họ, lúc này thời điểm đều phát ra từng tiếng kêu thảm. Huỳnh hỏa lấy luyện ngục hỏa ảnh lấp lóe tại mặt bên quanh co. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh còn chưa lên, nó thì to gan lớn mật, trực tiếp đi lên cùng Huy Nguyệt giận lấy chiến quyết ngạnh kháng. Cẩu tặc, người đoán không sai, chúng ta hôm nay, chính là muốn làm chết ngươi. Tiếp đó, người thật tốt hưởng thụ, nhìn xem là người thủ đoạn hung ác, vẫn là chúng ta thủ đoạn cay. Cửu Thiên hung hồn kiếm trận đánh xuống, lục đạo hỏa liên mở đường. Một cái cự đại khuyển minh thần vọt ra, trong tay 6 đại yêu đao, chặn huỳnh hỏa kiếm trận. Thế mà, cái kia lục đạo hỏa liên thiêu tại khuyển minh thần trên thân, vẫn làm cho khuyển minh thần toàn thân đốt cháy, dẫn đến nó biến đến ảm đạm. Đối thức thần tới nói, ảm đạm, chẳng khác nào thụ thương. Huy Nguyệt giận tâm thái, có chút nổ tung. Hắn thật là khó có thể tin. Đến thật, não tử đâu? Chính mình thành con mồi. Ta Huy Nguyệt giận, lại bị hai cái hạt bụi thế giới thổ dân, cho xem thường. Hắn không lại dở khóc dở cười, mà chính là bộc phát ra kinh thiên phẫn nộ. Theo hắn tức giận, ngũ đại khuyển minh thần đều cùng theo một lúc nộ hống. Muốn không phải đủ xa, đoán chừng thái cực phong hồ, đều có thể nghe được vang động trời âm thanh. Hôm nay không đem các ngươi chơi tàn phế, tên của ta viết ngược lại. Ánh mắt của hắn tinh hồng, toàn lực bạo phát. Trong tay Trảm Nguyệt yêu đao vung vẩy, hắn căn bản không thèm để ý Lý Thiên Mệnh, mà chính là để mắt tới Khương Phi Linh. Thiên Tuyết Nguyệt bác đao thuật. Đạp thiên chi cảnh, tự nhiên thi triển chính là chân chính thần tích chiến quyết. Đao của hắn thật nhanh, đao ảnh lấp lóe, từng vòng trăng khuyết quay chung quanh bên người, một đao so một đao nhanh. Ao ao. Hung mãnh khoái đao, tại trên mặt tuyết hiện lên vô số thiểm ảnh, nhào về phía cái kia tay không tấc sắt mà đến Khương Phi Linh. Tại Huy Nguyệt giận trong mắt, cái ánh mắt này lạnh lùng thiếu nữ, động tác của nàng gọn gàng, từ xa đến gần, nhất quyền đánh ra. Lấy nàng nhu nhược kia cánh tay, một quyền này xem ra mềm yếu bất lực. Nhưng là, tại nàng xuất quyền thời khắc, Huy Nguyệt giận nghe được tiếng nổ. Cái gì nổ tung? Rầm rầm rầm. Cái kia kinh khủng tiếng oanh minh, trực tiếp chấn động mà đến, vang lên chói tai âm bạo, chấn động đến Huy Nguyệt giận lỗ tai đều nhanh rách ra. Ông! Đó là không ở giữa chấn động. Một tiếng bạo hưởng, trước mắt tựa như là càn khôn không gian đang chấn động. Cái kia mãnh liệt chấn động, đột nhiên xé rách Huy Nguyệt giận Thiên Tuyết Nguyệt bác đao thuật vô số trăng khuyết, đánh vào trên thân thể của hắn. Thời khắc khẩn cấp, Huy Nguyệt giận dẫn một cái khuyển minh thần, ngăn tại trước mắt, đứng vững một quyền này. Uy lực của một quyền này, trực tiếp đem Huy Nguyệt giận dưới chân mặt đất, trực tiếp chấn động ra lít nha lít nhít hình lưới vết nứt. Cái kia khuyển minh thần tức thì bị chấn động đến hư vô một nửa, thống khổ rú thảm. Nói thật, Huy Nguyệt giận khinh địch. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn chứng minh một chút, cái kia chính là, Khương Phi Linh không có hắn tưởng tượng bên trong dễ đối phó. Càng mấu chốt là, 10 tầng sinh kiếp Lý Thiên Mệnh, lực lượng của hắn trực tiếp vượt qua sinh tử kiếp cảnh cực hạn. Dù là cùng đạp thiên chi cảnh lực lượng có bản chất khác nhau, nhưng hắn số lượng đạt tới cực hạn thời điểm, chỗ bảy biện ra lực sát thương, đủ để dung chuyển đạp thiên chi cảnh. Tại Khương Phi Linh đến nay tự hiên viên si trong trí nhớ, chấn không quyền, áp chế Huy Nguyệt giận thời điểm, Lý Thiên Mệnh một người bốn thú tại hắn sau lưng trùng sát mà đến. Tại lực sát thương phương diện phía trên, tuyệt đối càng thêm hung mãnh. Huy Nguyệt giận không chỉ là đánh giá thấp Khương Phi Linh, càng đánh giá thấp hơn Lý Thiên Mệnh. Nhân hoàng long giáp lập lòe bên trong, Atula ma thần kiếm trận hội tụ ngàn vạn kiếm khí, song kiếm hóa thành ma thần, xuyên thấu băng tuyết, giết tới Huy Nguyệt giận trước mắt. Huỳnh hỏa, miêu miêu, Lam Hoàng cùng tiên tiên cơ bản vì Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn áp chế cái kia còn lại 4 cái khuyển minh thần, làm đến Lý Thiên Mệnh có thể xuyên qua hắn phòng ngự. Huy Nguyệt giận vừa đứng vững Khương Phi Linh chấn không quyền, lập tức sau lưng truyền đến nguy hiểm chí mạng. Hắn lập tức xoay người lại, trong tay Trảm Nguyệt yêu đao bạo sát mà ra. Liền ngươi cũng tới làm càn. Trong tưởng tượng, hắn một chiêu này, quỷ đao thiểm trảm, vừa nhanh vừa độc, một đao trảm thủ đô không nói chơi. Thế mà hiện thực lại là, hắn bị Khương Phi Linh áp chế, căn vốn chuẩn bị không đủ, vội vàng quay người một đao, ngược lại làm cho Lý Thiên Mệnh cái kia Atula ma thần chi kiếm bổ ra. Cùng lúc đó, hắn đối mặt Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh như băng.
Tại vô hình ở giữa, màu đen đông hoàng kiếm xuyên ra. Một đạo khác Atula ma thần kiếm khí, theo xương bả vai của hắn phía trên xuyên qua. Một kiếm phun huyết. Huy Nguyệt giận gào lên thê thảm, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng lui lại, quất ra một kiếm này, quay người một đao nhanh như thiểm điện, biến hóa thất thường, bổ vào Lý Thiên Mệnh trên bờ vai. Răng rắc một tiếng, yêu đao trực tiếp cắm ở xương cốt phía trên, đồng dạng máu me khắp người. Cùng lúc đó, huỳnh hỏa lóe qua khuyển minh thần ngăn cản, lại tại Huy Nguyệt giận sau lưng, cho hắn một kiếm, giết ra một đạo lỗ máu. Huy Nguyệt giận lại là kêu đau đớn một tiếng. Sắc mặt của hắn đã có chút trắng bệch, liền bờ môi cũng bắt đầu run run. Hắn đột nhiên lui lại. Ngươi sinh tử kiếp cảnh, như vậy mạnh lực lượng. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Càng làm cho hắn hít thở không thông là, Lý Thiên Mệnh trên bờ vai vết đao, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cơ hồ nháy mắt, hắn nhún vai, biểu thị một chút sự tình đều không có. Thế mà, Huy Nguyệt giận bả vai còn đang rỉ máu. Giờ khắc này, hắn rốt cục phát hiện, Lý Thiên Mệnh cái kia lạnh lùng ánh mắt, có vẻ hơi đáng sợ. Chỉ bất quá, hắn căn bản không có thời gian chuyển động sơ cứng đại não. Bởi vì ngay tại hắn né ra trong nháy mắt, sau lưng Khương Phi Linh lại xuất hiện. Huy Nguyệt giận đột nhiên quay đầu. Cái kia giống như thần thiếu nữ, xuất hiện tại hắn trước mắt. Trên người nàng thiêu đốt ngọn lửa màu trắng, một đôi tròng mắt lạnh như thượng thương. Lý Thiên Mệnh bọn họ rất nhanh, nàng đồng dạng càng nhanh. Ông! Lúc này, nàng thi triển một loại thần kỳ thủ đoạn, hoàn toàn không phải chiến quyết, càng giống là một loại thần thông. Nhưng, nàng rõ ràng không là quỷ thần nhất tộc A. Huy Nguyệt giận tâm lý rung mạnh thời khắc, vô số quang ảnh theo Khương Phi Linh trong thân thể chạy như bay mà ra, tuôn hướng Huy Nguyệt giận, ở tại dưới chân tạo thành một chiếc gương. Cái này một chiếc gương, hoàn toàn do quang ảnh hình thành, giống như có tam trọng. Cái này tam trọng khuếch tán ra, nhất trọng ở trên trời, nhất trọng trên mặt đất, còn có nhất trọng, khung tại Huy Nguyệt giận trên thân. Cái này, đây là cái gì? Huy Nguyệt giận trừng to mắt thời khắc, bộ dáng của hắn, đã hoàn toàn chiếu ở phía trên này trên gương. Tại cái này trên mặt kính, Huy Nguyệt giận thấy được chính mình vừa ra đời dáng vẻ, thấy được chính mình già yếu, càng thấy được chính mình xế chiều vào cái ngày đó. Tam sinh chi kính, là Lý Thiên Mệnh mấy ngày nay, đều hoàn toàn không hiểu rõ khủng bố thời gian lực lượng. Cùng nói nó đến từ Hiên Viên Si, càng không bằng nói, nó đến từ cái kia vĩnh sinh thế giới thành chủ. Cái kia tam sinh chi kính, đem Huy Nguyệt giận triệt để vây khốn. Hắn tại mờ mịt bên trong, cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua tồn tại. Hắn tại điên cuồng giãy giụa, thế mà cái kia tam sinh chi kính chỉ đang run rẩy, lại không có bị lực lượng của hắn đánh vỡ. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là gì các loại thủ đoạn? Bị ba cái gương khóa kín, Huy Nguyệt giận đều mộng. Không chỉ là hắn, liền hắn năm cái khuyển minh thần, lúc này thời điểm đều tại cuồng bạo giãy giụa. A, giờ khắc này, hắn thật luống cuống. Ngẩng đầu nhìn lên, trước sau đều có người. Phía trước, là tay cầm đông hoàng kiếm, đi vào trước mắt hắn Lý Thiên Mệnh. Sau lưng, thì là trên thân dọc theo nói đạo quang ảnh, lấy toàn thân chi lực, khống ở tam sinh chi kính, áp chế hắn Huy Nguyệt giận Khương Phi Linh. Phá! Huy Nguyệt giận nổi giận gầm lên một tiếng, tam sinh chi kính mặt kính bắt đầu vỡ vụn, mắt thấy khuyển minh thần sắp thoát khốn. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đánh tới chớp nhoáng. Tại cái kia đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn tựa hồ một câu nói nhảm đều không nói, vô cùng độ lạnh lẽo ánh mắt nhìn Huy Nguyệt giận liếc một chút, sau đó. Hắn đem đông hoàng kiếm hợp làm một thể, hai tay nắm ở cái này trọng kiếm, chặt chém mà đến. Mục tiêu, Huy Nguyệt giận cánh tay phải. Không, xúc sinh, không. Cho đến giờ phút này, Huy Nguyệt giận triệt để sợ, sắc mặt triệt để trắng bạch. Hắn gào rú dãy giụa. Tại đánh phá tam sinh chi kính trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh một kiếm kia nhanh hung ác chuẩn, trực tiếp bổ vào cánh tay phải của hắn phía trên. Phốc phốc, một cánh tay, trực tiếp nện xuống đất. Máu me khắp người. Không, không. Huy Nguyệt giận máu và nước mắt bão táp, bởi vì đó là trên người hắn, trọng yếu nhất một cánh tay. Làm hắn đang đau nhức bên trong, cơ hồ hôn mê thời điểm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, tại đất đèn hỏa quang ở giữa, nhanh như lôi đình. Lạnh lùng sâu vô cùng, hắn đông hoàng kiếm mũi kiếm, liên tục 5 lần, đâm vào cái kia tay gãy 5 cái kiếp vòng phía trên. Phốc 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 phốc. Mỗi đâm một lần, kiếp vòng bạo phá một lần.
Ầm 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 ầm. Năm cái kêu thảm khuyển minh thần, tại huy nguyệt giận run rẩy, thảm liệt trong ánh mắt, hoàn toàn nổ tung. Kiếp vòng một phá, tương đương với khuyển minh thần chết, trở về thành địa hồn. Địa hồn không có việc gì, nhưng là không có kiếp vòng, huy nguyệt giận đời này, đã định trước sẽ không còn có khuyển minh thần. Thống khổ như vậy, thảm liệt hiện thực, vậy mà phát sinh ở Viêm Hoàng Đại Lục, mảnh này để hắn khinh bỉ thổ địa bên trên, để hắn thể xác tinh thần trực tiếp xé rách, não tử trống rỗng. Trong mắt hắn, động tác kia mãnh liệt, không rên một tiếng, lại không lưu tình chút nào Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên lộ ra đáng sợ như thế. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Huy Nguyệt giận thanh âm đều phá âm. Hắn co cẳng liền chạy, thế mà vừa chạy chưa được hai bước, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, tại Khương Phi Linh một cái chấn không quyền, đánh cho Huy Nguyệt giận toàn thân nứt toác, toàn thân bạo huyết thời khắc, Lý Thiên Mệnh trong tay song kiếm, chặt chém mà qua. Huy Nguyệt giận tại chỗ đập xuống đất, hai cái đùi bay ra ngoài. A! À, Huy Nguyệt giận ném xuống đất, chỉ còn lại một cánh tay trái. Kịch liệt đau nhức, thê thảm. Những thứ này hiện thực, Huy Nguyệt giận muốn cho rằng đây là nằm mơ, cái kia đều khó có khả năng. Làm hắn kêu thảm đảo lộn thân thể thời điểm, nằm tại trên mặt tuyết thời điểm, bất ngờ nhìn đến, một nam một nữ kia hai người, đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xuống hắn. Huy Nguyệt giận dùng mình. Mật đều nhanh phun ra. Hắn nghĩ tới, chính mình thế nhưng là Nguyệt Chi thần cảnh có ai không? Các ngươi to gan lớn mật, các ngươi cũng dám phế đi ta. Các ngươi chết chắc, tiếp đó, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục nhân tộc, đều muốn cho các ngươi chôn cùng. Cha mẹ của ta, sẽ để cho các ngươi chết 1000 lần, 1000000 lần. Hắn cuống họng đều hàm ách, chỉ còn lại có một đầu tay, vẫn còn tại về sau bò, có thể thấy được đến cỡ nào thê thảm. Hoắc nha! Huy Nguyệt giận, ngươi sai. Lý Thiên Mệnh đứng tại dưới ánh trăng, dùng Đông Hoàng kiếm, đè vào Huy Nguyệt giận trên cổ, dùng Huy Nguyệt giận trước đây khẩu khí, nói chuyện cùng hắn. Cái kia hời hợt nụ cười, quả thực như tử thần hàng lâm. Ta nói sai cái gì? Ngươi không biết thân phận của ta sao? Các ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huy Nguyệt giận ngốc trệ nói. Ngươi nói, chúng ta chỉ là phế bỏ ngươi, cái này cái kia đầy đủ a. Buổi tối hôm nay, chúng ta là muốn đưa ngươi xuống địa ngục, biết hay không? Đây chính là hiện thực, hiện tại, ngươi rõ chưa? Lý Thiên Mệnh cười thời điểm, ngồi xổm xuống, dùng hắc ám tí bóp lấy Huy Nguyệt giận cổ, đem cả người hắn nhấc lên. Da hỏa này trên thân còn tại ào 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 mất máu, da của hắn đã nhanh thành màu tím. Lý Thiên Mệnh, đem hắn dọa đến đều bài tiết không kiềm chế. Nguyên lai ngươi như thế mềm đâu, trước đó phái đoàn rất đủ, đều hù dọa ta. Huy Nguyệt giận, trợn to con mắt của ngươi, xem cho rõ, so với ta lên, ngươi là cái thá gì? Cường Long không áp địa đầu xà, đây là địa bàn của ta, ngươi cùng ta ngang, ta thì giết chết ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nắm cổ của hắn, trực tiếp vặn bóp méo. Bóng ma tử vong, bao phủ tại Huy Nguyệt giận trên cổ. Nhưng là, Huy Nguyệt giận vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi từ đâu tới gan chó? Giết ta, ngươi tuyệt đối xông đại họa. Ta vừa chết, ta phụ mẫu lập tức biết, Huy Nguyệt giận run rẩy nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một lần kích thích trò chơi, thực sẽ là một trận bẫy dập, đem chính mình hủy thành dạng này. Ta tiếp đó, đến cùng nên làm cái gì? Không có ý tứ, người đến chết, đều sẽ không hiểu. Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh vào trên bụng của hắn. Ây, ách! Huy Nguyệt giận phun ra từng miếng máu đen, toàn thân đều tại co rút. Phanh phanh phanh! Nhất quyền lại nhất quyền, đem hắn đều nhanh cho đập nát. Đừng, ta van ngươi, đừng giết ta, vạn sự dễ thương lượng. Vạn sự dễ thương lượng a. Bọn họ quá nhanh quá hung mãnh, Huy Nguyệt giận rốt cục kịp phản ứng, biết mình cái kia cầu xin tha thứ. Làm sao có thể chứ? Thi thể của ngươi, muốn xem ra rất thảm, cha mẹ ngươi mới sẽ tức giận, mất lý trí, biết không? Lý Thiên Mệnh nắm bắt miệng của hắn, đem hàm răng của hắn, đều cho nắm biến hình. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, mà lại, không ai sẽ biết là ta giết ngươi, đây chính là hiện thực, có thể cảm ngộ tới rồi sao? Huy Nguyệt giận. Ô ô, ô ô. Huy Nguyệt giận nói không ra lời, ánh mắt đã tuyệt vọng, trong tuyệt vọng, cái kia vô hạn hoảng sợ, điên cuồng xông tới. Xuyệt, đừng nói chuyện, thật tốt thể sẽ chết tư vị, ngươi chỉ có một cơ hội. Lý Thiên Mệnh ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Tại Huy Nguyệt giận trừng to mắt, đau thương giãy giụa thời điểm. Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh vào trên người hắn.
Ông! Ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Ây! Huy Nguyệt giận còn không tắt thở, hắn tuyệt vọng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, cảm thụ được tử vong tư vị. Kẻ chết thay, ta đã tìm xong, tiếp đó, xem muội muội ngươi, làm sao biểu diễn. Huy Nguyệt giận, khuyên ngươi một câu, đời sau, không nên đem người làm cho quá ác. Cho người ta lưu một đầu sinh lộ, người khác cũng có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, hiểu chưa? Nghe xong câu nói này, Huy Nguyệt giận đang giãy giụa bên trong, triệt để tắt khí. Cái kia cầm chặt lấy Lý Thiên Mệnh cánh tay sau cùng một cái tay, cuối cùng rủ xuống. Giải quyết. Lý Thiên Mệnh đem thi thể của hắn bao lên, bỏ vào tu di giới chỉ, sau đó đem chung quanh chiến đấu dấu vết, triệt để biến mất. Giải quyết về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Khương Phi Linh. Dưới ánh trăng, thiếu nữ kia khoanh tay, ngơ ngác nhìn lấy chính mình, khóe mắt nước mắt tràn đầy. Linh Nhi, ta như vậy có thể hay không quá độc ác? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng dưng dưng cười lắc đầu. Là hắn ép, chúng ta nghĩ kỹ tốt còn sống, muốn cho quan tâm người, đều có thể bình an thuận lợi, chúng ta không có sai. Khương Phi Linh nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh đưa bàn tay phía trên vết máu, lau ở trên người, sau đó vạch phía trên Khương Phi Linh bả vai, cười nói. Về sau, ai còn dám đối ngươi ô môn uế ngữ, ai còn muốn làm nhục ngươi, ta sẽ chỉ làm hắn, bị chết thảm hại hơn. Dưới ánh trăng, bọn họ nhìn nhau, nhẹ nhàng ôm ấp. Đi, bước kế tiếp, tìm Huy Dạ Thi, đến phiên nàng. Cái này một nước cờ hiểm, mạo hiểm rất lớn, ca ca. Khương Phi Linh nói. Không thèm đếm xỉa, bọn họ đem chúng ta, đẩy vào chỗ chết, nhất định phải cố tìm đường sống trong chỗ chết. Lý Thiên Mệnh nói. Thái cực phong hồ phụ cận. Huy Dạ Thi đứng tại trên núi lớn, trông mong lấy nhìn. Làm sao còn không có động tĩnh nha? Nàng đều chờ lâu lắm rồi. Tên kia, hiện tại khẳng định khóc chết rồi, hừ hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Còn có cái kia tiện tì, thật sự cho rằng có chút tư sắc, liền có thể lên trời hay sao? Không biết xấu hổ, còn dám mắng ta. Nếu không phải vì phủ nhận sở quan hệ, nàng đều muốn đi hiện trường nhìn một chút. Có thể hay không làm cho rất thoải mái. Chậc chậc. Nàng cười trộm. Bỗng nhiên, bầu không khí giống như lạnh xuống. Nàng ngẩng đầu. Chân trời một nam một nữ, bọn họ nắm đem tay bạn mà đến, xuất hiện ở Huy Dạ Thi trước mắt. Ngươi, các ngươi. Huy Dạ Thi ngây ngẩn cả người. Kaguya đại nhân, đưa ngươi một món lễ vật, tên của nó, gọi là, hiện thực, muốn xem không? Dưới ánh trăng, Lý Thiên Mệnh khóe miệng. Khơi gợi lên một tia nụ cười ôn nhu. Một cái bao tải, đập vào Huy Dạ Thi trước mắt. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, đang trên đường tới, thu thập chỗ sửa lại một chút. Dưới ánh trăng bọn họ, hoàn toàn nhìn không ra, vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu. Cái gì? Huy Dạ Thi cau mày, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi. Liên tưởng đến Huy Nguyệt giận đi tìm bọn họ, chơi game, trong nội tâm nàng bỗng nhiên có dự cảm bất tường. Ta nghĩ gì thế, ta ca thế nhưng là đạp thiên chi cảnh. Nàng cảm thấy mình rất buồn cười, tâm tình buông lỏng không ít, sau đó trừng mắt liếc Lý Thiên Mệnh, lại nhìn về phía Khương Phi Linh. Tàn hoa bại liễu, hừ. Trong nội tâm nàng mừng thầm lấy, trên tay nhưng lại không động, uể oải hỏi, ngươi sẽ còn cho ta tặng quà. Chính mình mở ra, mới tính có thành ý. Cũng được. Lý Thiên Mệnh tay cầm lao vút ra một đạo kiếm khí, xé rách bao tải. Xoẹt một tiếng, một bộ tàn khuyết, thê thảm, trừng to mắt, thống khổ chết thảm thi thể, xuất hiện ở Huy Dạ Thi trước mắt. Hắn chỉ còn lại có một cánh tay, những bộ vị khác, cũng không biết ném đi nơi nào. Mặt của hắn, bị bóp vặn vẹo, tàn phá. Nhưng là, coi như thế, Huy Dạ Thi liếc một chút đều có thể nhìn ra. Hắn là Huy Nguyệt Giận. Huy Dạ Thi sửng sốt một chút, sau đó duỗi ra hai tay, dụi dụi con mắt. Ừm. Nàng cho là mình nhìn lầm, còn không có kịp phản ứng. Thích không, lễ vật này, Lý Thiên Mệnh hỏi. Búp bê. Huy Dạ Thi tiến lên hai bộ, trừng to mắt nhìn kỹ Huy Nguyệt Giận thi thể. Càng là nhìn, sắc mặt của nàng càng là trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy, cái cằm càng là run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng thảm liệt thét lên. Cái kia tiếng thét chói tai, giống như đem chính nàng dây thanh, đều xé rách. Ngay sau đó, nàng ngồi ngã trên mặt đất. Giống như là gặp được thế giới lớn nhất chuyện kinh khủng, dọa đến nàng vội vàng về sau đánh lăn. Trước mắt xuất hiện một đôi chân. Ngẩng đầu xem xét, Lý Thiên Mệnh thì đứng tại trước mắt của nàng. Tin tưởng sao,
ta đem Huy Nguyệt giận giết, hắn bị chết rất thảm. Lý Thiên Mệnh vươn tay, muốn đỡ nàng dậy, nhưng là Huy Dạ Thi hoảng kêu một tiếng, vội vàng trốn về sau giấu. Ngươi muốn là không tin, có thể thấy rõ ràng một chút. Lý Thiên Mệnh nói tiếp. Huy Dạ Thi quay đầu, lại nhìn một chút thi thể kia, lại run run một chút phát ra rít lên một tiếng, hoàn toàn hoa dung thất sắc. Ngươi làm sao có thể, có loại bản lãnh này, mà lại, ngươi xong đời. Ta ca vừa chết, ta phụ mẫu lập tức liền sẽ biết, bọn họ hiện tại đoán chừng, đã hướng tới bên này. Huy Dạ Thi tâm lý đại loạn. Đây quả thực là khó có thể tin sấm sét giữa trời quang. Nàng đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lấy bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh thân phận khác nhau, nàng coi như sức tưởng tượng lại phong phú, đều nghĩ không ra, Lý Thiên Mệnh có thể, lại dám can đảm, đem Huy Nguyệt giận giết. Ngươi gây đại phiền toái. Huy Dạ Thi mang theo tiếng khóc nức nở, ô nghẹn ngào nuốt nói. Há, cái kia còn phải cảm tạ ngươi, nhắc nhở ta tiết kiệm thời gian. Lý Thiên Mệnh ánh mắt vượt qua Huy Dạ Thi, đối sau lưng nàng Khương Phi Linh nói, Linh Nhi, bắt đầu đi. Cái gì? Huy Dạ Thi tâm lý, sinh sôi ra vô số hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh, ngươi không có thể giết ta, ta lại có thể không có đắc tội ngươi. Huy Dạ Thi vẫn không hiểu, hắn đến cùng làm sao làm đến bước này. Ở trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh đã thành một cái để hắn hoảng sợ phong tử. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy nàng, không nói gì. Mà lúc này, Khương Phi Linh đã đứng ở Huy Dạ Thi sau lưng. Huy Dạ Thi bỗng nhiên bạo khởi. Nàng đại khái là nghĩ đến bắt cóc Khương Phi Linh, cũng có thể để cho nàng bảo mệnh. Đang lúc nàng thân thủ, hướng về Khương Phi Linh chộp tới thời điểm, tốc độ của nàng bỗng nhiên biến đến vô cùng chậm. Tựa như là toàn thân lâm vào vũng bùn giống như, chậm cùng ốc sên giống như. Tại trước mắt nàng, cái kia nàng đã từng xem thường thiếu nữ, nàng tựa hồ tùy ý động thủ, một cái tam sinh chi kính, liền đem Huy Dạ Thi triệt để vây khốn. Liền Huy Nguyệt giận đánh vỡ cái này tam sinh chi kính, đều hoa một chút thời gian. Huy Dạ Thi bị tam sinh chi kính phong tỏa, căn bản không thể động đậy. Sao, làm sao có thể? Con mắt của nàng vẫn còn đang đánh rung động. Nhìn lấy Khương Phi Linh ánh mắt, biến đến khó có thể tin. Nàng rất rõ ràng, phong tỏa lực lượng của mình, đến từ Khương Phi Linh. Thực tế như vậy, thì chứng minh Khương Phi Linh mạnh hơn nàng. Huy Dạ Thi hỏng mất. Nàng chỉ có thể hung tợn chừng lấy Khương Phi Linh, lại khó có thể che giấu, sợ hãi trong lòng. Linh Nhi, có thể làm sao? Lý Thiên Mệnh đi vào bên cạnh nàng. Hai người đối đãi Huy Dạ Thi ánh mắt. Tựa như là đối đãi một cái bị băng phía trên giá nướng con thỏ. Không có vấn đề, nướng nửa khắc đồng hồ, là có thể đem nàng toàn thân nướng chín, lại vung điểm hương liệu, liền có thể ăn. Khương Phi Linh hướng về phía Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt, dí dỏm nói ra. Oa, nghe nói như thế, Huy Dạ Thi dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Nếu là nàng có thể động, đoán chừng lập tức sẽ cho hai người bọn hắn cái quỳ xuống. Bị tươi sống nướng chín. Huy Dạ Thi hồn phi phách tán. Nếu như còn có cơ hội, nàng thề, cũng không tiếp tục đắc tội Khương Phi Linh. Đương nhiên, Khương Phi Linh chỉ là hù dọa một chút nàng. Ta vốn là định dùng, đế quân kiếm ngục, tới đối phó nàng, dù sao đế quân kiếm ngục đã rất ổn định, tùy thời có thể trưởng khống tính mạng của nàng. Lý Thiên Mệnh nói, ca ca, không có vấn đề, tin tưởng ta, linh tâm chú càng hữu hiệu. Ngươi nhìn thái cổ tà ma trên người sắc vi huyết chú liền biết. Linh tâm chú tuy nhiên không bằng sắc vi huyết chú, nhưng là hiên viên si trong trí nhớ, đáng sợ nhất khống chế thủ đoạn. Có chút cùng loại huyết ý quỷ vương, phệ tâm trùng. Khương Phi Linh nói, vậy liền lợi hại, thật không biết, đã từng trưởng khống vĩnh sinh thế giới thành cái kia ra hỏa, rốt cuộc là vật gì, vậy mà có nhiều như vậy khủng bố thủ đoạn. Hiên viên si cái này, linh tâm chú, đoán chừng cũng là bắt nguồn từ nàng. Lý Thiên Mệnh nói, bất quá, thủ đoạn phức tạp. Không có nghĩa là nàng không tốt. Khương Phi Linh nói. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi, linh tâm chú, là tên người cái kia linh chữ. Đúng thế. Cái này có ý tứ. Đến từ vĩnh sinh thế giới thành chủ linh tâm chú, cùng Khương Phi Linh tên, lại là một chữ. Tại Lý Thiên Mệnh suy tư thời điểm, Khương Phi Linh đã tại Huy Dạ Thi trên thân, bắt đầu trồng linh tâm chú. Để cho nàng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh phía dưới chú thời điểm, một chút đã thả lỏng một chút trưởng khống, để Huy Dạ Thi có thể khóc giống, cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi,
tha ta cũng không dám nữa, oa. Nàng còn tưởng rằng, chính mình sẽ bị nướng chín đây. Khương Phi Linh lãnh đạm nhìn lấy nàng, nói, ta cho trên người ngươi, gieo một loại nguyền rủa, nó tựa như là một cái hạt giống, tiến vào trái tim của ngươi, tiếp đó, chỉ cần ngươi không nghe lời, vậy ta liền có thể để cái này hạt giống, tại ngươi trên trái tim nảy mầm, nó sẽ chậm chạp trưởng thành, tại thời gian một năm bên trong, lớn lên khắp thân thể của ngươi, theo ngũ tạng lục phủ bắt đầu, sau cùng tiến bộ đại não, hút ngươi não tủy. Tại một năm này, ngươi sẽ kéo dài nhấm nháp thế gian đáng sợ nhất thống khổ, nó thậm chí có thể thao túng thân thể của ngươi, ngăn cản ngươi tự sát. A, à, hỗn đản, ngươi là biến thái sao? Huy Dạ Thi dọa đến mất tiếng. Ta biết ngươi sẽ không tin, ta trước hết để cho nó nảy mầm, để ngươi phẩm vị một chút, sơ cấp nhất thống khổ, về sau mỗi một ngày, thống khổ đều sẽ tăng lên, đến một năm sau, ngươi mới có thể triệt để thất vọng. Khương Phi Linh chừng lấy Huy Dạ Thi, mỉm cười. Cái nụ cười này nhìn rất đẹp, nhưng đối Huy Dạ Thi tới nói, đó là cả một đời đều hoảng sợ ác mộng. Cộng sinh không gian bên trong, huynh hỏa bọn họ bốn cái đều run run một chút. Ta thề, ta cũng không tiếp tục đắc tội Linh Nhi, đây là ẩn tàng cọp cái A. Huynh hỏa nói, hừ, nên dạng này, nữ nhân xấu xí này, cũng dám nói Linh Nhi là bình hoa. Tiên tiên sảng khoái cực kỳ, bay khắp nơi múa. Tại bọn họ thảo luận thời điểm, Huy Dạ Thi sắc mặt đột nhiên đại biến. Khương Phi Linh không có nói đùa. Nàng Linh tâm chú, so Lý Thiên Mệnh đế quân kiếm ngục, tại trưởng khống khác người phương diện, còn đáng sợ hơn âm ngoan quá nhiều. Huy Dạ Thi trực tiếp toàn thân co rút, kêu thê lương thảm thiết, hắn trong mắt tơ máu hiện ra đến, cái cằm, cái mũi, lỗ tai đều đang run rẩy. Quan trọng nàng còn không thể động đậy, loại kia tuyệt vọng, dù là chỉ có trong nháy mắt, đều đầy đủ dọa người rồi. May mắn, chỉ là trong nháy mắt, kịch liệt đau nhức thì ngừng lại. Huy Dạ Thi rũ cụp lấy đầu, khóc ròng ròng, nói, ta nhận thua, ta hướng ngươi dập đầu tốt ha. Đừng có lại tra tấn ta, ta cầu van ngươi. Ca ca, ta làm xong, ngươi tới đi. Khương Phi Linh lui về phía sau mấy bước nói. Làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh cho nàng giơ ngón tay cái lên. Thiên Mệnh, mau cứu ta van ngươi. Huy Dạ Thi tuyệt vọng nói. Đừng sợ, nàng đã tạm dừng, đến đón lấy ngươi chỉ phải nghe lời, ngươi trong lòng đồ vật, mãi mãi cũng sẽ không phát tác. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sợ hãi, Huy Dạ Thi tiếp tục rú thảm. Ngươi tốt nhất bảo trì thanh tỉnh, tiếp đó, nghe kỹ ta nói mỗi một câu, nếu không, ngươi cả một đời đều chạy không thoát ác mộng. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Vâng, là. Huy Dạ Thi vội vàng đình chỉ khóc giống, chết khống chế lại, ngơ ngác nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Có thể nghe ta nói sao? Có thể, có thể. Vậy liền nghe cho kỹ. Lý Thiên Mệnh híp mắt, tại bên tai nàng, gần từng chữ một. Các loại cha mẹ ngươi xuống tới, ngươi cùng bọn hắn nói, là quỷ thần nhất tộc giết Huy Nguyệt giận. A, à, Huy Dạ Thi mộng. Tại nàng mờ mịt ánh mắt bên trong, Lý Thiên Mệnh nói tiếp. Đây là ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhớ kỹ, muốn là ngươi biểu diễn không đủ, muốn là ngươi không có đạt thành. Để cha mẹ ngươi đổ sát quỷ thần mục đích, ngươi xuống chẳng nhất định rất thảm. Tiếp đó, ngươi không phải là vì chúng ta, ngươi là vì chính ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói cho ngươi phụ mẫu chân tướng, cùng bọn hắn nói, ngươi là ta giết, đến lúc đó, chúng ta sẽ bị giết, nhưng ngươi đồng dạng sẽ chết, khác biệt chính là, ngươi sẽ chết một năm, bị chết so với ai khác đều thảm. Chúng ta sau khi chết, không còn có người, sẽ cho ngươi giải trừ cái này nguyền rủa. Thì vừa mới loại kia cảm giác, chỉ là món ăn khai vị, tránh thức phát tác thời điểm, người muốn tự sát cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh đang quyết định giết Huy Nguyệt giận trước đó, thì làm được mượn đao giết người, tái giá hỏa quỷ thần dự định. Đây là hắn đường ra duy nhất. Giá hỏa quỷ thần sự kiện này, nhất định phải Huy Dạ Thi tới làm. Bởi vì, lấy thân phận của nàng hướng cha mẹ của hắn báo cáo, bọn họ mới sẽ không hoài nghi. Chỉ cần Huy Dạ Thi một mực chắc chắn. Coi như quỷ thần mọi loại giải thích đều vô dụng, cha mẹ của nàng, không có lý do không tin mình nữ nhi tận mắt nhìn thấy. Còn nữa chỉ cần Khương Phi Linh giấu đi, Viêm Hoàng Đại Lục nhân tộc, căn bản không có giết Huy Nguyệt giận thực lực. Quyết định này, mạo hiểm to lớn. Nhưng, bây giờ quỷ thần vây quanh, Huy Nguyệt giận còn muốn tra tấn bọn họ, Lý Thiên Mệnh không thể không buông tay đánh cược một lần. Huy Dạ Thi, ta muốn ngươi minh bạch một cái đạo lý, ca ngươi chết rồi. Quỷ thần nhất tộc diệt vong, ngươi đều không có chút nào tổn thất, nhưng là,
ngươi muốn là muốn hại ta nhóm, ngươi nhất định sẽ giao ra ngàn vạn lần đại giới. Là các ngươi bước ta đi tới con đường này, chớ có trách ta hung ác, hiểu chưa? Chúng ta thế đơn lực bạc, không có đường lui, muốn tại các ngươi Nguyệt Chi thần cảnh cùng quỷ thần nhất tộc trong khe hẹp sinh tồn được, ta chỉ có thể làm như vậy. Nếu như ngươi nghe lời, nếu như ngươi biểu diễn thật tốt, chúng ta cả hai cùng có lợi, về sau có một ngày, ta sẽ giúp ngươi quăng ra cái này nguyền rủa. Ta Lý Thiên Mệnh nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta cũng không muốn đắc tội người khác, đi cho tới hôm nay một bước này, chỉ có thể trách các ngươi, khinh người quá đáng. Các loại hết thảy kết thúc, nói không chừng, chúng ta hay là bằng hữu. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn tách ra nụ cười. Ngươi, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Huy Dạ Thi mở to hai mắt, giống như là cái kẻ ngu một dạng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Trong lòng của nàng, nhấc lên sóng to gió lớn. Tại tối nay trước đó, nàng sao có thể nghĩ đến, trong mắt nàng, con mồi, vậy mà tại cái này đêm trăng, trình diễn một trận tuyệt địa phản sát. Giết Huy Nguyệt giận, quên đi. Hắn làm hung thủ giết người, vẫn còn muốn vụ oan giá họa cho tử thù của bọn họ quỷ thần nhất tộc. Phải biết, các loại huynh muội bọn họ vừa đi, quỷ thần nhất tộc liền sẽ tiến công, đổ sát Viêm Hoàng nhân tộc. Tại Nguyệt Chi thần cảnh cùng 9 tầng địa ngục trong khe hẹp, một kẻ phàm nhân, dám mượn đao giết người, một nước cờ, đã giết Huy Nguyệt giận, giải quyết phiền phức, càng có khả năng mượn nhờ Nguyệt Chi thần cảnh chi thủ, diệt quỷ thần nhất tộc. Dạng này to gan lớn mật, nhưng lại tâm tư kín đáo, thậm chí dựa vào, linh tâm chú, khủng bố như vậy thủ đoạn, đem Huy Dạ Thi dọa đến mất đi nửa cái mạng. Sau cùng, lại hướng dẫn từng bước, cứng mềm đều là Thi, hướng Huy Dạ Thi phân tích lợi và hại, càng là bị nàng hy vọng. Một chiêu này, để Huy Dạ Thi tê cả ra đầu. Ai mới là con mồi? Tại nàng ánh mắt bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, hoàn toàn biến thành bóng mờ một dạng tồn tại. Buồn cười là, huynh muội bọn họ, qua một thanh nghiền ép nghiệt, còn danh xưng thả ra trong lòng ma quỷ. Huy Dạ Thi triệt để tuyệt vọng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Lý Thiên Mệnh cười híp mắt nhìn lấy nàng, hỏi. Huy Dạ đại nhân, hợp tác cùng có lợi cùng cá chết rách lưới, ngươi làm sao chọn? Hắn nói. Huy Nguyệt giận chết, nàng không có tổn thất, huynh muội bọn họ cảm tình đồng dạng. Đến mức Lý Thiên Mệnh rửa sạch hiềm nghi. Quỷ thần nhất tộc tiếp nhận Nguyệt Chi thần cảnh lửa giận, nàng đồng dạng không có tổn thất. Nhưng muốn là cùng Lý Thiên Mệnh đối nghịch, không có ý tứ, tất cả mọi người đến chết. Nhưng là, Huy Dạ Thi sẽ chết đến thảm nhất. Người căn bản là không có cho ta lựa chọn, ta ngoại trừ mạng sống, ta còn có thể làm gì? Huy Dạ Thi khóc giống nói. Đúng a, chuyện này, cũng là đơn giản như vậy, không dùng đau đầu. Ta không khi dễ ngươi, các loại Nguyệt Chi thần cảnh đối với ta không có uy hiếp. Ta liền giúp ngươi giải trừ cái này nguyền rủa. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của nàng, ta nói thật, chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng phía trên châu chấu, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta là bằng hữu, đúng hay không? Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì đều đúng. Ta ca lần này ngã được quá thảm rồi, ta sợ ngươi. Huy Dạ Thi tại hắn, củ cải tăng lớn tốt, song trọng gõ phía dưới, hoàn toàn thần phục. Được, Linh Nhi, buông nàng ra đi. Lý Thiên Mệnh nói, tam sinh chi kính biến mất, Huy Dạ Thi lúc này mới có thể động đậy, nàng mềm mại ngã trên mặt đất, nằm sấp khóc thét. Đúng, muốn là thì trạng thái này của ngươi, ngươi trước ấp ủ tốt, các loại cha mẹ ngươi đến, khác cùng bọn hắn giảng chi tiết, muốn cùng bọn hắn phủ lên cừu hận, phủ lên ca ngươi bị chết nhiều thảm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, đến lúc đó ngươi nên nói như thế nào. Nhớ kỹ, sự tình muốn là không có hoàn thành, người nào cũng không tốt qua. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Huy Nguyệt giận chết chuyện này, nhất định sẽ có một cái hung thủ. Muốn là nước bẩn dội không đến quỷ thần nhất tộc trên thân, sớm muộn liền sẽ trở lại Lý Thiên Mệnh cái này. Chuyện này, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, không có khả năng lưu giữ ở giữa khả năng. Bởi vì lấy Nguyệt Chi thần cảnh người rất tự ngạo, xuống tới tất sát người báo thù. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh một câu cũng không thể nói, đều xem Huy Dạ Thi chính mình biểu diễn. Cho nên, hắn nhất định phải nói rõ ràng. Biết, việc này lại không khó, ngươi không phải đều làm đến thiên y vô phùng sao. Lại nói, căn bản không có người biết, các ngươi có giết ta ca bản sự. Cái chỗ chết tiệt này bình thường căn bản không người đến, hung thủ không là quỷ thần nhất tộc, có thể sẽ là ai? Huy Dạ Thi nói. Vậy liền không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói.
Lý Thiên Mệnh để chính nàng thật tốt ấp ủ, hắn cùng Khương Phi Linh đứng tại bên cạnh. Linh Nhi, trừ ta ra, tạm thời không có người biết ngươi khôi phục đạp thiên chi cảnh, hiện tại mạo hiểm rất lớn, ngươi trước tránh một chút, đến đón lấy mặc kệ phát sinh cái gì, đều không thể đi ra. Lý Thiên Mệnh nói, bảo trọng, ca ca, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thiên Mệnh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng, cái kia trong suốt con ngươi huỳnh quang thiểm thước. Không có chuyện, không ngoài dự liệu, hết thảy tại ta trong lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh vì để cho nàng thiếu lo lắng, tràn đầy tự tin nói. Ta chờ ngươi về nhà. Nhất định. Dưới ánh trăng, hai người buông tay ra. Khương Phi Linh cắn cắn môi đỏ, quay người rời đi. Bởi vì không biết Nguyệt Chi Thần cảnh người, lúc nào sẽ buông xuống, cho nên nàng càng sớm rời đi càng tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú lên nàng nhanh nhẹn mà đi. Linh Nhi. Cái này một lần kiếp nạn, để cho nàng thuế biến rất lớn, từ trước đến nay đến chín đại thần vực, nàng tại vòng xoáy bên trong, từng bước một trưởng thành. Cho đến hôm nay, nàng để cho mình, yên tâm như thế. Cùng một chỗ tiến lên, cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau đối mặt mưa to gió lớn. Nhân sinh có này chí ái nương theo, chung gặp may bụi đường, còn cầu mong gì? Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Nôn. Sau lưng truyền đến Huy Dạ Thi ra vẻ nôn mửa thanh âm. Không biết xấu hổ, buồn nôn. Huy Dạ Thi hùng hùng hổ hổ nói. Trời đã sáng. Mặt trời mới lên ở hướng đông, trật tự chi địa hằng tinh nguyên ánh sáng, viễn siêu nguyệt chi thần cảnh, tại hằng tinh nguyên chiếu rọi xuống, thiên địa trắng lóa, ánh sáng buông xuống. Hoang dã cánh đồng tuyết bên trong. Hai người, một xác thể. Huy Dạ Thi chính nâng cầm lên, ngơ ngác nhìn nắng sớm bên trong Lý Thiên Mệnh. Nhìn cọng lông, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi dám thoát, ta thì dám nhìn. Huy Dạ Thi bĩu môi nói. Lý Thiên Mệnh ngây ngốc một chút. Lại mẹ nó không bị cản trở đi lên. Tranh thủ thời gian ấp ủ tâm tình đi ngươi. Ngươi không phải nói, bọn họ đoán chừng nhanh tới rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật rất đẹp a, à, còn xấu bụng, thật sự là thái hợp ta khẩu vị. Huy Dạ Thi cảm khái nói. Còn dám nói sao, ngươi không sợ nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ là Khương Phi Linh. Nói lên nàng, Huy Dạ Thi vội vàng im miệng, một trận hoảng sợ. Huy Dạ Thi, ngươi phải biết, ta cái này kế mượn đao giết người mưu, khó mà cân nhắc được, có rất nhiều chi tiết lỗ thủng, ngươi biểu diễn là quan trọng. Lý Thiên Mệnh lần nữa cường điệu. Thả ngươi 100 cái tâm đi, ngươi không có ta hiểu ta phụ mẫu, muốn là mẹ ta tới, đều không cần đến ta nói chuyện, ngươi đem hung thủ chỉ cho nàng, nàng một hơi thời gian đều nhịn không được. Đây chính là nàng con độc nhất, bình thường bảo bối cực kỳ. Huy Dạ Thi nói. Nhìn lòng tin nàng tràn đầy, Lý Thiên Mệnh lại yên tâm một số. Ta mới 20 mấy tuổi, còn có mấy trăm năm hơn ngàn năm có thể sống, ta mới không muốn chết đâu. Huy Dạ Thi cường điệu nói. Nàng nói cũng đúng. Người, tại sao phải cùng chính mình gây khó dễ đâu? Mà lại, Huy Nguyệt giận ra hỏa này, trong bình thường có thể chán ghét, từ nhỏ đến lớn. Cũng không có thiếu vụng trộm khi dễ ta, lần này cắm, đáng đời. Ngay tại nàng nói liên miên lải nhải bên trong, khẩn trương thời khắc, rốt cục buông xuống. Trên trời nguyệt sáng lóng lánh, một tiếng bén nhọn nữ nhân gọi tiếng, từ trên trời giáng xuống. Giận giận, nghe được thanh âm này, Huy Dạ Thi cái này hí tinh, tâm tình lập tức liền đi lên. Nàng trực tiếp ghé vào Huy Nguyệt giận trên thân, khóc đến gọi là một cái thê thảm, mà lại không có chút nào hư giả. Thậm chí còn mang có một ít, kém chút khóc ngất đi cảm giác. Cha, mẹ. Huy Dạ Thi ngẩng đầu, gào một tiếng. Rầm rầm rầm. Ba bóng người, đập vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ba người này tương đương đáng sợ, trực tiếp đổi mới Lý Thiên Mệnh đối với đạp thiên chi cảnh cường giả nhận biết. Trên người bọn họ có vô cùng bàng bạc nguyệt tinh nguyên lực lượng. Ba người cùng một chỗ hình thành khí tràng, đủ để cho hắn có ngạt thở cảm giác. Trong đó bên trái một vị, cũng là lần trước xuống, Nguyệt Sư. Hai vị khác, một nam một nữ, rõ ràng cũng là huynh muội bọn họ phụ mẫu. Trung gian một vị nam nhân, sinh được khôi ngô cao lớn, trên đầu ghim một chùm rất cao đuôi ngựa, người mặc trường bào rộng lớn, lộ ra thần uy lẫm liệt, nhất là bá đạo. Hắn khuôn mặt rất thô kệch, giữ lấy thô giáp rear map, khí chất tương đương dã man, dạng này phụ thân, lại có thể sinh ra Huy Nguyệt giận cùng Huy Dạ Thi dạng này hai huynh muội, rất rõ ràng, nữ nhân của hắn đến nhìn rất đẹp. Trên thực tế đúng là như thế. Cái kia cái cuối cùng nữ tử, cùng Huy Dạ Thi thoạt nhìn như là tỉ muội, nàng tư thái càng là nóng bỏng,
cho dù là đỏ tía mộng vải mỏng rộng thùng thình quần áo, đều che giấu không được hắn thướt tha đường cong, lại nhìn khuôn mặt, đây là một cái mười phần quyến rũ điềm đạm nữ nhân, tướng mạo cùng Huy Dạ Thi tương tự, nhưng càng thành thục hơn nở nang, nhất cử nhất động, đều có nữ tử nguyên thủy mị hoặc cùng phong tình. Chỉ là hiện tại, làm nàng nhìn thấy Huy Nguyệt giận tàn khuyết thi thể nháy mắt kia, nàng hoa dung thất sắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bi thương cùng phẫn nộ, hoàn toàn tuôn hướng khuôn mặt của nàng, để cho nàng đứng không vững, chỉ có thể vịn nam tử bên người đứng thẳng. Nàng liền bò mang lăn, chạy tới Huy Nguyệt giận bên người, khi nàng nhìn càng thêm rõ ràng thời điểm, càng là nước mắt ào ào rơi xuống, mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê. Oa, dù là sớm biết, hắn đã chết, hiện tại tận mắt thấy, so trong tưởng tượng, còn muốn thống khổ tuyệt vọng. Cái này, Huy Nguyệt độ, ta hoàn toàn không có đoán trước. Nguyệt sư hoàn toàn mộng, hắn trách nhiệm lớn nhất, đứng ở chỗ này, ngay cả nói chuyện cũng ấp úng. 3. Huy Dạ Thi phụ thân, Huy Nguyệt độ, nổi giận đùng đùng, ánh mắt cùng lông mày cùng một chỗ dựng lên. Hắn trực tiếp một bàn tay, tát tại Nguyệt sư trên thân. Tốt ngươi cái Liễu Y Chiếu, đem nhi tử ta mang xuống đến, chính ngươi chạy về đi tiêu sái, đem nhi tử ta hại chết ở chỗ này. Huy Nguyệt huynh, ngươi trước đừng nóng giận, việc này vốn không có khả năng phát sinh a. Vẫn là hỏi trước một chút hung thủ là người nào a. Liễu Y Chiếu chịu một bàn tay, khuôn mặt đều đỏ, thân phận của hắn không có so Huy Nguyệt độ thấp bao nhiêu. Một cái bàn tay, để trong lòng của hắn có chút nén giận. Thi Thi, đừng khóc, đứng lên. Huy Nguyệt độ giận dữ hét. Cha, cha, oa, ca ca bị hại thật tốt thảm a, những quái vật kia, ca ca cũng là giết mấy người bọn họ thì dám trả thù hắn, bọn họ những xúc sinh này. Huy Dạ Thi thê thảm quỳ xuống, ôm lấy Huy Nguyệt độ bắp đùi nói. Nàng rất thông minh, còn bổ sung một cái nguyên do, cái kia chính là Huy Nguyệt giận trước hết giết quỷ thần nhất tộc. Cái này nguyên do phù hợp Huy Nguyệt giận bản tính, cũng để cho quỷ thần nhất tộc có xuất thủ lý do. Cha, ngươi muốn cho ca ca báo thù, bọn họ rất đáng hận. Ngay từ đầu, bọn họ chặt xuống ca ca cánh tay, hủy đi hắn thức thần, ca ca dọa sợ, muốn chạy trốn, kết quả bọn hắn còn chém đứt chân của hắn, cùng một chỗ đem ca ca tra tấn đến chết, còn vứt xác hoang dã. Ta núp ở phía xa, căn bản không dám nhúc nhích, mới chạy trốn một cái mạng. Nàng một bên nói, một bên nước mắt nước mũi chảy ngang, thanh âm đều khóc đến khàn khàn. Ngươi nói là, giết Huy Nguyệt giận là quỷ thần nhất tộc đúng không? Cũng bởi vì hắn trước hết giết đối phương. Nguyệt sư, Liễu Y Chiếu, hỏi. Ô ô, Huy Dạ Thi chỉ chọn đầu, lại không trả lời Liễu Y Chiếu. Bởi vì người này rất thanh tỉnh, không thể tiếp hắn. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Cái này Viêm Hoàng Đại Lục, ngoại trừ những cái kia thả ra quái vật, còn có người tài ba có thể đụng đến ta nhi tử. Huy Nguyệt độ nổi giận gầm lên một tiếng. Ca ca tốt tuyệt vọng a, ta không dám lên đi. Huy Dạ Thi ôm nàng mẫu thân, Vũ Sinh La, bi thương nói. Hắn trước khi chết, còn tại hô, để phụ thân cùng mẫu thân, nhất định muốn giết sạch quỷ thần nhất tộc, báo thù cho hắn, vì có thể giải hắn mối hận trong lòng. Giết, giết. Vũ Sinh La hốc mắt đỏ bừng, nàng theo trong bi thống tỉnh táo lại. Trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng sát cơ. Khi nàng lúc bò dậy, Trừng Huy Nguyệt độ liếc một chút, còn đứng ngây đó làm gì? Báo thù rửa hận, để cho con của ta con nhắm mắt a. Cha, đừng để ca ca chờ quá lâu, hắn bị chết quá thảm rồi, những cái kia quỷ thần nhất tộc, quả nhiên vẫn là không có khai hóa dã thú. Bọn họ ở nơi nào? Huy Nguyệt độ gầm nhẹ nói. Làm cừu hận cùng lửa giận, thiêu đốt tới trình độ nhất định thời điểm. Lại thêm nữ nhi của bọn hắn Huy Dạ Thi ở bên cạnh, không ngừng châm ngòi thổi gió, phủ lên thê thảm. Bọn họ đều lâm vào Huy Dạ Thi kiến tạo, chân tướng, bên trong. Nàng vì mạng sống, xác thực đủ liều. Ở phía dưới, Trầm Uyên chiến trường, Liễu Y Chiếu nói. Bụng hắn bên trong đồng dạng một luồng khí nóng. Tỉ mỉ nghĩ lại, vấn đề này đúng là trách nhiệm của mình. Như vậy, tranh thủ thời gian vì Huy Nguyệt giận báo thù. Nói không chừng còn có thể, Huy Nguyệt độ trước mặt, lấy. Giống như Lý Thiên Mệnh sở liệu, ba người bọn hắn, một cái so một cái cuống cuồng. Đi xuống. Chung quanh đây thì có thông hướng Trầm Uyên chiến trường động không đáy, các loại vũ sinh la đem Huy Nguyệt giận thi thể, để vào trong quan tài kiếng, bọn họ lập tức xuyên qua động không đáy, đi tới Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh đi theo đám bọn hắn xuống tới. Bởi vì, hắn muốn xác nhận hết thảy kết quả. Cho tới bây giờ, mạo hiểm còn phi thường lớn.
Một khi bọn họ đối chi tiết sinh ra hoài nghi, vậy liền phí công nhọc sức. Đây là một trận mạo hiểm sinh tử chi chiến, liều chính là Lý Thiên Mệnh đại trái tim. Đến Trầm Uyên chiến trường về sau, Lý Thiên Mệnh theo ở phía sau, Huy Dạ Thi thì vùi ở mẫu thân trong ngực, không ngừng cho mẫu thân của nàng thêm mắm thêm muối. Quả thật đúng là không sai, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, cái này trong ba người, cái kia yêu thương vô cùng nhi tử Vũ Sinh La, đã hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt bị cừu hận lấp đầy. Bọn họ một hàng bốn người, trực tiếp leo lên 9 tầng địa ngục. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo đi. Tim của hắn phanh phanh nhảy dựng lên. Làm cái này Nguyệt Chi Thần cảnh ba cái cường giả, cùng quỷ thần nhất tộc va chạm trong nháy mắt, thời điểm đó cục diện biến hóa, đem trực tiếp ảnh hưởng cuộc đời của hắn, còn có Viêm Hoàng nhân tộc vận mệnh. Bởi vì đây hết thảy, đều có sự không chắc chắn. Mỗi ý của cá nhân, cũng không thể chắc hẳn phải vậy, cho nên càng thêm mạo hiểm kích thích. Hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương, sắc mặt trắng nhợt, thậm chí đã nín thở. 9 tầng địa ngục, hắn lại tới. Chỉ là lần này, hắn sẽ không bị truy sát, bởi vì cái kia Nguyệt Chi Thần cảnh cường giả, trực tiếp khóa chặt quỷ thần nhất tộc Hoàng Cung. Huy Nguyệt Độ chỉ là một tiếng chấn giống, liền để vừa mới tĩnh mịch thế giới, trong nháy mắt cợt nhả loạn cả lên. Trong lúc nhất thời, cái kia 9 tầng địa ngục bên trong, tối thiểu có hơn vạn quỷ thần cường giả xuất hiện. Những thứ này trên cơ bản đều là sinh tử kiếp cảnh, đều là bọn họ nhất tộc tinh anh. Xuất lĩnh bọn họ, là hết thảy 10 cái đạp thiên chi cảnh quỷ thần. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, những người này khí huyết thịnh vượng rất nhiều. Mỗi người đều cùng thuế biến như vậy, liền lực lượng đều khôi phục không ít. Nếu như không giải quyết bọn họ, các loại Nguyệt Chi Thần cảnh người vừa đi, thì cái này 10 cái đạp thiên chi cảnh, đều có thể diệt đi ta Viêm Hoàng nhân tộc. Cục diện đến cùng có bao nhiêu hỏng bét, Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Nếu không phải như thế, hắn làm gì đem mệnh dựng vào, lấy ra bí quá hóa liều. Trước mắt duy nhất ngoài ý liệu là, cái kia bồ đề quỷ hoàng giống như không tại. Dẫn đầu quỷ thần có hai cái, một cái là lục mục quỷ thần tộc Dực Quân. Còn có một cái, chính là bồ đề thê tử, quỷ thần nhất tộc quỷ hậu. Luận thực lực, cái kia Dực Quân giống như mạnh nhất. Nhưng là luận địa vị. Hắn chỉ là quỷ hậu thần tử. Nguyệt Chi Thần cảnh lần trước người tới, từ bồ đề tiếp đãi. Lần kia bồ đề khiến người khác đừng đi ra. Lần này, Nguyệt Chi Thần cảnh cường giả trực tiếp xông vào 9 tầng địa ngục, mà lại từng cái đều rất hung sát. Cái này trực tiếp xúc động quỷ thần nhất tộc căng cứng tiếng lòng. Nhất là, bồ đề không tại, không người có thể chân chính chủ trì đại cục, cho nên bọn họ phản ứng rất lớn, trong tộc cường giả cơ hồ đều xuất hiện. Đây hết thảy đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đều là lợi tốt. Huy Dạ Thi một chút cũng không có để hắn thất vọng. Làm nàng nhìn thấy, quỷ hậu, một khắc này, lấy thông minh của nàng, một chút liền thấy, nàng lại là cái nhân vật mấu chốt. Sau đó, nàng đối với mẫu thân Vũ Sinh La nói. Mẹ, chính là cái này tiện nhân, là nàng thân thủ giết ca ca. Dọc theo con đường này, nàng không ngừng phủ lên, Vũ Sinh La thương con sốt ruột. Làm nàng nhìn thấy giết chết chính mình nhi tử hung thủ, lại là một nữ nhân khác thời điểm, nàng cả người như là nổ tung. Song phương va chạm, đệ nhất cái nháy mắt, Vũ Sinh La trực tiếp động thủ giết người. Cảnh giới của nàng rõ ràng rất cao, đoán chừng vợ chồng bọn họ, tại Nguyệt Chi Thần cảnh đều tính toán đỉnh cấp cường giả. Tại bồ đề không tại, lại quỷ thần nhất tộc 10 cái quỷ thần, thực lực cũng không tính là mạnh tình huống dưới, Vũ Sinh La cái này một phát bão tố, căn bản không ai cản nổi. Giết nàng. Lý Thiên Mệnh tâm lý điên cuồng gào thét. Bồ đề nữ nhân, chỉ cần vừa chết, cái kia tất cả chi tiết, chân tướng, đều không trọng yếu. Giống như hắn khát vọng như thế. Vũ Sinh La ngũ đại thức thần sinh ra. Cái kia lại là một loại phấn sắc dây leo thực vật, cái kia dây leo phía trên tìm ra lít nha lít nhít gai ngược, trong nháy mắt biểu bay hơn ngàn mét. Đúng lúc này thời điểm, kia quỷ sau tới nghênh đón, chính còn muốn hỏi đối phương lý do. Trước mắt thì có vài chục điều, Vân Mộng Đằng, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của nàng, sau đó đem nàng cả người đụng bay ra ngoài, đập vào hoàng cung bảng hiệu bên trên. Ầm ầm, cửa cung sụp đổ, phốc phốc phốc, cái kia Vân Mộng Đằng phía trên gai ngược, toàn bộ đâm vào quỷ hậu thân thể, đem nàng đính tại phá nát trên vách tường. Quỷ hậu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nàng một câu đều không nói ra miệng, cứ như vậy treo trên tường, tay chân mềm nhũn, triệt để tắt thở. Cái gì tiện xúc, cũng dám giết con, hôm nay, ta muốn các ngươi toàn bộ xúc sinh nhất tộc,
cho nhi tử ta chôn cùng. Vũ Sinh La trực tiếp xiết đỏ cả mắt. Cái kia ngũ đại vân mộng đằng thức thần, lại có cùng loại tiên tiên hiệu quả. Khi nàng giết tiến đám người thời điểm, trong lúc nhất thời, quỷ thần nhất tộc máu tươi vẩy ra. Huy Dạ Thi nói không sai, mẫu thân nàng tính tình, xác thực giúp Lý Thiên Mệnh đại ân. Đương nhiên, Huy Dạ Thi dọc theo con đường này phủ lên, công lao rất lớn. Ta hậu, quỷ thần nhất tộc tất cả mọi người mộng. Đầu tiên là ngốc trệ, mà hậu tâm bên trong tự nhiên bộc phát ra giận tím mặt. Lời nói đều không nói, giết người tại chỗ. Quỷ hậu trong lòng bọn họ địa vị phi thường cao, thấy được nàng chết thảm tại chỗ, bị đè vào hoàng cung trên cửa thành. Nguyên bản tính tình thì táo bạo quỷ thần nhất tộc, nguyên một đám trực tiếp hai mắt đỏ bừng. Mấu chốt là, Vũ Sinh La đã vọt vào đám người. Cái kia vân mộng đằng không ngừng bao trùm mê huyễn hiệu quả, mà lại giết người như ngóe. Thì một hồi này, tối thiểu hơn ngàn quỷ thần nhất tộc, bị xuyên tại vân mộng đằng phía trên, tại chỗ chết thảm. Đây là tử thù. Tại quỷ thần nhất tộc trong mắt, mặc kệ là nguyệt thần tộc vẫn là bản nguyên thú tộc, bản chất đều là nhân tộc, cùng bọn hắn có căn bản khác biệt. Cho nên, quỷ thần nhất tộc, như Lý Thiên Mệnh khát vọng như thế, trực tiếp nổ. Nàng giết hậu. Ta hậu, ta hậu a. Cửu hận bốc cháy, liền không có, nguyên do, chuyện gì. Cái này thứ vừa đối mặt xung đột, phi thường trọng yếu. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đây quả thực hoàn mỹ. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia nguyệt sư, Liễu Y Chiếu. Hắn rất có thể bởi vì là tâm hỏng, muốn đền bù một chút, cho nên cũng trực tiếp động thủ. Thực lực của hắn cùng Vũ Sinh La tương xứng, hắn thức thần lại là bốn thanh kiếm. Cái này bốn thanh cự kiếm, giữa thiên địa ngang dọc, so với Nguyệt Ma Linh, Huyền Minh Thần những thứ này thức thần, khả năng không đủ linh hoạt, nhưng là hắn lực sát thương, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Từng kiếm một bạo giết đi qua, cái kia quỷ thần nhất tộc, vừa chết một mảng lớn. Thê tử cùng Liễu Y Chiếu đều xuất thủ, mạnh nhất Huy Nguyệt Độ, sao có thể không xuất thủ. Hắn đem Huy Nguyệt Thơ đẩy về sau, nói. Thi Thi, ngươi trốn xa một chút, cha đến đưa những xúc sinh này, phía dưới chân chính địa ngục. Cha, ta cũng muốn xuất thủ, Huy Dạ Thi rơi lệ nói. Cút xa một chút, khác thêm phiền. Huy Nguyệt Độ vừa trừng mắt, đem Huy Dạ Thi dọa sợ, hắn lúc này mới giết tiến chiến trường. Cha, bọn họ tất cả đạp thiên chi cảnh, đều tham dự. Một cái đều khác buông tha, Huy Dạ Thi nghẹn ngào nói. Vô số quỷ thần nhất tộc tập trung mà đến, rất nhanh liền có vượt qua 100.000 sinh tử kiếp cảnh. Thế mà, cái này ba đại cường giả, đối với bọn hắn tới nói, tầng thứ cao đến có chút không hợp thói thường. Quỷ thần nhất tộc duy nhất cùng Nguyệt Chi thần cảnh đấu tư bản, ở chỗ Bồ Đề Quỷ Hoàng. Thế mà, Bồ Đề Quỷ Hoàng còn tại Nguyệt Chi thần cảnh khôi phục thực lực đây. Huy Nguyệt Độ rất mạnh, hắn thức thần, cũng là thiên chi thức thần, loại hình, gọi là Côn Hải Ma. Cái kia Côn Hải Ma độ cao đạt tới 300 mét trở lên, đều là nguy nga cự nhân, phiên giang đảo hải. Làm hắn giết tiến đám người, Côn Hải Ma chỗ đến, vô số quỷ thần bị tại chỗ bóp chết. Những thứ này quỷ thần, hiện tại bất tử, các loại nguyệt chi thần cảnh người vừa đi, bọn họ liền có thể giết chết gấp 10 lần, gấp trăm lần Viêm Hoàng nhân tộc. Lý Thiên Mệnh không đảm đương nổi thánh mẫu. Hắn hiện tại hy vọng quỷ thần nhất tộc, bị chết càng nhiều càng tốt. Hắn đếm xong có mấy cái quỷ thần, vẫn luôn tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Những thứ này quỷ thần nhất định phải chết tuyệt. Hắn một cái đều không muốn bỏ sót. Tại trong loạn chiến, Huy Dạ Thi bĩu môi, đi vào bên cạnh hắn. Này này, ta biểu hiện tốt ha. Người ta thế nhưng là thi triển tất cả vốn liếng, mới tạo thành hậu quả như vậy, người làm sao cũng phải có điểm biểu thị a. Huy Dạ Thi nói. Còn không có kết thúc, Lý Thiên Mệnh nói. Đều giết điên rồi. Yên tâm đi ngươi, ngươi tuyệt đối không chết được. Nàng mới vừa rồi còn khóc nửa ngày, bây giờ lại vui cười dí dỏm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nàng phương diện này xác thực rất mạnh, nũng nịu bản sự nhất tuyệt. Ý của ngươi là, kết thúc, thì có khen thưởng. Huy Dạ Thi hưng phấn nói. Không có, đừng nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể hay không để cho ngươi nữ nhân, đem ta tâm phía trên thứ này quăng ra a, quá dọa người. Ta đều giúp ngươi giúp thành dạng này, thành ý đủ chứ? Huy Dạ Thi ủy khuất nói. Không được, bất quá ngươi yên tâm, ngươi giúp ta đại ân, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Mà lại, chỉ cần ngươi không sợ ta, nó tại trong cơ thể ngươi, đối ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, chán ghét, tại sao không có ảnh hưởng? Muốn là ngươi gì tình biệt luyến yêu mến ta, ta còn không phải cho nàng một cái ý niệm trong đầu giết. Cái này căn bản cũng không phải là công bình cạnh tranh được không? Huy Dạ Thi nũng nịu mà nói. Lý Thiên Mệnh say. Đều lúc này thời điểm, nàng còn không quên thèm chính mình đây. Sự chú ý của hắn, còn ở trên trời chiến đấu phía trên. 9 tầng địa ngục, đầy trời đều là mưa máu. Quỷ thần nhất tộc, càng nhiều người chiến tử, cựu hận lửa giận, thì càng kéo càng lớn. Một bước này mạo hiểm to lớn. Thế nhưng là giờ khắc này, Nguyệt Chi thần cảnh cường giả kiêu ngạo, làm đến bọn hắn liền cơ hội giải thích, đều không cho đối phương, trực tiếp phẫn nộ báo thù. Cái kia Liễu Y Chiếu, càng là để mắt tới đối phương đạp thiên chi cảnh, nhất sát một cái chuẩn. Cuối cùng, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều cầm mấy người đầu, để Huy Nguyệt Độ đối với mình bất giận. Dù sao, bọn họ là mấy trăm năm bạn cũ. Ba tên này, tối thiểu đạp thiên chi cảnh ngũ lục giai trở lên, thậm chí càng cao. Lý Thiên Mệnh nhìn đến kinh tâm động phách. Quá mạnh! Nguyệt Chi thần cảnh cường giả, chỉ là lấy Nguyệt Tinh Nguyên tu luyện, đều khủng bố như thế. Cái kia trật tự chi địa bên trong, cầm giữ có hàng tinh nguyên những cái kia cao các loại chủng tộc, cái kia đến mạnh bao nhiêu. Nghe nói bọn họ tại vô tự thế giới xuất thủ, sẽ gặp phải lực lượng phản phệ, cho nên nhất định phải áp chế một bộ phận thực lực. Nói cách khác, ba người này tài nghệ thật sự, so Lý Thiên Mệnh chỗ đã thấy, còn cao hơn nữa. Nguyên lai, mạnh đến mức nhất định, là thật có thể, nghiền ép chúng sinh. Hắn tận mắt thấy, 10 cái quỷ thần. Cơ hồ đều bị Liễu Y Chiếu chém giết. Hắn chả tỉ mỉ giữ lại đầu lâu, đoán chừng là nghĩ, tại Huy Nguyệt giận trước mộ phần lễ tế. 9 tầng địa ngục, máu chảy thành sông. Sau cùng, Liễu Y Chiếu trước mắt, thì còn lại một cái Dực Quân. Dực Quân đại khái khôi phục đạp thiên chi cảnh cấp thứ 2 thực lực, cùng hiện tại Liễu Y Chiếu so sánh, vẫn kém tốt mấy cảnh giới. Thân thể của hắn có cao hơn 5 mét, 4 cánh tay nhất là thô to. Chỉ là tại Nguyệt Sư Liễu Y Chiếu, thức thần cự kiếm, so sánh, không khỏi quá mức nhỏ bé. Coi như nhục thân mạnh hơn, đều chịu không được cự kiếm chặt chém. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Tam đại Nguyệt Chi thần cảnh cường giả, đại khai sát giới, quỷ thần nhất tộc thời gian ngắn thương vong hơn vạn. 10 cái quỷ thần, bị Liễu Y Chiếu vô tình chém giết. Những huynh đệ này tay chân, chết thảm tại chỗ, Dực Quân không có khả năng không giận. Nhưng là... Làm hiện tại quỷ thần nhất tộc quản sự người, bỗng nhiên đã nhận lấy kết cục như vậy, hắn liền muốn hỏi một câu, vì cái gì? Nguyệt sư, chúng ta không có làm trái cấm lệnh, chúng ta cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì muốn đối với chúng ta, đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ là, Ngô Hoàng tại Nguyệt Chi thần cảnh bại lộ sao? Ha ha! Liễu Y Chiếu không thèm để ý hắn. Hắn trên tay cầm lấy một chuỗi quỷ thần chi đầu, còn lại Dực Quân một cái. Nguyệt sư đại nhân! Chúng ta dù chết, còn có thể là muốn cầu một lời giải thích. Vì cái gì? Dực Quân từ bỏ chống cự, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Liễu Y Chiếu kêu khóc nói. Ngươi tại cái này giả ngu đâu? Liễu Y Chiếu cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin, Dực Quân sẽ thật không ngăn cản. Kết quả, Nguyệt Sư nhẹ nhõm một kiếm, xuyên thủng trái tim của hắn. Thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Dực Quân ôm lấy ở ngực kiếm, 6 con mắt bên trong, chảy ra ào 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 nước mắt. Chiến tử, là bọn họ số mệnh. Thế nhưng là, vì cái gì không minh bạch, bỗng nhiên đột tử. Dạng này muốn chết, chỉ vì một đáp án, để Liễu Y Chiếu sửng sốt một chút. Đừng đóng kịch, các ngươi dám giết Huy Nguyệt giận, để muội muội của hắn tận mắt thấy, còn muốn lừa gạt. Không cửa. Liễu Y Chiếu khinh bỉ nói. Hắn quất ra trường kiếm, đi chặt Dực Quân đầu. Cái gì, không có khả năng, chúng ta vừa mới chạy thoát, thế đơn lực bạc, như thế yếu ớt, cho chúng ta 100.000 cái lá gan, cũng không dám đắc tội Nguyệt Chi thần cảnh a. Dực Quân ngốc trệ nói. Liễu Y Chiếu lại sửng sốt một chút. Nguyệt sư, có người vu hãm chúng ta, các ngươi bị chơi xỏ. Dực Quân rú thảm nói. Hắn rốt cuộc minh bạch nguyên do. Có thể mấu chốt là. Bọn họ quỷ thần nhất tộc, thượng thần cơ hồ chết hết. Thậm chí ngay cả đỉnh cấp tinh nhuệ, tại hiểu lầm đều không có giải khai trước đó, thì chiến tử hơn phân nửa a. Nhất là Vũ Sinh La, một người liền đã giết hơn vạn sinh tử kiếp cảnh. Đến cùng là ai, giết Huy Nguyệt dẫn nhất định một người khác hoàn toàn, mời Nguyệt Sư dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta nguyện ý phối hợp các ngươi,
cùng nhau tìm ra chân tướng. Không thể để cho hung thủ thật sự, nhởn như ngoài vòng pháp luật. Dực Quân vội vàng nói. Hắn hốc mắt đỏ bừng, dù là trong lòng đối Nguyệt Chi thần cảnh, có ức vạn lửa giận, lúc này thời điểm đều không thể không áp lực xuống tới, vì quỷ thần nhất tộc, kịp thời dừng tổn hại. Chân tướng, hung thủ. Liễu Y Chiếu nhìn một chút, trong tay dẫn theo 10 cái quỷ thần đầu, hắn biểu lộ có chút xấu hổ, dùng trường kiếm chỉ Dực Quân hỏi. Ngươi nói, ngươi cái này không phải liền là cho ta thêm phiền sao? Huy Nguyệt giận chết rồi, ta có trách nhiệm, ta liên tục giết 10 cái quỷ thần, đã có thể cho cha mẹ của hắn bàn giao, ngươi bây giờ nói cho ta biết, hung thủ một người khác hoàn toàn. Nguyệt sư, có ý tứ gì? Dực Quân mộng. Ngươi vẫn là đi chết đi, thẳng thắn cứng rắn. Một cái đơn giản chết người chuyện báo thù, ngươi cũng đừng cho ta làm phức tạp. Liễu Y Chiếu nói xong, đột nhiên xuất kiếm. Tại Dực Quân mờ mịt nhìn lấy hắn, không phản ứng chút nào thời điểm, một kiếm nạo đầu của hắn. Bịch! Dực Quân ngã trên mặt đất. Cái cuối cùng đạp thiên quỷ thần, chết thảm tại chỗ. Liễu Y Chiếu nhìn một chút trong tay cái kia trừng to mắt, chết không nhắm mắt lục mục quỷ thần, bĩu môi, nói, đánh giá là nha đầu kia liên hợp ngoại nhân, hại tự huynh trưởng mình. Việc này quá phức tạp đi, dễ dàng làm cho ta trong ngoài không phải người. Vẫn là đơn giản điểm xử lý, coi như là các ngươi giết đi. Dạng này, ta bàn giao lên, dễ dàng một chút. Vũng nước đục này đến cái này kết thúc, ta cũng không muốn tiếp tục lội, hiểu không? Dực Quân không có cách nào minh bạch. Liễu Y Chiếu là cái ngoại nhân, hắn chỉ muốn đem việc này xử lý sạch, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Quỷ thần vừa chết, cừu hận đã báo. Chân tướng đã chỉ một mình hắn biết, vậy coi như làm, không có người biết tốt. Dù sao lại không người, nghe được bọn họ trò chuyện. Mà lại, một cái tát kia, có chút khó chịu a. Hắn sờ sờ mặt. Vậy cứ như vậy đi. Cô gái nhỏ này tàn nhẫn a, vì một chút gia tộc tư nguyên cạnh tranh, cứ như vậy đem huynh trưởng cho chơi chết rồi. Hắn không nghĩ tới, việc này cũng không phải là Huy Dạ Thi chủ đạo, dù sao vừa rồi Huy Dạ Thi ra sức biểu hiện, không giống như là bị uy hiếp. Được rồi, liên quan ta cái rắm, lúc trước muốn lưu lại. Là huynh muội bọn họ chủ ý của mình. Nói không chừng, ta còn có thể dựa vào cái này chân tướng, để Thi Thi nghe lời. Nhớ tới tuổi trẻ tiểu cô nương, cái kia thanh xuân mỹ mạo khí tức, Liễu Y Chiếu cảm thấy, khả năng này lại là một cái mỹ diệu chân tướng. Làm xong Dực Quân, Liễu Y Chiếu vội vàng mang theo cái này 10 cái quỷ thần đầu, đi cho Huy Nguyệt Độ bồi tội đi. Huynh đệ, con trai người chết, ta 10 phần tiếc nuối, đặc biệt giết 10 cái quỷ thần. Lấy lễ tế hắn trên trời có linh thiêng. Liễu Y Chiếu nói. Nhìn đến những người này đầu, Huy Nguyệt Độ một ngụm ác khí toàn bộ ra, hắn nhìn đến Liễu Y Chiếu trên mặt cái kia dấu đỏ, bây giờ phẫn nộ tiêu tán một số, hắn nói đến, phải ở lại chỗ này, là bọn họ chủ ý của mình, cũng trách không lên ngươi, mới là ta hướng động, xin lỗi. Không sao, mất con đau lòng, có thể lý giải. Liễu Y Chiếu nói. Huy Nguyệt Độ nhẹ gật đầu, tiếp tục đồ sát quỷ thần. Xong. Liễu Y Chiếu mỉm cười. Nơi này hắn cũng không muốn lại đến, vẫn là trở về cùng hắn 10 mấy cái mỹ cơ quan trọng. Hắn quay đầu nhìn xa xa Huy Dạ Thi liếc một chút, chậc chậc cười lắc đầu. Huynh muội này hai cái nghiêm chỉnh mà nói, tính toán là bọn hắn hạ đồ đệ, so sánh tới nói, hắn đương nhiên ưa thích muội muội một số. Dù sao, xinh xắn đáng yêu mỹ thiếu nữ, dù sao cũng so tự cao tự ngạo thiếu niên, chọc người thương yêu a. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không biết, hắn tại quỷ môn quan phía trên đi một chuyến. Kỳ thật coi như bại lộ, cũng tại hắn trong dự liệu, dù sao đây là một đạo cờ hiểm, tràn đầy ngoài ý muốn. Càng là nguy hiểm, một khi thành công, thu hoạch thì lớn khó có thể tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, quỷ thần nhất tộc đỉnh phong lực lượng cơ hồ toàn diệt. Dạng này bọn họ, đối Viêm Hoàng Đại Lục tới nói, đã rất khó hình thành uy hiếp. Một lần điên cuồng tuyệt mệnh tiến hành. Rõ ràng mang đến, một lần thật không thể tin kinh thiên thu hoạch. Trường hợp như vậy, liền Lý Thiên Mệnh chính mình, đều hơi có chút mộng. Phản sát Huy Nguyệt giận, khống chế Huy Nguyệt thơ, dẫn Nguyệt Chi thần cảnh đồ diệt quỷ thần, tan rã Viêm Hoàng nguy cơ. Nhẹ nhàng như thường, nhất cử lưỡng tiện, trực tiếp phá vỡ cục diện. Người thắng, Lý Thiên Mệnh, nếu là thật tướng tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, đều sẽ vì ngươi trợn mắt hốc mồm. Huy Dạ Thi bĩu môi nói. Chân tướng chỉ có người ta biết, sẽ không tiết lộ ra ngoài, đối với người nào cũng không tốt. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói.
hắn cũng không biết, vẫn còn có người biết. Chỉ là người kia, lười nhắc lại sinh sự tình. Nói thật, giết Huy Nguyệt giận, ngược lại giải quyết quỷ thần nguy cơ, Lý Thiên Mệnh tâm tình hết sức kích động. Thời khắc như vậy, hắn chỉ muốn trước tiên, cùng Khương Phi Linh chia sẻ. Hắn muốn không kịp chờ đợi nói thiên hạ biết, hắn tuy nhiên không thể ngăn cản Khương Vô Tâm thả ra quỷ thần, nhưng là hắn lại tại hôm nay, tương đương với thân thủ hủy đi quỷ thần nhất tộc căn cơ, để bọn hắn đối Viêm Hoàng Đại Lục, không uy hiếp nữa. Mà lại, cựu hận vẫn là tính toán tại Nguyệt Chi Thần Cảnh trên đầu. Những bí mật kia, nhất định muốn nát ở trong lòng. Chờ một lúc, Huy Nguyệt Độ giết đến không sai biệt lắm, cái kia Vũ Sinh La còn tại giận chiến. Nhìn đến Huy Nguyệt Độ, Liễu Y Chiếu vốn muốn nói, quỷ thần nhất tộc còn có một cái gọi là làm bồ đề quỷ hoàng không có xuất hiện. Lời mới vừa đến cổ họng, hắn lại nuốt xuống. Hắn nghĩ nghĩ, hai vị này suốt này ngụm khí, liền sẽ không lại đến cái chỗ chết tiệt này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tâm lý của mỗi người, đều rất phức tạp. Nhưng có một chuyện, có thể xác định, Huy Nguyệt giận cùng quỷ thần cường giả, đều bị chết biệt khuất, ôm hận hàm oan, chết không nhắm mắt. Thẳng đến sau cùng, 9 tầng địa ngục, tử vong mấy vạn, quả thực thì là nhân gian thảm kịch. Cái kia hôi tinh phía trên, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Liền Huy Nguyệt Độ cùng Vũ Sinh La, đều thụ một chút thương tổn, càng là giết đến tinh bì lực tấn. Vì con báo thù, đồ sát mấy vạn. Rất hiển nhiên, đối bọn hắn tới nói, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục nhân tộc tánh mạng, cũng không có con của bọn họ trọng yếu. Nghe chói tai mùi máu tươi, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi là, nhanh điểm để cha mẹ ngươi, quên chuyện nơi đây, nhanh điểm về Nguyệt Chi Thần Cảnh. Để phát sinh hết thảy, đều thành kết cục đã định. Lý Thiên Mệnh đối Huy Dạ Thi nói. Bọn họ lưu tại nơi này, tồn tại mạo hiểm. Quỷ thần đã chết, không ai có thể nói chuyện. Kia quỷ sau còn treo tại cửa cung phía trên, không có chứng cứ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh muốn là không có sơ hở nào. Biết, Huy Dạ Thi thừa dịp không người chú ý, lôi kéo Lý Thiên Mệnh cánh tay, làm nũng nói, Huy, ngươi muốn không cùng ta cùng một chỗ về Nguyệt Chi Thần Cảnh đi, ta giúp ngươi giải quyết quỷ thần phiền phức, ngươi bây giờ dù sao cũng nên không có lo lắng đi. Nghĩ gì thế, chớ lộn xộn, Lý Thiên Mệnh chừng nàng liếc một chút, dứt khoát cự tuyệt. Đều chúng Khương Phi Linh Linh tâm chú, nàng còn dám đào chân tường. Hừ, Huy Dạ Thi buông tay ra, chu mỏ nói, coi như nữ nhân kia có chút bản lãnh, người cuối cùng vẫn là biết, ngoan ngoãn đến ta trong ngực. Ngươi ở đâu ra tự tin a? Lý Thiên Mệnh cười. Bởi vì ta tại Nguyệt Chi Thần Cảnh có bối cảnh có địa vị, ta có thể trợ giúp ngươi lên như diều gặp gió, Viêm Hoàng Đại Lục chung quy là tiểu địa phương, nơi này đã hạn chế ngươi, không có cái mới tư nguyên. Người đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, cái kia lão yêu bà lợi hại hơn nữa, đều sẽ liên lụy ngươi. Ngươi bây giờ khả năng còn cảm thụ không hiểu, các loại mấy năm trôi qua, ngươi phát hiện mình một chút tiến bộ đều không có, ngươi liền biết cuống cuồng. Ngươi có thiên phú thật tốt, tuyệt đối không nên làm ếch ngồi đáy giếng. Huy Dạ Thi ngữ khí rõ ràng nói ra. Được, ta đã biết, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi đáp ứng, đây mới là lý trí quyết định nha. Chỉ cần ngươi còn muốn trèo lên trên, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, Nguyệt Chi Thần Cảnh đều là ngươi duy nhất bậc thang, leo lên Nguyệt Chi Thần Cảnh, ngươi mới có còn lại lựa chọn. Huy Dạ Thi ánh mắt sáng lên, mừng rỡ như điên. Ta tạm thời không theo ngươi đi lên, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ngươi đến, Huy Nguyệt Thành, đi Huy Nguyệt gia tộc tìm ta, tự báo tên của ngươi, ta chờ ngươi. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Thành, Lý Thiên Mệnh gật đầu dứt khoát. Kỳ thật Huy Dạ Thi nói rất có đạo lý, Lý Thiên Mệnh sẽ thông qua Nguyệt Chi Thần Cảnh, đi tìm kiếm mình con đường phía trước. Đến lúc đó, nếu là ở Nguyệt Chi Thần Cảnh vô căn vô bình, khẳng định cần Huy Dạ Thi trợ giúp, dù sao đều đã nắm trong tay mệnh của nàng, không dùng thì phí. Quỷ thần cái chết, Huy Dạ Thi xác thực giúp đại ân, mà lại Lý Thiên Mệnh cũng không biết, Huy Nguyệt giận, kích thích trò chơi, cùng nàng có quan hệ. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi sẽ mang cái kia lão yêu bà cùng tiến lên đi thôi. Huy Dạ Thi khó chịu nói. Nói nhăng gì đấy ngươi? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta đoán nàng tuổi tác khẳng định không nhỏ, hừ hừ, lại nói ngươi đến cùng có hay không ánh mắt a? Người ta có thể trẻ tuổi hơn, mà lại, ta lần thứ nhất đều chuẩn bị tốt lưu cho ngươi nha. Huy Dạ Thi nháy nháy mắt, nói lên câu nói này, nàng xấu hổ đỏ mặt, nhìn trộm, câu hồn đoạt phách. Cút, biến thái. Lý Thiên Mệnh phục. Quá phóng túng.
Ngươi tốt quá phận a, người ta thật vất vả lấy dũng khí. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian lóe xa một chút. Ai nha, ta phục, cô gái này làm sao vẫn là chó không đổi được đớp cứt a. Ta đều nghe được, ta muốn cùng ta nửa cái mẫu thân cáo trạng. Cộng sinh không gian bên trong, Tiên Tiên nâng lên quai hàm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muội tử nói đúng, Huỳnh Hỏa cười to nói. Chờ một chút, chụp ếch, ai là cứt? Lý Thiên Mệnh mắt tối sầm lại. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, rời xa Nguyệt Chi Thần cảnh những người kia. Đối mới tới ba vị cường giả tới nói, hắn chỉ là tiểu nhân vật, dâu ria tốt nhất. Báo thủ về sau, Huy Dạ Thi cùng mẫu thân của nàng Vũ Sinh La ôm ở cùng nhau, khóc thành một đoàn. Tại trước mặt bọn hắn, còn hội tụ mấy trăm ngàn quỷ thần tộc. Bọn họ hoảng sợ, mờ mịt tập hợp một chỗ, không dám nhúc nhích. Phóng tầm mắt nhìn tới, huyết khắp chín tầng địa ngục. Trên không trung, nhìn lấy triệt để tan tác quỷ thần nhất tộc, Huy Nguyệt Độ cười lạnh, nói. Những thứ này bị vây 200 ngàn năm ngu xuẩn, còn cho là bọn họ có năm đó chi dũng. Một đám rác rưởi cũng dám giết con ta. Đều cho quan choáng váng, thật vất vả thoát khốn, đi ra cũng là chịu chết. Đúng vậy a, Liễu Y Chiếu gật đầu, cũng là Huy Nguyệt giận khá là đáng tiếc. Đụng phải bọn này vô tri dân liều mạng. Hắn vận khí không tốt, không có cách nào. Đứa nhỏ này tính cách quá quái đản, gặp phải không muốn mạng, xác thực dễ dàng ăn thiệt thòi. Cũng trách ta không có dạy tốt hắn. Huy Nguyệt Độ giận dữ nói. Cha, đừng nói nữa, thù đã báo, hoàn hồn cảnh, an táng ca ca đi. Huy Dạ Thi dưng dưng nghẹn ngào nói. Những xúc sinh này, hơi có chút bản lãnh, đều bị chúng ta giết sạch. Giận giận biết, cũng có thể nghỉ ngơi. Vũ Sinh La hốc mắt đỏ bừng, bi thương nói. Vẫn là kém chút, Thi Thi, người đi cùng cái này Viêm Hoàng nhân tộc nói, để bọn hắn nhân cơ hội này, triệt để diệt những quái vật này, chúng ta vì thiên nhất giới diện giải quyết phiền phức, trở về còn có thể lăn lộn cái tốt danh tiếng. Huy Nguyệt Độ nói. Huy Dạ Thi liền tới, truyền đạt Huy Nguyệt Độ ý tứ, sau đó lập tức trở lại. Về nhà đi, giận giận. Từ đầu tới đuôi, cái kia Huy Nguyệt Độ phu phụ. Đều không nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Bọn họ căn bản sẽ không quan tâm, cái này Viêm Hoàng nhân tộc là ai. Bọn họ xuyên qua động không đáy, quay trở về Viêm Hoàng đại lục. Chỉ cần bọn họ trở về Nguyệt Chi thần cảnh, chân tướng bại lộ khả năng, sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến sau cùng, bọn họ triệt để quên đi chuyện này. Chỉ là, rời đi thời điểm, Liễu Y Chiếu đối Huy Dạ Thi hơi cười. Thi Thi, sau khi trở về, đừng quên đến ta, Chiếu Nguyệt Cư, lên lớp, người cái kia thật tốt tranh giành khẩu khí, đột phá đạp thiên chi cảnh. Liễu Y Chiếu nói. Biết, Nguyệt Sư, Huy Dạ Thi nói. Lần này, Nguyệt Sư sẽ thật tốt, dạy, ngươi. Liễu Y Chiếu sờ sờ mặt phía trên dấu bàn tay, khẽ cười nói. Ma Nhật đương không? Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn lấy phía chân trời xa xôi. Đó là một khỏa màu đen mặt trời. Nó tại 9 tầng địa ngục trên không. Thôn hấp lấy tất cả quang mang, dẫn đến trầm uyên chiến trường thế giới, một mảnh tối tăm. Mặt trời, là trật tự chi địa, hằng tinh nguyên thả tỏa hào quang. Cái này Ma Nhật, cũng là trật tự chi địa lớn như vậy địa phương sao? Cũng là hằng tinh nguyên. Ý nghĩ này, chỉ là ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh tránh thức chú ý chính là 9 tầng địa ngục. Nguyệt Chi thần cảnh người đi về sau. Hắn tại 9 tầng địa ngục cái này trong núi thây biển máu hành tẩu. Cùng Khương Vô Tâm một dạng hoàng tộc, đều bị giết sạch. Quỷ thần đồng dạng chết hết, hiện tại quỷ thần nhất tộc, liền 10 tầng sinh tử kiếp, đều không mấy cái. Nhìn qua cái này máu tanh chiến trường, Lý Thiên Mệnh cảm giác, có điểm giống là đang nằm mơ. Địa tạng, Khương Vô Tâm bọn họ, nếu như biết rõ, bọn họ hao tổn hết tất cả tâm lực, thả ra quỷ thần nhất tộc. Vậy mà liền dạng này bị diệt rồi, bọn họ sẽ thổ huyết a. Quả nhiên, thời đại khác biệt a. Đã mất đi đỉnh phong lực lượng quỷ thần nhất tộc, hiện tại quần long vô thủ. Bọn họ dọn dẹp các cường giả thi thể, đã sớm loạn thành một đoàn. Lý Thiên Mệnh tại cái này tùy ý hành tẩu, đều không ai dám tới gần hắn. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh vượt qua Dực Quân thi thể, đứng tại Hắc Ám Hoàng cung trước đó. Hắn nhìn lấy cái kia cửa cung phía trên, treo một cái da thịt trắng như tuyết mỹ phụ. Nàng ngoại trừ trong mắt ảm đạm điểm sao, xem ra cùng nhân tộc, cơ hồ không có khác nhau. Tiếp đó, ta tọa trấn nhân tộc, tuy nhiên diệt không dứt được những thứ này lẫn vào Viêm Hoàng quỷ thần,
nhưng là, ta có thể trấn áp bọn họ. Ta có thể chế định quy tắc, đem bọn hắn triệt để phong tỏa tại cái này Trầm Nguyên chiến trường, hai tộc mới phương thức, tại Viêm Hoàng Đại Lục cùng tồn tại. Bây giờ phân bộ tại Trầm Nguyên chiến trường quỷ thần tộc, tối thiểu có 1 tỷ, Lý Thiên Mệnh không có cách nào giết sạch bọn họ. 200.000 năm, bọn họ chịu đựng được khó khăn càng nhiều, cái kia đình chiến. Chỉ có nhân tộc cường đại lên, mới có thể chân chính thủ hộ chính mình, nếu không, coi như không có quỷ thần tộc, cũng sẽ có những người khác, như Nguyệt Chi thần cảnh một dạng, nhẹ nhõm đổ diệt chúng ta. Thịnh thế, mới là căn bản. Như thế nào sáng tạo Viêm Hoàng Đại Lục thịnh thế? Dựa vào không thể nghi ngờ hỏi, dựa vào chính mình. Thượng thần thiên hồn, kiếp nguyên, kiếp khí, đều có thể để cho chúng ta, so trước kia càng mạnh. Đây là một đầu dài rằng giặc đường. Một cái nghịch thiên cường giả, mới có thể dùng tư nguyên của mình, đến tạo phúc thiên hạ. Tiếp đó, nhất thống nhân tộc, thành lập mới quy tắc cùng pháp lệnh, trấn áp quỷ thần. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng, trong lòng của hắn còn có một cái, lớn nhất sầu lo. Cái kia chính là, quỷ thần người chết trận bên trong, không có bồ đề quỷ hoàng. Hắn đến bây giờ không có xuất hiện, nói rõ hắn không tại phụ cận, như vậy, hắn sẽ đi nơi nào? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Nếu như hắn muốn khôi phục thực lực, có thể sẽ đi, Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh trong tay còn có truyền tin thạch. Nếu như bồ đề xuất hiện, hắn có thể thông báo Nguyệt Chi thần cảnh. Coi như quỷ hoàng trở về, hắn chỗ thống hận, cũng sẽ chỉ là Nguyệt Chi thần cảnh 3 người kia. Cho nên, ta không thể đối quỷ thần đuổi tận giết tuyệt, ta cùng Linh Nhi, còn thấp hơn điều ẩn tàng, tạm thời trước cầu tự vệ. Bồ đề còn sống, tuyệt đối đừng đem ánh mắt của hắn, dẫn hướng Viêm Hoàng nhân tộc, như vậy, thì để bọn hắn chó cắn chó đi. Lý Thiên Mệnh biết, hiện tại bọn hắn ưu thế lớn nhất, cũng là yếu. Yếu, mới không người chú ý, không người phản ứng. Đây chính là trộm đến một đường sinh cơ biện pháp. Còn phải chờ bồ đề chết, mới có thể đại triển tay chân A. Có điều, bất kể nói thế nào, lần này điên cuồng tiến hành, tuy nhiên mạo hiểm to lớn, nhưng kết cục cũng là, kiếm lời lật ra. Hắn nhớ tới Lý Vô Địch. Nghĩa phụ, người nói vô độc bất trưởng phu, ta học được tinh túy sao? Theo Thái Cực Phong Hồ chi chiến đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh rốt cục cho thấy buông lỏng nụ cười. Chỉ cần lửa, thiêu không đến ta dưới chân, chúng ta Viêm Hoàng nhân tộc, yên ổn không lo. Hắn rơi xuống 9 tầng địa ngục, phóng tới động không đáy. Về nhà. Lần này, chúng ta thắng. Sáng sớm ánh sáng chiếu rọi dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, Viêm Hoàng Đại Lục sinh sôi không ngừng, vạn vật an bình. Quốc thái dân an. Chính là Lý Thiên Mệnh thịnh thế mộng tưởng. Hắn không vội mà rời đi, thì là nghĩ, đem cái thế giới này, chế tạo thành chính mình khát vọng cái dạng kia. Làm Hiên Viên Đại Đế từng làm qua sự tình. Để vạn vật chúng sinh, đi hướng tốt hơn phương hướng. Có lẽ, cái này đối ta đế hoàng chi đạo, sẽ có mới trợ giúp. Như thế nào đế quân? Tự nhiên là, có thể công thiên hạ, cũng có thể thủ thiên hạ, trị thiên hạ. Hắn tại trong nắng sớm, hướng về Thái Cực Phong Hồ mau chóng đuổi theo. Tại Thái Cực Phong Hồ bên cạnh, Lý Thiên Mệnh liền nhìn đến, một người mặc màu lam nhạt tiểu váy thiếu nữ, ngồi ở bên hồ trên tảng đá. Nàng hai tay nâng quai hàm, đang đợi chính mình trở về. Sáng sớm huy hạ nàng, lóng lánh sáng rỡ lộng lẫy, cái kia sáng ngời như thủy đôi mắt, nhẹ nhàng run rẩy lông mày, như là mật đào giống như gương mặt, đều là xuân trong gió đẹp nhất phong cảnh. Cái kia một hình ảnh, tại Lý Thiên Mệnh tâm lý, dừng lại thành vĩnh cửu. Linh Nhi, hắn nghênh phong phóng đi. Tại Khương Phi Linh còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Như thế nào? Khương Phi Linh đầu ngón tay nắm lấy vạt áo của nàng. Gặp hắn ánh mắt lóe sáng, nàng căng cứng tiếng lòng, đang đợi một cái khát vọng đáp án. Hết thảy đã được như nguyện. Quỷ thần nhất tộc đỉnh phong lực lượng, toàn bộ chết rồi. Nguyệt Chi thần cảnh người, không có nhìn thấu, đều trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Thật tốt. Nàng nắm ở Lý Thiên Mệnh cổ, cười đến rực rỡ. Vừa rồi đoạn thời gian này, cũng là nàng cả một đời lớn nhất dẫy dụa thời điểm. Vui sướng không phụ giai nhân, nàng rốt cuộc đã đợi được tin tức tốt. Hai người trẻ tuổi, một lần cử động điên cuồng, cải biến Viêm Hoàng Đại Lục ức vạn chúng sinh vận mệnh. Đây là một cái, vĩnh viễn không thể cùng còn lại chia sẻ bí mật. Bọn họ lăn tại đầu mùa xuân trên mặt tuyết, bốn mắt nhìn nhau.
dù là không muốn rơi lệ, có thể khóe mắt của nàng, nước mắt vẫn là tràn mi mà ra. Đoạn thời gian này, bọn họ trên bờ vai chống được quá nhiều, bây giờ, cuối cùng như chút được gánh nặng. Coi như còn có một cái bồ đề quỷ hoàng, vậy cũng so trước đây sinh tử lưỡng nan cục diện, tốt hơn quá nhiều. Coi như rơi lệ, đó cũng là vui đến phát khóc. Bọn họ cười, lăn tiến vào thái cực phong trong hồ, toàn thân đều ướt sũng một mảnh, thế nhưng che giấu không được giờ phút này lòng nhiệt huyết. Nhân hoàng, tôn thần, cũng không tốt làm. Quan hệ đến ước vạn tánh mạng, một bước đi nhầm, chôn vùi thiên hạ. Chính vì vậy, tại hôm nay dẫn Nguyệt thần tộc diệt quỷ thần về sau, bọn họ mới có thể như chút được gánh nặng, triệt để nhẹ nhàng. Trong nước Khương Phi Linh, thanh tịnh như tinh linh. Nàng tựa ở Lý Thiên Mệnh trên lồng ngực, nghe tim của hắn đập, khuôn mặt một mảnh say đỏ. Ca ca, ta không muốn lại làm tôn thần mỗi thời mỗi khắc, đều muốn vừa vặn, đoan trang, từ hôm nay trở đi, ta muốn làm về chính ta. Khương Phi Linh nháy mắt nói. U, cái gì là chính ngươi a? Lý Thiên Mệnh tại nàng khóe môi hung hăng thơm một ngụm, cười tủm tỉm nói ra. Chính là, ngươi đỉnh lấy ta, nàng cúi đầu xuống, e lệ nói. Đông Hoàng kiếm chuôi sao? Lý Thiên Mệnh tựa ở bên tai nàng phía trên, cười xấu xa lấy hỏi. Linh Nhi, ta hoài niệm ngươi thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh trong lúc nói chuyện, vươn tội ác chi thủ. Bỗng nhiên, hắn hắc ám tí bị bóp lấy. Cúi đầu xem xét, Khương Phi Linh nắm bắt tay của hắn, tức giận nhìn lấy hắn, nói, hiện tại, ta so ngươi lợi hại, đến phiên ta khi dễ ngươi, giơ tay lên, không được nhúc nhích. Cái gì, ngô ngô, ngọa tào, nam nhân tôn nghiêm cũng không có. Có điều, dễ chịu. Lý Thiên Mệnh từ bỏ chống cự. Thiên Viên Hồ. Lý Thiên Mệnh tạm ban đầu chín đại thần vực nhân vật đứng đầu, đều triệu tập tại nơi này. Thiên Viên Đạo, đại biểu Thần Tông, Lý Thải Vi, đại biểu Ma Tông. Còn có Tiên Tông, Hải Tông, Địa Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông, Tâm Tông cùng Quỷ Tông. Cửu đại tông môn, đều đã mất đi không ít lực lượng, bây giờ Lý Thiên Mệnh thực lực, có thể hoàn toàn trấn áp toàn trường. Liên lục đạo Kiếm Tông còn lại kiếm thú, cũng không dám lỗ mãng. Người đã đến đầy đủ, thỉnh nhân hoàng. Quỷ thần nhất tộc đã uy hiếp đến chín đại thần vực, tất cả thần vực bên trong, đều có quỷ thần tồn tại, hiện tại Lý Thiên Mệnh, là bọn họ 100% người đáng tin cậy. Đến mức Khương Phi Linh, nàng một đoạn thời gian rất dài, sẽ không lại ra mặt. Tự bước vào thái cổ thần vực ngày đầu tiên, nàng liền thành tôn thần. Cho tới giờ khắc này, mới ẩn giấu đi, làm trở về chính nàng. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mắt mọi người. Thiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, San Hô Tiên Tử, Tương Nguyên Quân, Lâm Quân Thiên chờ một chút người, đều đang nhìn hắn. Bao quát Long U Nguyệt, trưởng tôn thần khung bọn người, cơ bản đều hoàn toàn thần phục, tiếp nhận Lý Thiên Mệnh hiệu lệnh. Hôm nay đem các vị triệu tập, là bởi vì có một tin tức tốt, muốn hướng các vị tuyên bố. Nghe nói là tin tức tốt, tất cả mọi người trừng to mắt. Gần nhất quỷ thần hoạt động ít, nghe nói Trầm Uyên chiến trường phát sinh đại biến hóa. Tại mọi người nóng rực ánh mắt bên trong, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Quỷ thần nhất tộc, vậy mà cả gan làm loạn, giết Nguyệt Chi thần cảnh sứ giả, dẫn đến Nguyệt thần tộc giận dữ, buông xuống ba vị đỉnh cấp thượng thần, trợ giúp chúng ta, chém giết quỷ thần tộc tất cả thượng thần, lại đồ diệt mấy vạn đứng đầu cường giả. Từ đó, quỷ thần nhất tộc, thụ trọng thương, đã mất đi đỉnh cấp lực lượng, còn lại tàn binh, đã không đủ, đối một đoàn kết nhân tộc, tạo thành bao lớn uy hiếp. Cái này nổ tung tin tức, trực tiếp oanh động toàn trường. Toàn bộ Hiên Viên Hồ, trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, khó mà tin được. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn đối Nguyệt Chi thần cảnh Nguyệt thần tộc, lòng mang lớn nhất kinh ý cùng cảm kích, là bọn họ đã cứu rỗi ta nhóm. Lý Thiên Mệnh kích tình bành trướng nói. Làm hắn đem câu nói này, nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn hiểu hơn một cái đạo lý. Cái kia chính là, lịch sử từ người thắng lợi viết. Lý Thiên Mệnh hiện tại là người thắng lợi. Cho nên, hắn tại viết Viêm Hoàng Đại Lục tân lịch sử. Ngàn năm vạn năm về sau, sẽ không có người biết rõ nói ra chân tướng, chỉ sẽ biết, là Nguyệt thần tộc trợ giúp bọn họ, diệt quỷ thần cường giả. Hắn cái này hai đoạn lời nói, làm cho tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Thật! Trời ạ, quỷ thần tộc, đây không phải tìm đường chết sao? Bọn họ thì là một đám không có IQ dã thú. Đỉnh cấp quỷ thần, toàn bộ bị diệt,
trách không được hôm qua thì không thấy được bao nhiêu quỷ thần, dám ở phụ cận loạn lung lay. Đây là khắp chốn mừng vui tin tức tốt a. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản tâm tình trầm trọng đám người, nguyên một đám mừng rỡ như điên. Nhân tộc cùng quỷ thần chi chiến, bởi vì cái này kinh thiên biến hóa, đạo đưa bọn họ còn không có tránh thức đánh lên, đều thắng một nửa. Có thể cam đoan sao? Lý Thải Vi kinh dị nói. Có thể, Lý Thiên Mệnh nói. Quái sự a. Nàng rõ ràng so Huy Nguyệt Độ phu phụ, hiểu rõ hơn quỷ thần. Chỉ cần giải, liền sẽ không bị cừu hận che đậy, liền sẽ hoài nghi. Không trách, đây chính là sự thật, minh bạch, Lý Thiên Mệnh nói. Minh bạch, cao hứng là được rồi. Lý Thải Vi cười híp mắt. Tin tức này truyền đi, cả nhân tộc, lập tức liền sẽ lâm vào cuồng hoan bên trong. Tốt, tốt, tốt. Thiên Viên Đạo liền nói ba chữ tốt, hắn hốc mắt đỏ thẫm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người đang hoan hô. Tin tức này, trực tiếp đem trong nước sôi lửa bỏng Viêm Hoàng nhân tộc, giải cứu ra, tại tràng tai nạn này bên trong, tại chỗ tất cả mọi người vận mệnh tương liên. Chờ bọn hắn cao hứng đủ rồi, Lý Thiên Mệnh mới ra hiệu mọi người im lặng. Hắn nói, đối phương đỉnh phong lực lượng, tuy nhiên cũng bị mất, nhưng là, một tỷ trở lên cá thể so với chúng ta nhân tộc cường hãn quỷ thần, vẫn tồn tại tại Trầm Uyên chiến trường, tiếp đó. Sợ rằng sẽ là một cái tiếp tục mấy trăm năm, hơn ngàn năm tranh phong, chúng ta vẫn không thể nhẹ nhõm, tuy nhiên chúng ta rốt cuộc diệt không dứt được quỷ thần, nhưng là, chúng ta nhân tộc, có thể mạnh hơn bọn họ, có thể trấn áp, trưởng khống bọn họ, vì để cho Viêm Hoàng Đại Lục trường trì cửu an, đang ngồi mỗi một vị. Đều trách nhiệm trọng đại. 20 vạn năm trước một lần kia phong cấm, là một cái ngoại lệ. Bởi vì khi đó, quỷ thần lấy 9 tầng địa ngục làm căn cơ, cũng không có bao nhiêu bên ngoài. Mà lại, ngay lúc đó Hiên Viên Đại Đế, rõ ràng so hôm nay Huy Nguyệt Độ bọn người còn mạnh hơn. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh phủ lên trấn áp quỷ thần chi khó khăn, có hắn mục đích của mình. Hắn muốn cải biến Viêm Hoàng. Hắn muốn xưng vương xưng đế, muốn nhất thống 9 đại thần vực. Đem tất cả nhân tộc, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Yếu ớt liền muốn đoàn kết. Dạng này nhân tộc, tại đứng trước lần tiếp theo tai nạn thời điểm, mới cầm giữ lời nói có trọng lượng. Mà không phải như lần này một dạng, chỉ có thể khiến người ta nắm mũi dẫn đi, để cho người khác đến quyết định vận mệnh của mình. Liền xem như hiện tại, đến từ một tỷ quỷ thần áp lực, để 9 đại thần vực hoàn toàn không có tinh lực nội đấu. Bây giờ 9 đại thần vực trưởng khống giả, chỉ có Lý Thải Vi thực lực 11 tầng tử kiếp. Những người khác, đều không phải là Lý Thiên Mệnh một chiêu chi địch. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, những thứ này lực lượng cường đại, đều trưởng khống tại Lý Thiên Mệnh trong tay. Làm Lý Thiên Mệnh, đem lời nói sau khi nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Lý Thải Vi. Hắn muốn Lý Thải Vi, làm một chuyện. Lý Thải Vi, không phải thần tông người. Nàng càng đại biểu lấy, còn lại bát đại thần vực mạnh nhất người. Nếu như nàng trước đứng ra nói chuyện, sẽ có tác dụng rất lớn. Giống như Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, nàng hiểu rõ vô cùng thiếu niên này, trong lòng nghĩ muốn là cái gì. Cho nên, tại thời khắc như vậy, Lý Thải Vi tách mọi người đi ra, nói. Các vị, chỉ có nhất thống nhân tộc, mới có thể ở sau đó dài dằng dặc trong tranh đấu, triệt để trấn áp một tỷ quỷ thần. Nếu như chúng ta vẫn là giống như trước đây từng người tự chiến, 9 đại thần vực vẫn là sẽ bị quỷ thần công hãm, quỷ thần thiên phú so với chúng ta cao, đây là vô cho hoài nghi sự thật. Cho nên, chúng ta cần đoàn kết cùng một chỗ, cần phải có một cái mới đế vương, ở sau đó ngàn năm thời gian, chỉ huy chúng ta nhân tộc huy hoàng lớn mạnh. Người này, ngay tại trước mặt chúng ta. Cho nên, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, lưỡng nghi thần vực không còn tồn tại, ta nguyện ý mang theo lưỡng nghi ma tông, làm người hoàng hiệu lực, vì nhân tộc cống hiến. Có nàng cái này kích tình mênh mông bắt đầu, đến đón lấy thì dễ dàng nhiều. Tam tài thiên tông, ngũ hành địa tông cùng bát quái tâm tông tông chủ, đều thuận thế đi theo Lý Thải Vi. Thậm chí, Hiên Viên Đạo vì không khiến người khác cho rằng, là bát đại thần vực nhập vào thần tông. Hắn đứng ra nói chuyện, nói, ta đồng ý Lý Thải Vi thuyết pháp, chúng ta nhân tộc yếu kém, tại quỷ thần đại nạn trước mặt, phân tán quản lý sẽ chỉ làm rời rạc quỷ thần, tìm tới thời cơ lợi dụng. Chỉ có nhất thống nhân tộc, mới có tư cách cùng quỷ thần nhất tộc đọ sức. Vì con cái đời sau, vì thiên hạ trường an, ta nguyện ý giải tán thái cổ thần vực, nguyện ý đi theo nhân hoàng, vì nhân tộc cống hiến. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là thái cổ hiên viên thị người, hắn cùng tôn thần yêu nhau. Cũng nói rõ không phải thủy tổ chuyển thế.
Thân phận như vậy, đối chín đại thần vực tới nói, ngược lại dễ dàng tiếp nhận. Bởi vì điều này đại biểu, bọn họ cũng không phải là bị thần tông nuốt. Thiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi mở miệng, đều có quyết định ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh ngược lại là không nghĩ tới, lại là Tứ Tượng Hải Tông Long U Nguyệt, là nguyên thần tông địch nhân, nàng cái thứ nhất đứng ra, biểu thị nguyện ý đi theo nhân hoàng. Người yêu của nàng Độc Cô Tẫn, chết bởi Lý Thiên Mệnh trong tay. Được làm vua thua làm giặc, chuyện đã qua, không cần nhắc lại, ta trên tay còn nắm Tứ Tượng Hải Tông vận mệnh, cùng một chỗ nhìn về phía trước đi. Long U Nguyệt rất thẳng thắn nói. Kế tiếp là Lục Đạo Kiếm Tông. Lục Đạo Kiếm Tông hiện tại là từ kiếm thú làm chủ, bọn họ thời gian không nhiều, chỉ là làm bọn họ cho rằng quyết định chính xác, nếu như Phong Thanh Mục còn sống, bọn họ đều chọn làm như thế. Thả ra quỷ thần chính là Phong Thanh Mục đệ tử, trách nhiệm này, chúng ta lục đạo thần vực rất lớn. Bọn họ nói, đến đón lấy cũng là trưởng tôn thần khung, hắn không có gì lá gan, cơ bản ai mạnh hắn thì leo lên người nào. Sau cùng, còn lại ban đầu quỷ tông thị tộc. Bọn họ còn canh giữ ở quỷ thần Sơn Mạch, nhưng là, chính bọn hắn đều không thừa nhận, chính mình cùng quỷ thần nhất tộc quan hệ. Hiện ở chỗ này người chủ trì đều không mấy cái, vì tương lai, bọn họ tự nhiên càng ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Nhân hoàng, nhất thống thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, nhân hoàng hai chữ này, cũng không chỉ là một cái tôn xưng, mà là chân chính viêm hoàng đế vương. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh, hoàng bào gia thân. Đã các vị để mắt ta, nguyện ý tin tưởng ta, vậy ta bình tĩnh không hổ thẹn. Hắn cất cao giọng nói. Nhân hoàng vạn tuổi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng quỳ xuống. Đây không phải trò đùa, đây mới thực là thần phục. Là thân thủ đem thiên hạ quyền thế, đưa đến Lý Thiên Mệnh trong tay. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn hưởng thụ quyền thế, hắn chỉ là muốn để cái thế giới này, biến đến càng tốt hơn. Coi như cha mẹ của hắn. Ban đầu vốn không phải viêm hoàng nhân tộc, nhưng là hắn lại ở chỗ này trưởng thành, trên người hắn hết thảy, đều là viêm hoàng đại lục lạc ấn. Cho nên, hắn theo không cho rằng, chính mình không phải viêm hoàng nhân tộc. Đi sáng tạo một cái thịnh thế hoàng triều, cũng là truy tìm trong lòng đế hoàng chi đạo, đi theo Hiên Viên đại đế cùng Hỗn Độn thần đế đế quân con đường. Có lẽ, đây mới là hắn thành thần hy vọng. Cần đế hoàng thiên ý viên mãn, hắn có thể hoàn thành đạp thiên chi cảnh. Các vị, nghe lệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ kỹ. Hắn lên giọng, chuông lớn giống như thanh âm, bao phủ tứ phương. Bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ nhất thống, viêm hoàng lịch pháp, chuyển thành thiên mệnh lịch. Ánh mắt của hắn nóng rực, đế hoàng ý chí rộng rãi, càn quét thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ lại không phân liệt chín đại thần vực, chỉ có nhất thống thiên mệnh hoàng triều. Từ đó về sau, chỉ cần ta không chết. Thiên mệnh hoàng triều, chính là vĩnh hằng. Tại theo một ý nghĩa nào đó, Lý Thiên Mệnh cùng Độc Cô Tẫn tương tự. Bọn họ leo lên cao vị, dưới chân đều không có thị tộc căn cơ. Bọn họ đều là đem viêm hoàng đế tông cùng thiên mệnh hoàng triều, trói chặt tại trên người mình. Khác biệt chính là, Lý Thiên Mệnh tiền đồ vô lượng. Hắn sâu biết rõ được, hiện tại viêm hoàng đại lục, đã chịu không được giày vò, cho nên, hắn càng không thể ngã xuống. Hiện tại nhân tộc rất yếu đuối, hắn cần đem nơi này, tránh thức sáng tạo thành thịnh thế, sinh ra vô số thiên tài, chống lên mới thế kỷ. Gánh nặng đường xa. Nhưng là, trong lòng của hắn không có e ngại. Đây là hắn, cái thứ nhất tránh thức thuộc về hắn hoàng triều. Là hắn tại đế hoàng chi đạo phía trên, đi ra bước đầu tiên. Một ngày này Lý Thiên Mệnh, so Độc Cô Tẫn càng phải hoàng uy cuồn cuộn. Hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Đương nhiên. Đây chỉ là hết thảy bắt đầu. Tiếp đó, hắn còn cần thành lập chân chính chế độ, tránh thức đem thiên hạ thần thành, chộp vào trên tay mình, lấy hoàng triều hệ thống, muốn thiết lập các loại quan chức, thăng bằng thiên hạ. Đây đều là lâu dài đại kế, cần phải từ từ đến, càng cần hơn Hiên Viên đạo trợ giúp của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh đạo thứ nhất hoàng mệnh, cũng là tại quỷ thần Sơn Mạch cái này viêm hoàng đại lục linh khí tối cao chi địa, cũng là viêm hoàng đại lục trung ương chi địa, tu kiến, thiên mệnh hoàng cung. Vì lựa chọn gì quỷ thần Sơn Mạch, mà không phải Thái Cực Phong Hồ? Có hai nguyên nhân. Đệ nhất, là bởi vì quỷ thần Sơn Mạch địa lý vị trí, so Thái Cực Phong Hồ, càng thích hợp làm hoàng hướng trung tâm. Thứ hai, cửu cung thần vực cương vực, là viêm hoàng đại lục hỗn loạn nhất, hung tàn nhất cương vực, thiên mệnh hoàng cung kiến tạo ở chỗ này, có thể trấn áp hỗn loạn, đem ban đầu cửu cung thần vực hỗn loạn, triệt để đảo ngược.
Từ đó, thiên hạ lại không quỷ thần sơn mạch, chỉ có thiên mệnh thần sơn, hoàng triều hoàng thành. Đương nhiên, những thứ này xã tắc đại sự, đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lý Thiên Mệnh chỉ là an bài xong xuôi, làm cho cả Viêm Hoàng Đại Lục, từng chút cải biến. Hiện tại trước mắt chuyện gấp gáp nhất, vẫn là đối quỷ thần nhất tộc trấn áp cùng phòng thủ. Thiên Mệnh, à không, nhân hoàng bệ hạ, chúng ta bây giờ, muốn thừa cơ đánh vào Trầm Uyên chiến trường, triệt để đánh hạ quỷ thần sao? Lý Thải Vi hỏi. Không, dùng phòng thủ làm chủ, không chủ động tiến công. Lý Thiên Mệnh nói. Theo thời gian trôi qua, bọn họ có thể sẽ càng mạnh. Lý Thải Vi nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, chỉ cần có thời gian, ta có thể càng mạnh. Hiện tại, đến phiên chúng ta khí định thần nhàn. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rõ, Lý Thải Vi chớp mắt cười một tiếng. Kỳ thật, chân chính lý do là. Lý Thiên Mệnh không muốn để cho Bồ Đề Quỷ Hoàng, đem cừu hận của hắn điểm, theo Nguyệt Chi Thần Cảnh chuyển hướng Viêm Hoàng nhân tộc. Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, quyền thế nhất thống. Tiếp đó, càng biết điều ngược lại càng tốt. Uy, Hoàng Triều đều thành lập, 3.000 hậu cung, cái kia mở a. Lý Thải Vi trêu chọc nói. Cẩn thận để tôn thần đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Tôn thần có thể ôn nhu, ta chính là giúp nàng khảo nghiệm một chút ngươi. Lý Thải Vi cười đùa nói. Lý Thiên Mệnh vốn muốn nói cho nàng, nàng gãy chân mối thù, hắn đã giúp đỡ báo, hơn nữa còn chặt hai đầu. Nhưng lời này, vẫn không thể nói. Đúng rồi, tiếp đó, ta muốn chuyên tâm tu hành, ông trời của ta mệnh Hoàng Triều, vừa đi vào quỹ đạo, kế tiếp còn muốn ngươi cùng Hiên Viên Đạo, nhiều trợ giúp ta. Lý Thiên Mệnh nói. Để cho ta làm sống, vậy ngươi phong ta một cái gì quan viên đâu? Lý Thải Vi hỏi. Ta phong ngươi lúc Thiên Mệnh Hoàng Triều thủ tịch thái giám. Lăn, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, một chút nhân hoàng dáng vẻ đều không có. Lý Thải Vi rất khinh bỉ hắn liếc một chút. Đương nhiên, nàng là nói đùa. Tranh thủ thời gian tu luyện đi, có việc kít một tiếng, ta cho ngươi làm khuôn vác. Nàng bỗng nhiên ôn nhu nói. Đừng như vậy, có điểm giống mẹ ta. Lý Thiên Mệnh thẹn thùng nói. Trước mắt, là lên men giai đoạn. Lý Thiên Mệnh phải đợi hai chuyện. Kiện thứ nhất, Huy Nguyệt phu phụ sau khi trở về, có thể hay không bởi vì hoài nghi, sinh ra mới phong ba. Đây là chuyện nguy hiểm nhất, hắn cần phải làm cho tốt phòng bị. Cho nên, hắn cùng Khương Phi Linh, cơ bản không lại công khai lộ diện, hiện ở Thiên Mệnh Hoàng Triều nhân vật mấu chốt, không thành chồng chất tập hợp, tránh cho bị một mẻ hốt gọn. Kiện thứ hai, Bồ Đề Quỷ Hoàng. Hắn là một cái lôi, lúc nào cũng có thể dẫn bạo, đại khái dẫn tại Nguyệt Chi Thần Cảnh nổ tung, nhưng có khả năng sẽ ở Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh đồng dạng muốn phòng bị hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tu hành. Theo thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều về sau, hắn trên cơ bản đều bị Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi bọn họ giúp đỡ, hắn chỉ ở Trạm Tinh Cổ Lộ tu hành. Không có Huy Dạ Thi quấy dày, trên cơ bản không biết ngày đêm, một bên lĩnh ngộ, một bên luyện kiếm. Thế mà hắn phát hiện, hết thảy như hắn dự liệu như thế, Hiên Viên Đại Đế Thiên Hồn, tại hắn đến 10 tầng sinh kiếp về sau, hiệu dụng đã không lớn. Hắn đế hoàng thiên ý, so Hiên Viên Đại Đế muốn phức tạp. Đối phương dựa vào đồng dạng thiên ý, sớm liền thành đạp thiên chi cảnh. Thiên ý là cảnh giới trưởng thành căn bản. Liền Hiên Viên Đại Đế thiên hồn, đều không có bao nhiêu hiệu dụng, những cái kia quỷ thần huyết nguyệt thiên hồn, tác dụng thấp hơn. Thiếu khuyết áp lực, liền thiên địa linh khí đều thiếu thốn, quả nhiên, Viêm Hoàng Đại Lục cơ sở điều kiện, thành ta cảnh giới trưởng thành khiếm khuyết. Đây hết thảy, không ngoài sở liệu. Muốn thành thần, tiếp tục đi lên phía trước, ta nhất định phải thoát ly Viêm Hoàng Đại Lục, tiến về tầng thứ mới. Có lẽ, đây chính là, đạp thiên, hai chữ ý nghĩa. Cần dẫm lên trời, tiến về rộng lớn hơn thiên địa, mới có thể tìm kiếm được cao thâm hơn tu luyện chi lộ. Đương nhiên, ta ở chỗ này lại lấy, khả năng mấy năm sau, vẫn có thể đi đến một bước cuối cùng, nhưng, có chút lãng phí thời gian. Huy Dạ thì cũng là quá rõ ràng Viêm Hoàng Đại Lục cơ sở điều kiện. Mới có thể chắc chắn, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ đi tìm nàng. Hiện ở Thiên Mệnh Hoàng Triều đã thành lập, các phương thần thành phòng ngự làm được càng đúng chỗ, chín đại thần vực giúp lẫn nhau, tăng thêm quỷ thần nhất tộc thụ trọng thương, nhân tộc đã nắm giữ tiên cơ, có thể xuất động cường giả, làm cho quỷ thần không dám leo lên Viêm Hoàng. Hết thảy đều tại hướng, Trường An Ninh, Vĩnh Cường Thịnh, phương hướng phát triển. Chỉ cần Bồ Đề Quỷ Hoàng và Huy Nguyệt gia tộc hai cái lôi không nổ tung,
Viêm Hoàng nhân tộc, có thể gối cao không lo. Đảo mắt qua một tháng. Lý Thiên Mệnh 10 tầng sinh kiếp cảnh giới trưởng thành, 10 phần chậm chạp. Lần trước cùng Huy Nguyệt Dận đối chiến, nếu như không có Linh Nhi, ta đánh giá không sẽ bị thua, nhưng rất khó đánh tan hắn. Có lẽ đến 10 tầng tử kiếp, ta đều có thể cùng Đạp Thiên Đệ nhất giai đối kháng. Muốn chân chính cải biến tộc vận mệnh con người, ta phải thành tựu Đạp Thiên chi cảnh, mới có thể thoát ly thiên nhất giới diện, tới lui tự nhiên. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định, hắn muốn đi Nguyệt Chi thần cảnh. Lần này, không còn là bị động rời đi, mà chính là hắn vì cường đại, chủ động tìm kiếm biến hóa. Ở trên trước khi đi, ta còn muốn làm một việc. Hắn tại chín đại thần vực lăn lộn thời gian dài như vậy, rốt cục có rảnh, có cơ hội. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ, mang tới mười mấy cái cảnh giới tương đương với lúc trước, Hiên Viên Húc, Thái Cổ Hiên Viên Thị Tiểu Hải Tử, đi tới Tử Linh rãnh trời tiến. Hắn thử một cái, quả nhiên phát hiện, đừng nói thông qua cái này Tử Linh rãnh trời, hắn liền đi vào đều khó khăn. Lý Thiên Mệnh bay lên hạ tầng tinh không. Hắn nghĩ, bay đến đầy đủ cao, hẳn là có thể vượt qua cái này Tử Linh rãnh trời, để hắn trở về thập phương đạo quốc A. Hắn nhìn xuống dưới, bất ngờ phát hiện. Cái gọi là Tử Linh rãnh trời, toàn cảnh của nó, lại là một cái hình cầu. Một cái khảm nạm tại Viêm Hoàng đại lục biên giới khối cầu cực lớn. Khối cầu này, đem chọn cái thập phương đạo quốc, mặc kệ là Viêm Hoàng đại lục phương hướng, vẫn là Trầm Uyên chiến trường phương hướng, đều bao phủ trong đó, hoàn toàn phong bế. Có ý tứ A. Trước đó nói Tử Linh rãnh trời, là thế giới bức tường ngăn cản, có thể chặt đứt chuỗi nhân quả. Hiện tại xem ra, còn không chỉ là thế giới bức tường ngăn cản đơn giản như vậy. Nó đem thập phương đạo quốc, phong cấm trở thành thiên nhất giới diện phía trên, một cái cô độc phong bế thế giới, chỉ có người yếu có thể ra vào. Trách không được, thập phương đạo quốc, sẽ như thế bế tắc. Lý Thiên Mệnh chính mình vào không được, hắn liền để những cái kia tin được Hiên Viên Thị Tiểu Đồng, mang theo đại lượng tài nguyên tu luyện, đi vào trong đó. Vừa đến, hắn muốn để bọn hắn, mang ra Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ cùng Lý Vô Địch. Những người khác muốn thì nguyện ý, đều có thể đi ra, nói thí dụ như Khương Phi Linh tỉ muội, Khương Thanh Loan. Thứ hai, hắn muốn cho thập phương đạo quốc, đưa một số bảo bối. Những cái kia tiểu đồng đi vào về sau, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, thì chờ ở bên ngoài. Thời gian trôi qua, nhiều ngày về sau, người ở bên trong ra đến rồi. Lý Thiên Mệnh đã lâu không gặp đến bọn họ, đã sớm tưởng niệm. Nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ra người tới, vậy mà chỉ có Diệp Thiếu Khanh cùng Khương Thanh Loan hai người. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong, đều không tại. Sư Tôn, Thanh Loan, làm sao chỉ có các ngươi? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Phát sinh một chút biến hóa, Diệp Thiếu Khanh thần thái sáng láng, xem ra gần nhất qua được cũng không tệ lắm. Hắn đi tới, cùng Lý Thiên Mệnh trùng điệp ôm một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người khí sắc không tệ a, chẳng lẽ tu luyện đến sinh tử kiếp cảnh? Ha ha, người cái này ngu xuẩn, lại dám xem thường ta. Ngươi tin hay không, ta hiện tại là toàn bộ Viêm Hoàng đại lục đế vương. Lý Thiên Mệnh nói, ta tin, người cái này khoác lác bản sự, là Lý Vô Địch chân truyền. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt một cái nói. Một bên khác, Khương Phi Linh cùng Khương Thanh Loan hai tỷ muội, hơn một năm không thấy, lại là ôm cùng một chỗ. Các nàng tỷ muội tình thâm, người không biết, còn coi là các nàng tách ra mấy trăm năm. Linh Nhi, ngươi lại tới gọi ta đi địa phương mới, đừng nói cho ta, ngươi lập tức lại được chạy. Khương Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi nói. Giống như, đúng, Khương Phi Linh nói. Ai nha, người cái này đáng đâm ngàn đao, không có lương tâm nữ nhân, còn không biết xấu hổ làm tỉ muội ta, ta vòng vòng ngươi cái. Vừa dứt lời, Khương Phi Linh đem một cái tu di giới chỉ cho nàng, nói, đừng cãi nhau, đây đều là lễ vật cho ngươi. Hừ, lại cầm bảo bối đến thu mua ta, ngươi cho ta là tham tiền. Nói đến đây, nàng đã thấy bên trong bảo bối, nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng, nói, được rồi, tâm ý ta nhận, một năm qua này tưởng niệm, nhìn ngươi liếc một chút, biết ngươi qua được tư nhuận liền tốt, không dùng lo lắng ta, ta một người rất tốt, ăn mà hương. Lăn a ngươi, xú gia hỏa, Khương Phi Linh dở khóc dở cười. Mặc kệ nàng tại chín đại thần vực, kinh lịch bao nhiêu mưa gió, làm cái gì tôn thần, nàng đều không muốn cùng Khương Thanh Loan nói. Tại các nàng lẫn nhau trong mắt, các nàng chỉ là vài chục năm cùng giường chung gối, cùng nhau lớn lên tỉ muội.
Các nàng chia sẻ trưởng thành vô số ý nghĩ, các nàng thường thường nằm ở trên giường, lẫn nhau vui đùa ầm ĩ, tại ban đêm vĩnh viễn có trò chuyện không xong đề tài. Các nàng vĩnh viễn chỉ là diễm đồ bên trong, hai cái đơn giản mà tinh khiết cô nương. Sinh mệnh khả năng có tầng thứ phân chia. Nhưng là, mỗi cái linh hồn của con người, vĩnh viễn bình đẳng. Khương Phi Linh khó có nhất, chính là nàng có thể để xuống những cái được gọi là quyền thế, bối cảnh cùng địa vị, tại Khương Thanh Loan trước mặt, nàng cũng chỉ là một người muội muội. Đã gặp các nàng vui đùa ầm ĩ, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng đang cười. Thế nhưng là hắn không thể không thu thập một chút tâm tình, cùng Diệp Thiếu Khanh cùng một chỗ ngồi dưới đất, trịnh trọng hỏi hắn, sư tôn, nghĩa phụ ta bọn họ, đến cùng phát sinh gì? Việc này ta cũng nói không rõ ràng, đầu tiên cũng là ngươi rời đi ngày ấy, khẽ nói cùng Tiểu Phong mất tích, liền hồn ma cũng không biết đi hướng, nhưng là Lý Vô Địch gia hỏa này không nóng nảy, để cho ta đừng hỏi. Ta còn tưởng rằng không có việc gì, không nghĩ tới sau đó không lâu, hắn cũng chạy, đem lớn như vậy địa bàn giao cho ta quản, trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ. Tức giận đến ta liền nạp 3.000 cái hậu cung, Diệp Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. 3.000 cái. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hắn phục a, đám người này, quả nhiên đều là nhân tài. Ngoả tào, Diệp Thiếu Khanh vỗ một cái đầu của hắn, nói, ngươi tiểu tử này quả nhiên giáp tâm không tốt a, ngươi chú ý trọng điểm, chẳng lẽ không phải là bọn họ mất tích sự tình sao? Nói cũng đúng a, Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nói. Vâng, cho ngươi, đây là Lý Vô Địch trước khi mất tích đưa cho ngươi tin. Đều là kéo lông gà, không biết tại trang cái gì cao thâm. Kém chút để cho con của ta con nước tiểu khét, Diệp Thiếu Khanh nói. Sư tôn, ngươi đều có con trai. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận tin giật mình hỏi. Đó là đương nhiên, nửa đời trước ta rơi ở phía sau Lý Vô Địch, hiện tại ta sống 1 năm 8 cái, trực tiếp vượt qua, nhất kỵ tuyệt trần. Diệp Thiếu Khanh tự tin nói. Nhìn tin a ngươi, nhìn chuyện riêng của ta làm gì? Diệp Thiếu Khanh trợn mắt nói. Đây không phải chính ngươi rông dài sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Hắn trên miệng cùng Diệp Thiếu Khanh nói đùa, trên tay lại mở ra trên tay bức thư. Chỉ thấy phía trên viết. Thiên Mệnh con ta, gặp chữ như lão tử đích thân tới, ngươi cần tắm rửa thay quần áo, rửa sạch dơ bẩn thân thể, đối với đông nam phương hướng, ba bái chín khấu, bẻ đít ôm ngực, lòng mang thành kính, mới có thể ngộ ra lão tử trong thư chân ý. Nhìn đến cái này câu nói đầu tiên, Lý Thiên Mệnh thì nôn. Cái này siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ, cái này bữa câu nói, coi như bị nước tiểu khét, Lý Thiên Mệnh đều có thể nhận ra, cũng là Lý Vô Địch viết. Hắn tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Không nghĩ tới, phía dưới văn tự, bắt đầu thâm trầm. Thiên Mệnh, cái gọi là vận mệnh, đều là thiết kế tốt. Trước kia ta cảm thấy bát kiếp luân hồi chi thể, khoáng cổ thước kim, không phù hợp lẽ thường, nhưng bây giờ ta minh bạch, nó tất nhiên chỗ, cũng không phải ngẫu nhiên sinh ra. Ta Lý Thị Thánh Tộc, là hèn mọn thí nghiệm phẩm. Ta muốn đi tìm một đáp án, cho nên, ta rời đi. Chớ đọc, chớ nghĩ. Có lẽ, ta rất nhanh sẽ trở về, có lẽ ta sẽ biến mất vĩnh viễn ở thiên địa. Nếu như ngươi đã mất đi nghĩa phụ, tuyệt đối đừng thương tâm, dù sao ngươi còn có một cái cha, có thể được thông qua sử dụng. Cho ngươi lưu một phần tin, chủ yếu là để cho ngươi biết, ngươi muội muội đi cái gọi là Nguyệt Chi Thần Cảnh địa phương, nếu như ngươi có một ngày, có thể tiếp xúc đến cấp bậc kia, liền đi tìm nàng, nhìn có thể hay không giúp đỡ nàng, con đường của nàng, có chút khó đi. Dạ Lăng Phong tiểu tử kia rất đần, ngươi làm huynh trưởng, nhiều chỉ dẫn một chút. Khác nhìn xuống, phía dưới không có. Tuy nhiên câu nói sau cùng có chút im lặng, có thể Lý Thiên Mệnh vẫn là cẩn thận đem chữ cho xem hết. Xem hết, hắn sững sờ nửa ngày. Nói cách khác, khẽ nói cùng Tiểu Phong, khả năng đi Nguyệt Chi Thần Cảnh, như vậy. Nghĩa phụ ta đi nơi nào? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm nói. Người tin a, ta đoán chừng hắn chính là sợ phiền phức, chạy đến một nơi nào đó ngủ ngon. Diệp Thiếu Khanh nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười. Hắn cúi đầu coi lại một lần. Tìm một cái đáp án. Thí nghiệm phẩm. Bát kiếp, không phải ngẫu nhiên. Đây là ba cái điểm mấu chốt. Thế mà, Lý Thiên Mệnh tạm thời rất khó nghĩ rõ ràng, Lý Vô Địch mà nói là có ý gì. Bởi vì Lý Vô Địch, không muốn để cho hắn hiểu được. Hắn phong thư này ý tứ chân chính, là để Lý Thiên Mệnh, có thể cũng có ngày tìm tới Lý Khinh Ngữ bọn họ, đi trợ giúp một chút nàng. Trùng hợp chính là, Lý Khinh Ngữ đi địa phương, cùng Lý Thiên Mệnh mục tiêu tiếp theo chi địa nhất trí. Nói cách khác,
khẽ nói bọn họ, so ta sớm một năm, đến Nguyệt Chi thần cảnh. Bọn họ ngay lúc đó thực lực, quả thật có thể xuyên thấu tử linh rãnh trời. Nhưng là người nào, mang nàng tới Nguyệt Chi thần cảnh? Vấn đề này, chỉ cần thật gặp ngay phải Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong, đoán chừng mới có đáp án. Nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, cái kia đoán chừng cũng là thật có chuyện. Diệp Thiếu Khanh nói, không có chuyện, ta đi làm là có thể. Lý Thiên Mệnh đem thư kiện xếp lên, bảo tồn tốt. Sư tôn, lưu tại chín đại thần vực tu luyện, người có thể đi đến cao hơn đường, có muốn không? Lý Thiên Mệnh hỏi, đương nhiên không được, ta 3000 hậu cung còn ở đây. Lần này đi ra, chủ yếu là cho ngươi đưa tin, thập phương đạo quốc còn phải ta chống đỡ đây. Diệp Thiếu Khanh nói, được, ta lại cho ngươi một số bảo bối. Nếu như Diệp Thiếu Khanh lưu ở Thiên Mệnh Hoàng Triều tu luyện, cảnh giới một cao, hắn thì trở về không được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tôn trọng quyết định của hắn. Bên kia xác thực cần phải có người chống đỡ, dù sao đây chính là tương đương với một cái thần vực diện tích. Lý Thiên Mệnh cùng hắn ôn chuyện rất lâu, hắn cũng nghe Lý Thiên Mệnh ở bên này tao ngộ. Nghe nói hắn đem Thiên Mệnh Hoàng Triều đều cho tạo dựng lên, Diệp Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm, chừng lấy Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu. Sư tôn, nhìn cái gì đấy? Ngươi tranh thủ thời gian sinh em bé đi, đem thiên tư của ngươi truyền thừa tiếp, sinh hắn mấy ngàn cái, nhớ đến nhận làm con thừa tự cho ta một cái, ta tính toán trọng bồi dưỡng. Diệp Thiếu Khanh nói. Thảo ngài. Lý Thiên Mệnh muốn bóp chết hắn. Gần nhất sinh hoạt thư thản, gia hỏa này 10 phần buông lỏng, già mà không kính a. Hàn huyên rất lâu, Diệp Thiếu Khanh đứng lên, nói, được, ngươi cầm bảo bối, ta sẽ tặng cho ngươi người nhà. Nhất là ông ngoại ngươi cùng nãi nãi, cho thêm hắn kéo dài tuổi thọ. Ngươi liền nghe Lý Vô Địch, đi xem một chút khẽ nói chuyện gì xảy ra đi, dù sao ngươi là làm ca. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn liếc một chút ánh trăng. Nghĩa phụ nhờ vả, đương nhiên nghĩa bất dung từ. Lại nói, hắn thật rất tưởng niệm, Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ. Gặp lại, lần sau gặp mặt, muốn nghe ngươi xưng bá Nguyệt Chi thần cảnh cố sự. Diệp Thiếu Khanh cùng hắn trùng điệp ôm một cái, nói. Vậy ngươi lại coi thường ta, nói không chừng ta đã làm xong trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, thổi, ra sức thổi. Hai nam nhân nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên rơi lệ. Nước mắt ào 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 rơi xuống. Làm cái gì a ngươi, trung niên nguy cơ a? Lý Thiên Mệnh nói. Đánh giám, hắn lau sạch nước mắt. Nói, cũng là nhìn đến đã từng cái kia tự kỷ thiếu niên, bỗng nhiên trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, hơi xúc động. Người vẫn là thiếu cảm khái đi, đó là lớn tuổi mới có đặc thù. Nhanh đi về hầu hạ người 3000 hậu cung đi, cẩn thận sát mài thành kim. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Người đây thì không cần quan tâm, sư tôn đây là thập phương trấn ma trụ. Nhân tài. Gặp lại. Thoải mái rời đi, tiêu sái tự nhiên. Lý Thiên Mệnh hâm mộ hắn. Hắn đời này, cho đến trước mắt, thì nhận qua một sư tôn. Sư tôn, không chỉ là chỉ dẫn võ nghệ, có lúc, càng chỉ đạo làm người. Cho nên, một ngày là thầy, cả đời là cha. Thẳng đến thân ảnh của hắn, hoàn toàn biến mất, Lý Thiên Mệnh mới ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, còn có không có tận cùng cuồn cuộn hư không. Nghĩa phụ, con đường phía trước rất cô đơn, nhưng có một ngày, ta sẽ cùng ngươi đồng hành. Hắn nắm lấy phong thư trong tay, cắn bờ môi. Lần này, hắn vốn định một nhà đoàn tụ, lại chỉ mang đi Khương Thanh Loan. Có lẽ, chúng ta một nhà, sẽ ở địa phương mới đoàn tụ. Lý Thiên Mệnh có hai cái nhà. Một cái là hắn cùng Lý Mộ Dương, cùng Vệ Tịnh nhà. Một cái, là hắn cùng Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, Lý Cảnh Du nhà. Trong lòng hắn, đều trọng yếu như vậy. Lý Thiên Mệnh, rời đi thời điểm. Khương Thanh Loan thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn, giang hai cánh tay, mỉm cười hỏi, đã lâu không gặp, ôm một chút sao? Vẫn là tạm biệt, ta sợ người thiên văn kết giới áp đến ta. Lý Thiên Mệnh nói, cái quỷ gì? Khương Thanh Loan mộng bức nói. Đừng để ý đến hắn, hồ ngôn loạn ngữ. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng nàng cũng không có sinh khí, bởi vì câu nói này, để cho nàng nhớ tới trước đây thật lâu, Trầm Uyên đấu thú một lần kia. Ba người bọn hắn rời đi Trầm Uyên chiến trường vào cái ngày đó. Ngày ấy, Lý Thiên Mệnh đã thương nặng Mộc Tình Tình, cứu Khương Thanh Loan. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đáng quý chính là, trải qua thiên phàm, về tới vẫn là thiếu niên.
nửa tháng sau. Khương Thanh Loan tại Thái Cực Phong Hồ chơi đến rất không tệ. Lý Thiên Mệnh đi Nguyệt Chi Thần Cảnh, cũng sẽ không một đi không trở lại, bởi vì hắn Thiên Mệnh Hoàng Triều, vừa mới thành lập. Bây giờ Quỷ Thần Sơn Mạch Hoàng Cung ngay tại Tu Kiến, nơi này là hắn căn cơ, hắn thường xuyên đều sẽ trở về. Để Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới chính là Lâm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Mộc Tuyết cùng Khương Thanh Loan, vậy mà thành bằng hữu. Các nàng đều là so sánh thuần túy cô nương, không quá quan tâm cảnh giới, bối cảnh khác nhau. Nhiều người về sau, liền nhiều bạn chơi, có ý tứ nhiều. Hiên Viên Mộc Tuyết cộng sinh thú, đã tiến hóa thành 999 ngôi sao, thiên phú của nàng tuyệt đối tăng vọt. Tại Lý Thiên Mệnh tư nguyên dưới, nàng tương lai tiếp ban Hiên Viên Đạo, trở thành Hiên Viên Thị Tân Tộc Vương, vấn đề không lớn. Đến mức Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh cần nàng giúp đỡ. Ta đi trước Nguyệt Chi Thần Cảnh tìm một chút, bên này gần lại ngươi tỏa chấn, nếu có phiền phức, Hiên Viên Đạo sẽ tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh đối Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta nhất định hết sức, Lâm Tiêu Tiêu nói. Nhìn kỹ thái cổ tà ma, đừng để nó quấy rối. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không tại, ta thì không cho nó, theo cổng sinh không gian đi ra. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nghe nói như thế, thái cổ tà ma từng trận kêu rên. Nghĩ không ra ta đường đường thái cổ tà ma, trầm luân đến tận đây, a. À. Lại thổ huyết đều vô dụng, tại sắc vi huyết chú trước mặt, nó liền phải nằm sấp. Có bồ đề tồn tại, Lý Thiên Mệnh tại đi Nguyệt Chi Thần Cảnh đồng thời, nhất định phải thường xuyên chú ý động tĩnh bên này. Đoạn thời gian gần nhất, tại hắn đại lực chấn áp xuống, quỷ thần tộc trên cơ bản không dám vượt qua động không đáy. Lý Thiên Mệnh chính để Lý Thải Vi cùng Dịch Tinh Ẩn, tại toàn bộ đại lục động không đáy phía trên bố trí thiên văn kết giới. Động không đáy quá nhiều, công trình này rất lớn. Nhưng là, chỉ ít mỗi lần phong bế một cái, liền sẽ thiếu một cái, Viêm Hoàng nhân tộc thì sẽ an toàn một số. Hắn Thiên Mệnh Hoàng Triều, nhất định phải phòng thủ kiên cố. Đang nghiêm mật bố trí, thích đáng quản lý, để thiên hạ đi vào quỹ đạo, Viêm Hoàng đại lục khôi phục phải có trật tự sau. Lý Thiên Mệnh, quyết định lên mặt trăng. Hắn không tới đạp thiên chi cảnh, không có thoát ly thiên nhất giới diện lực lượng. Nhưng là, Khương Phi Linh có thể. Cho nên lần này, hắn chỉ mang theo Khương Phi Linh. Đương nhiên, bốn cái cộng sinh thú, đã sớm đối trên trời chiến trường kia, chờ mong đã lâu. Linh Nhi, trên mặt trăng cái kia phá nữ nhân, còn đối tiểu Lý Tử nhớ mãi không quên, luôn dẫn dụ hắn, đi lên về sau, người đến giáo huấn nàng. Tại Khương Phi Linh nắm Lý Thiên Mệnh bay lên tinh không thời điểm, tiên tiên linh thể, treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, líu lo không ngừng nói. Khụ khụ, nếu không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không tìm nàng. Ta thì muốn hỏi thăm một chút khẽ nói cùng Tiểu Phong sự tình. Lý Thiên Mệnh nói. Khoảng cách Huy Nguyệt giận cái chết, đã có hơn một tháng. Nguyệt thần tộc tạm thời không có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh đoán chừng Huy Nguyệt giận phong ba, đã an toàn đi qua. Nhưng lý do an toàn, hắn không nghĩ tới đi. Nếu như không phải Lý Khinh Ngữ sự tình, Lý Thiên Mệnh khả năng sẽ còn lại chậm một đoạn thời gian, mới lên tới. Ong ong! Bọn họ đã khóa vực ban đầu thiên tinh cảnh vị trí, tiếp tục đi lên. Càng là đi lên, đầy sao càng là lóa mắt. Trên trời trăng sáng, càng lúc càng lớn. Ánh trăng quang mang, đến từ Nguyệt Tinh Nguyên. Nguyệt Tinh Nguyên, thì tại Nguyệt Chi Thần Cảnh tinh hạch bên trong, cho nên chân chính Nguyệt Chi Thần Cảnh. So với chúng ta nhìn bằng mắt thường đến Nguyệt Tinh Nguyên càng lớn. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, nhìn đến, chỉ là phát sáng bộ phận. Mà lại, là xuyên thủng Nguyệt Chi Thần Cảnh tinh thần mặt ngoài, đến ngoại giới quang mang. Cảm giác như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Khương Phi Linh. Có chút cố hết sức, còn có một nửa lộ trình. Khương Phi Linh nói. Xem ra, muốn leo lên Nguyệt Chi Thần Cảnh xác thực rất khó, Viêm Hoàng Đại Lục trước đó đản sinh những cái kia thượng thần. Tỷ như lục đạo kiếm thần, đoán chừng đều không nghĩ tới, phía trên lại có càng rộng rãi thế giới. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đúng vậy, càng ngày càng cố hết sức. Khương Phi Linh lôi kéo hắn, hao phí thực sự thiên chi lực, từng bước một đi lên thực sự. Càng là đi lên, tinh quang càng là sáng chói. Cái này là thế giới chân chính, quá đẹp. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Ca ca, ngươi nhìn xuống. Khương Phi Linh kinh hỉ nói. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đây chính là, Viêm Hoàng Đại Lục toàn cảnh. Một cái cuồn cuộn đại lục, trôi nổi ở trong hư không. Tại nó phía dưới, cũng là vô tự thế giới.
Cái kia vô tự thế giới, tựa như là hắc ám thâm uyên, lại như là một chương to lớn miệng, có vô hạn ma lực. Để Lý Thiên Mệnh rung động là, cái kia viêm hoàng đại lục toàn cảnh, này hình hình dáng xem ra, giống là một người. Tựa như là quỷ thần sơn mạch mở rộng phiên bản. Tử linh rãnh trời cái kia hình cầu, vị trí của nó, lại là cái này hình người đầu. Đây chính là thiên nhất giới diện phía trên hạt bụi thế giới. Làm Khương Phi Linh càng là đi lên thời điểm, Lý Thiên Mệnh có khả năng nhìn đến tầm mắt, thì càng khoáng đạt. Hắn vậy mà thấy được, còn lại thiên nhất đại lục. Chỉ là, những cái kia đại lục, khoảng cách viêm hoàng đại lục quá xa, lẫn nhau ở giữa, không có giao tập. Tính toán ra, viêm hoàng đại lục rất cô độc. Bởi vì những thứ khác mặt phẳng đại lục lẫn nhau ở giữa khoảng cách, muốn tới gần rất nhiều. Thái cổ tà ma không có nói láo. Thế giới chân chính, chính là cái này bộ dáng. Một cái thiên nhất giới diện, phía trên hữu tự thế giới, chia làm trật tự tinh không cùng hạ tầng tinh không. Phần sau là thâm uyên giống như vô tự thế giới. Thiên nhất giới diện, không có tận cùng kéo dài. Vô số cho bụi, tàn tinh tại ước vạn năm thời gian bên trong trầm tích tại cái này giao diện phía trên, tạo thành từng tòa hai mặt đại lục. Cái kia thiên nhất giới diện, tựa như là toàn bộ vũ trụ căn cơ, ép xuống vô tự thế giới, phía trên nhận hữu tự thế giới. Bao la hùng vĩ. Đây là Lý Thiên Mệnh, có khả năng tưởng tượng đến hình dung từ. Trong mộng thái cổ hỗn độn cự thú, liền hẳn là tại dạng này trong vũ trụ ngao du. Cho nên, mộng cảnh, nhất định là chân thật. Ta chỉ có thoát ly thiên nhất giới diện, mới có thể đạp vào tìm kiếm thái cổ hỗn độn cự thú bí mật con đường. Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Ca ca, mau nhìn, Nguyệt Chi thần cảnh. Khương Phi Linh thanh âm có chút phát run, hiển nhiên là bởi vì là thứ nhất lần dẫm lên trời, mười phần dã rời. Lý Thiên Mệnh vừa một mực tại nhìn xem mặt, bây giờ hắn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến, trên đỉnh đầu có một cái che đậy nửa bầu trời ánh trăng tinh cầu. So 9 tầng địa ngục, lớn hơn nhiều lắm. Cái này Nguyệt Chi thần cảnh diện tích bề mặt, tối thiểu tương đương với Viêm Hoàng đại lục một nửa. Viêm Hoàng đại lục là mặt phẳng đại lục, Nguyệt Chi thần cảnh là một cái tinh cầu. Có thể đạt tới một nửa, thì rất lớn. Nhất là đứng tại cái này tinh thần trước mặt, cảm giác càng thêm rung động. Luận nhân khẩu, Nguyệt Chi thần cảnh khẳng định không bằng Viêm Hoàng đại lục. Nhưng luận tầng thứ, nó muốn vượt qua Viêm Hoàng đại lục quá nhiều, dù sao, nó có mấy triệu năm lịch sử. Nó là trật tự chi địa chạm gác, đồng thời giam khống mười mấy cái hạt bụi thế giới trật tự. Mới đầu, Nguyệt Tinh Nguyên Quang mang che đậy hết thảy, nhưng khi Lý Thiên Mệnh đến gần thời điểm, dần dần có thể thấy rõ ràng nó mặt ngoài sông núi lục địa. Núi này xuyên lục địa, đồng dạng có giang hà, có biển cả, có rừng rậm, có thành trì. Nhưng là, mặc kệ là nham thạch vẫn là cây cối, rất rõ ràng đều có thể xem ra, đều tràn ngập một loại hào quang màu trắng bạc. Cái kia chính là Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng. Nó thẩm thấu tiến nham thạch thành linh quặng, nó thẩm thấu tiến thảo mộc thành linh túy, nó vì tu luyện giả sử dụng, lớn mạnh tự thân. Hằng Tinh Nguyên, Nguyệt Tinh Nguyên, cũng là tu luyện giả cùng toàn thế giới căn cơ. Không có Nguyệt Tinh Nguyên, Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ là một cái khác 9 tầng địa ngục. Thậm chí chỉ là một cái Viêm Hoàng đại lục. Còn không có tới gần, Lý Thiên Mệnh thì cảm nhận được cái kia Nguyệt Tinh Nguyên, vọt tới rồi dào lực lượng. Đây không phải thiên địa linh khí, quá nồng hậu. Há miệng hô hấp, đều là sảng khoái tinh thần. Trách không được thái cổ tà ma nói, bọn họ đang ăn thịt. Chúng ta tại uống rơi xuống nước canh. Tuy nhiên con đường tu luyện, lĩnh ngộ thiên ý so bổ sung lực lượng quan trọng hơn, nhưng là bọn họ dựa vào lực lượng, ra đời cường giả, liền có thể lấy thiên hồn, nhiều đời truyền thừa xuống, đây chính là tuần hoàn. Nguyệt Chi thần cảnh đạp thiên chi cảnh trở xuống, đoán chừng hoàn toàn không dùng sầu lo lực lượng bổ sung sự tình. Nguyệt Tinh Nguyên đều như thế rồi rào, cái kia trật tự chi địa hằng tinh nguyên, có bao nhiêu bành trướng. Cần đạp thiên chi cảnh đến đỉnh phong, mới có thể vượt qua đến trật tự tinh không, đến cái kia cao các loại chủng tộc chiến trường. Hiện tại, không phải mơ tưởng xa vời thời điểm. Ta cần, là tại Nguyệt Chi thần cảnh cắm rễ xuống tới, trước để cho mình thành thần. Mang dạng này mục tiêu, Lý Thiên Mệnh từng bước một tới gần. Làm Khương Phi Linh đạp thiên đạt tới Nguyệt Chi thần cảnh phụ cận thời điểm, một cỗ đến từ Nguyệt Chi thần cảnh lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn lôi kéo hướng xuống nuốt. Đây là Nguyệt Tinh Nguyên dẫn lực. Lúc này, Khương Phi Linh không thể ra tốc, ngược lại muốn mang theo Lý Thiên Mệnh giảm tốc, nếu không sẽ đập chết tại Nguyệt Chi Thần Cảnh phía trên. Muốn đào thoát Nguyệt Chi Thần Cảnh dẫn lực,
nhất định phải đến đạp thiên chi cảnh. Cho nên, tại cái này Nguyệt Chi Thần cảnh sinh tồn người, cũng không thể tùy ý rời đi nơi này. Toàn bộ Nguyệt Chi Thần cảnh quá lớn, Lý Thiên Mệnh thì suy đoán, nơi này không thể nào làm được giám sát toàn thế giới ra vào. Cho nên, hắn cùng Khương Phi Linh, có thể bình yên vô sự, lặng yên leo lên tháng này quang thế giới. Bọn họ xuyên qua mang theo ánh trăng mây trắng, chậm rãi hạ xuống. Lý Thiên Mệnh cúi đầu thời điểm, đã dần dần có thể thấy rõ ràng, phía dưới núi non sông suối, ức vạn lý giang sơn. Tốt nhiều so Thái Cực Phong Hồ đều lớn thành trì. Khắp nơi đều là thành trấn, trách không được Huy Dạ Thi nói, Nguyệt Chi Thần cảnh rất chen chúc. Cái thế giới này, liền nhà đều có ánh trăng quang mang, phục. Cái này mỹ lệ thế giới, nếu như ở nơi này lâu, khả năng xem thường. Nhưng là, lần thứ nhất gặp, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh vẫn là Khương Phi Linh, đều cảm thấy quá kinh diễm. Ca ca, chúng ta tựa như là nhà quê vào thành A. Khương Phi Linh nói. Xác thực, bày rõ ràng vị trí rất trọng yếu, coi như là ta mang theo ngươi, tới này du lịch đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi làm người dẫn đường nghiện rồi. Khương Phi Linh bĩu môi nói. Ta chỉ muốn trở thành một mình ngươi hướng dẫn du lịch, mang ngươi đi khắp toàn vũ trụ. Lý Thiên Mệnh ôm nàng eo nhỏ, để cho nàng đem chính mình mang theo đi xuống. Ta không có nghe hay không, ngươi, ban đầu du, đã không phải là của ta. Thế đạo này, liền hướng dẫn du lịch, đều có ban đầu du A. Sốt cục, bọn họ rơi vào trên hoang dã. Giống như Khương Phi Linh nói, làm Lý Thiên Mệnh cảm thụ được Nguyệt Tinh Nguyên rồi rào chi lực, nhìn lấy thiên địa này bên trong, những cái kia hiện ra huỳnh quang thảo mộc nham thạch. Bọn họ thật sự có chút, giống như là nhà quê vào thành. Thế giới quá mỹ diệu, nếu có nhàn hạ thoải mái, chúng ta nhất định muốn dắt tay cùng dạo, đi thăm dò cái này vĩnh hằng vũ trụ, đến cùng giới hạn ở phương nào. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh trọng trọng gật đầu, tràn ngập tín nhiệm nhìn lấy nàng. Đi, vào thành. Bọn họ một đường tiến lên, phía trước thì xuất hiện một cái Nguyệt Chi Thần cảnh tiểu trấn. Duyệt Tinh Trấn. Cái trấn nhỏ này không tính lớn. Lý Thiên Mệnh sau khi đi vào, phát hiện hai vấn đề. Đệ nhất, cái trấn nhỏ này cư dân phổ thông mức độ, lấy thiên thánh cảnh đến cổ thánh cảnh làm cơ sở, so Viêm Hoàng cao rất nhiều, nhưng không có Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng khoa trương. Một cái tầm thường như sao điểm giống như tiểu trấn, sinh tử kiếp cảnh, cũng có thể coi là cường giả. Nếu như là đại thành trì, khả năng thì có đạp thiên chi cảnh tồn tại. Thứ hai, Nguyệt Chi Thần cảnh, cũng không phải là chỉ có Nguyệt Thần tộc. Lý Thiên Mệnh tại trên đường cái, liền thấy có rất nhiều cộng sinh thú. Hiển nhiên, Nguyệt Chi Thần cảnh lịch sử rất dài, rất nhiều thị tộc, đều ở nơi này ngọn nguồn lưu truyền. Cũng đúng là như thế, Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này, cũng không tính bất ngờ. Người nơi này, hình thù kỳ quái, loại người gì cũng có. Một cái bình thường tiểu trấn, liền có thể lấy nhỏ xây lớn, nhìn đến toàn bộ Nguyệt Chi Thần cảnh. Lý Thiên Mệnh cần muốn hiểu cái thế giới này. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tìm được Lý Khinh Ngữ. Hắn tại bên đường, tùy tiện bắt đi một cái bản nguyên thú tộc tiểu bằng hữu, đem người đưa tới đường đi. Đó là một cái 10 tuổi tiểu hài tử, dài đến mập mạp, thanh âm nói chuyện cũng rất tỉ mỉ. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, hai tay ôm ngực, sợ hãi nói, các ngươi làm gì? Muốn cướp xác sao, ta, để vị tỷ tỷ này lên trước đi. Lý Thiên Mệnh một bàn tay phiến tại hắn trên ót, nói, hỏi ngươi một vài vấn đề, thành thật trả lời, để cho ta hài lòng, những bảo bối này, đều là ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn qua hắn cộng sinh thú, cho hắn lấy ra một kiếp nguyên. Cái này tiểu mập mạp ánh mắt, trực tiếp thì thẳng. Đại ca, ngươi cứ hỏi, ta ngay cả ta mẹ hôm nay mặc quần lót là màu gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Tiểu mập mạp kích động nói. Ngươi vì sao lại biết? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đúng a, ta vì sao lại biết? A phi, ngươi chớ nói lung tung, ta chính là đánh cái so sánh, kỳ thật ta không biết. Tiểu mập mạp nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi Nguyệt Chi Thần cảnh người, đều là Huy Nguyệt Dẫn như thế cao cao tại thượng đâu, không nghĩ tới, nơi này cũng chỉ là cái phổ thông thế giới a. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Cái này tiểu mập mạp, rất tiếp địa khí. Đại ca, ngươi không phải Nguyệt Chi Thần cảnh người, chẳng lẽ ngươi là Nguyệt Chi Thần cảnh quỷ a? Tiểu mập mạp cười nói. Thôi đừng chém gió. Ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi biết Lý Khinh Ngữ sao? Lý Thiên Mệnh theo miệng hỏi. Hắn mục tiêu của hôm nay, cũng là hỏi người.
hắn dự định hỏi mã mấy chục người, đem Nguyệt Chi thần cảnh thế lực, căn cơ, kết cấu, đều cho hỏi rõ ràng. Xem rõ ràng những thứ này, mới có thể tìm tới Lý Khinh Ngữ. Thế mà, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, làm hắn thuận miệng đánh ra bản thân trung cực vấn đề thời điểm, tiểu mập mạp xem thường cười nói, đại ca, ngươi cho ta là ngu đần sao? Ngươi tại chúng ta Duyệt Tinh Trấn tùy tiện bắt được một con chó, nó đều biết Lý Khinh Ngữ a. Lý Thiên Mệnh muốn chửi một câu, người mẹ hắn đang đùa ta. Đại ca, nhanh điểm hỏi, ta có chút mắc tiểu. Tiểu mập mạp rụt lại hai chân, sắc mặt đỏ lên nói. Kìm nén, Lý Thiên Mệnh đem hắn mặt to, cho kéo tới trước mặt, nói, vậy ngươi nói cho ta một chút, cái này Lý Khinh Ngữ nàng là thân phận gì, nàng ở nơi nào, nàng có chuyện gì dấu vết. Phốc phốc, đại ca, ngươi mới đang đùa ta. Để ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh lại vỗ một cái ót của hắn, cái này tiểu mập mạp đặt mông ngồi dưới đất, kém chút đem nước tiểu cho đụng tới. Hắn dọa sợ, liền vội mở miệng nói một nhóm lớn. Lý Khinh Ngữ, Nguyệt Chi thần cảnh không biết nơi nào xuất hiện nghịch thiên tồn tại, tương truyền nàng là Nguyệt thần tộc cửu kiếp luân hồi chi thể, trên cánh tay chín mặt trăng, sau Nguyệt thần tộc tổ tiên đều trâu bò, vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh cho oanh động, đem Nguyệt thần tộc bế quan lão tổ tông đều hoảng sợ đi ra. Tại chỗ cho nàng mở chín đại thức thần, nghe nói cái này chín đại thức thần, đều là trật tự thiên tộc đứng đầu nhất thức thần. Cái này còn cao đến đâu a? Tin tức lập tức truyền đến trật tự chi địa, đem cái này, cửu nguyệt thần nữ, cho đón đi, đoán chừng cho làm thành trật tự chi địa tuyệt thế thiên tài đến nuôi dưỡng. Đây chính là ra từ chúng ta Nguyệt Chi thần cảnh yêu nghiệt, quá mẹ nó dọa người, ta mỗi lần nhớ tới chuyện này, mắc tiểu thì 10 phần mãnh liệt a. 9. Lý Thiên Mệnh nhớ đến. Lý Khinh Ngữ không phải năm cái kiếp vòng sao? Hắn nghe cảm giác quá giật. Nhưng là lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới hai chuyện. Đệ nhất, Lý Khinh Ngữ đã từng cùng mình nói qua, chín mặt trăng mộng. Thứ hai, Huy Dạ Thi trong miệng cửu kiếp tử bát bà. Hai cái này trùng hợp đúng nhau, lại thêm mập mạp này nói lời, vậy liền kinh khủng. Khẽ nói, là cửu kiếp luân hồi chi thể. Hắn cùng Khương Phi Linh hai mặt nhìn nhau. Tạm thời nghe không ra, Lý Khinh Ngữ có nguy hiểm gì. Nàng thiên phú như vậy, oanh động Nguyệt Chi thần cảnh, được đưa tới trật tự chi địa, đây chính là Lý Thiên Mệnh muốn đi địa phương.